két. Một chiếc Chevrolet suy 7 chỗ ngồi dừng lại trước cửa biệt thự. Sau khi cửa xe mở ra, Tần Lạc bước xuống xe đầu tiên, sau đó hắn đứng một bên chìa tay, một cánh tay trắng nõn nà như ngọc vịn vào cổ tay hắn. Lệ Khuynh Thành, phong thái dáng dấp như một nữ hoàng từ trên xe bước xuống. Tóc phấn cao, để lộ chiếc cổ thon dài trắng mịn. Váy dài màu đen, áo không cổ màu đen, thoạt nhìn trông cực lạnh lùng tàn khốc. Đương nhiên lúc này nàng không tới tán gẫu uống trà. Mặc dù Lệ Khuynh Thành đi giày đế bằng nhưng chiều cao của nàng vẫn tương đương với Tần Lạc. Điều này không chứng minh Tần Lạc thấp mà thật sự Lệ Khuynh Thành là người khá cao. Lệ Khuynh Thành tự nhiên khoác tay Tần Lạc nói, anh yêu, mời vào. Em là người chỉ huy cuộc đấu này. Anh chỉ phụ tá, Tần Lạc cười nói. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói, bây giờ cả Yến Kinh đều coi anh là chủ mưu trận này. Anh nào có lợi hại như vậy? Anh có biết anh đáng yêu ở chỗ nào không? Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn rất muốn trả lời là tiểu Tần Lạc nhưng lại cảm thấy trả lời như vậy khá lưu manh nên lắc đầu cho qua. Chỗ đáng yêu của anh là cho tới lúc này anh vẫn không biết mình lợi hại. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc vẻ vô cùng quyến rũ, nàng nói tiếp, bây giờ cả Yến Kinh đang bàn tán về anh, nói anh liên thủ với hai nhà Văn Nhân và Bạch làm hại Tần Tung Hoành. Việc anh tới Thái Sơn và mất tích chỉ là cái bẫy, mục đích chính là khiến Tần Tung Hoành lơi lỏng cảnh giác, dụ dỗ anh ta ra tay. Anh xem, bây giờ tiếng xấu của anh nổi thế nào? Em xem anh bị oan quá, Tần Lạc cười gượng nói, khi đó anh rất nôn nóng chỉ muốn cứu được em. Khi đó anh còn không biết bản thân mình có quay về được nữa hay không, ai còn thời gian đâu mà nghĩ nhiều được như vậy. Lệ Khuynh Thành giơ tay đặt vào hông Tần Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve và nói, đó mới đáng nói. Nếu như không nôn nóng thì sẽ không đi cứu em, phải không? Tần Lạc cảm nhận được sự nguy hiểm, thịt ở hông vừa mềm vừa mỏng. Nhất định phải nôn nóng, sao có thể không nôn nóng? Khi hai người còn đang liếc mắt đưa tình, đại đầu đi tới nói, cửa chính vẫn đóng chặt. Không một ai ra ngoài. Vất vả rồi, Tần Lạc cười nói. Đại đầu vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa biệt thự, hay nói một cách chính xác vẫn quan sát động tĩnh của Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Huân. Không thể không nói, hành trình tới Yến Kinh cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ trải qua trăm cay nghìn đắng mới rời khỏi được núi Thái Sơn, sau đó bí mật quay về Yến Kinh. Tần Lạc vội vàng liên lạc với Văn Nhân Mục Nguyệt, biết được tình hình cuộc chiến của Văn Nhân gia với hai nhà Tần, Bạch. Lệ Khuynh Thành không lập tức xuất hiện ở Khuynh Thành quốc tế mà lại phái đại đầu âm thầm bảo vệ Cửu Yên Mị. Quả nhiên Cửu Yên Mị không làm Lệ Khuynh Thành thất vọng. Mặc dù bản thân nàng không có mặt nhưng Cửu Yên Mị vẫn làm theo kế hoạch ban đầu của nàng. Nhưng cũng vì hành động đó mà Cửu Yên Mị và những thành viên Cửu gia khác hoàn toàn trở mặt. Mặc dù đám người Cửu Giật Vân tức giận nhưng vẫn không có hành động phản đối quyết liệt. Thế nhưng Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu mang lòng dạ bất chính đầu phục Lệ Khuynh Thành, trước đó lại cùng nhau tổ chức một vụ tai nạn ô tô mất phanh, định giết chết Cửu Yên Mị cực kỳ hung ác. Đại đầu lựa chọn việc theo dõi từ xa. Khi đó xe của đại đầu cách chiếc BMW của Cửu Yên Mị khoảng 5-6 xe với khoảng cách chừng 2-30 mét. Dù vậy với tính chuyên nghiệp của mình hắn còn phát hiện ra vấn đề sớm hơn cả Cửu Yên Mị. Vì vậy hắn lập tức mở cửa xe xông ra ngoài. Với một tốc độ khủng khiếp, khi chiếc xe tải sắp đụng vào xe của Cửu Yên Mị, đại đầu đã bắn nổ lốp xe khiến nó thay đổi phương hướng, sau đó hắn còn bắn tung đầu gã tài xế bằng một viên đạn. Việc đại đầu xuất hiện ra tay cứu được Cửu Yên Mị đều dựa vào sắp đặt bí mật của Lệ Khuynh Thành. Sau đó đại đầu, dưới sự điều khiển của Lệ Khuynh Thành lại theo dõi chặt chẽ hai anh em Cửu Trọng Huân, Cửu Trọng Mưu, cắt đứt con đường chạy trốn của cả hai, cùng cắt đứt con đường cầu viện từ bên ngoài. Cửu Trọng Huân gọi điện tìm mấy người tới trợ giúp nhưng kết quả đều bị đại đầu dùng thế mạnh như trẻ che đánh tan tác hết. Đại đầu, cảm ơn cậu, chờ sau khi chuyện này qua đi, tôi giới thiệu cho cậu một bạn gái, được không? Cậu thích kiểu người nào? Thành thục, gợi cảm hay tri thức tao nhã? Ngây thơ đáng yêu? Dường như tính cách của cậu khá trầm lặng, có cảm giác phù hợp với người ngây thơ, đáng yêu hơn. Hai người kết đôi với nhau dường như rất hợp. Hay là như này, cậu có thể tới công ty tôi tùy ý lựa chọn người đẹp. Cậu ưng ai lập tức tôi sẽ làm mai cho cậu. Cô ấy dám từ chối, tôi sẽ trừ lương cô ấy. Hai mắt Tần Lạc rực sáng, Lệ Khuynh Thành nhìn đâu cũng thấy mỹ nữ. Chúa ơi, Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, phần lớn nhân viên của Khuynh Thành quốc tế là nữ. Có khoảng gần 10.000 người. Không phải tất cả đàn ông đều mong đợi ngắt hoa trong muôn vàn đóa hoa sao? Hay em cũng giới thiệu cho anh một người, Tần Lạc mong chờ nói. Được, Lệ Khuynh Thành gật đầu.
anh thấy em thế nào? Vậy bỏ đi, Tần Lạc nói. Tôi không cần bạn gái, Đại Đầu nhỏ nhẹ nói. Cái gì? Lệ Khuynh Thành kinh hãi. Nàng quay đầu nhìn Tần Lạc hỏi nhỏ, cậu ấy thích đàn ông hả? Giê-xu mới đổ xe đi tới, nghe vậy, căng thẳng nhìn Đại Đầu nói, ôi, Chúa ơi! Không phải cậu thích tôi đó chứ? Cậu nên biết tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ. Tần Lạc thật sự chỉ muốn châm một châm vào tất cả phụ nữ trên thiên hạ xem bọn họ suy nghĩ gì trong đầu. Tại sao tư tưởng bọn họ lại tệ hại vậy? Theo chỉ dẫn của Tần Lạc, Đại Đầu đi tới gõ cửa. Cạch cạch. Không một ai lên tiếng. Cạch cạch. Vẫn không ai ra mở cửa. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau. Tần Lạc nói, Đại Đầu, phá cửa ra. Đại Đầu gật đầu, hắn đi tới cạnh biệt thự, không ai thấy hắn dùng lực thế nào, chỉ nghe vù một tiếng, hắn đã nhảy lên tường. Phịch. Hắn nhảy xuống. Cánh cổng sắt biệt thự nhanh chóng bị Đại Đầu mở ra từ bên trong. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đi vào trong, lập tức Đại Đầu đứng chắn trước người bọn họ. Có máu, Đại Đầu nói. Sắc mặt Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành lập tức vô cùng nghiêm túc, cả hai nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính biệt thự vẫn đóng im đầy cảnh giác. Tôi vào trước xem sao, Đại Đầu nói xong, hắn lập tức vọt lên trước, cẩn thận nhảy tới chỗ cửa sổ, móc một thanh chủy thủ ra cạy cửa sổ. Căn biệt thự này dùng khóa điện, dùng công cụ mở khóa bình thường không ăn thua. Giê-xu vẫn đứng bảo vệ hai người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành để phòng người có kẻ tấn công từ hướng khác. Khi vào ngôi biệt thự này giống như khi vào đầm rồng hang hổ vậy. Từ đó có thể thấy tình trạng tranh đấu nội bộ của Cừu gia đã rơi vào tình trạng thảm khốc tới mức độ nào. Đương nhiên trước kia bọn họ đấu Lệ Khuynh Thành, bây giờ Lệ Khuynh Thành đấu bọn họ. Răng rắc. Đại Đầu dùng chủy thủ tháo rỡ phần bảo vệ cửa sổ, sau đó mở cửa sổ nhảy vào trong. Vài phút sau, cánh cửa biệt thự bị mở từ bên trong. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành nhanh chóng đi vào, sau đó bọn họ nhìn thấy Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Huân đang nằm trong vũng máu. Anh ta đã chết, Đại Đầu chỉ vào Cửu Trọng Mưu nói. Sợ tội tự sát, Lệ Khuynh Thành cười nhạt hỏi. Người còn lại nhất định không chết. Đại Đầu đi tới trước mặt Cửu Trọng Huân, đá mạnh hai cái vào mạng sườn y. Cửu Trọng Huân không giả vờ được nữa, trán toát mồ hôi lạnh, đau đớn mở mắt. Sắc mặt y tiều tụy, tái nhợt, mái bù xù. Quần áo thấm đẫm máu tươi. Đôi môi khô nứt nẻ, giọng nói khàn khàn, yếu ớt, các người. Tới. Tới rồi, Tần Lạc nói, có phải hơi muộn không? Hắn nhìn xung quanh hỏi, hai người các anh có thể gây ra trận chiến lớn nhường này sao? Có cần đưa đi bệnh viện không? Muốn, Cửu Trọng Huân nói. Thật sự y đang liên tục thầm mắng chửi Tần Lạc, đồ khốn, không thấy tao đang bị thương nghiêm trọng sao? Nếu không chuyển tao tới bệnh viện, tao sẽ chết vì mất máu. Ôi, suýt chút tôi quên. Tôi chính là thầy thuốc, Tần Lạc nói. Trước tiên anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó tôi sẽ chữa trị giúp anh. Cửu Trọng Huân chỉ muốn mắng chửi. Tại sao thằng này lại đê tiện như vậy? Nói đi, Tần Lạc nói. Anh không kể lại cho tôi nghe, tôi cũng sẽ không cầm máu cho anh. Ôi, cánh tay bị thương, còn rất sâu nữa. Cửu Trọng Huân liếm đôi môi khô nứt, nhìn Lệ Khuynh Thành nói, Cửu Trọng Mưu đã chết. Không cần nói những chuyện chúng tôi biết, đỡ tốn sức, Lệ Khuynh Thành nói. Hắn thích Hiên Mị, nhiều lần bày tỏ thái độ nhưng bị từ chối, hắn muốn đâm chết Hiên Mị. Cửu Trọng Huân nói. Đúng vậy, Cửu Trọng Mưu thích Cửu Yên Mị, thích chị họ có cùng dòng máu với mình. Điều này không phải là một bí mật ở Cửu gia. Chương 1414, cầm máu giúp anh. Thế ra nhiều chuyện khác thường. Cửu Trọng Mưu và Cửu Yên Mị cùng thuộc hệ Cửu gia phương Nam. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không nói gì tới thanh mai trác mã, thật ra Cửu Yên Mị lớn hơn Cửu Trọng Mưu mấy tuổi nên đương nhiên thường xuyên quan tâm tới gã. Cũng chính vì sự quan tâm của Cửu Yên Mị với Cửu Trọng Mưu khiến ngay từ nhỏ tình cảm này đã nảy sinh trong lòng gã. Khi lớn lên, Cửu Trọng Mưu không có hứng thú với những cô gái khác. Mặc dù có quan hệ, tiếp xúc nhưng chỉ là vui chơi mà thôi, giải quyết nhu cầu thân thể. Cho tới tận khi đó ở sâu trong tâm hồn gã. Gã vẫn rất thích Cửu Yên Mị. Tình cảm này hành hạ Cửu Trọng Mưu cực kỳ khốn đốn, cuối cùng gã không chịu đựng nổi nữa. Sau ngày sinh nhật lần thứ 18, Cửu Trọng Mưu đã thổ lộ với Cửu Yên Mị. Đương nhiên Cửu Yên Mị từ chối, hơn nữa còn bắt đầu bất hòa, xa lánh Cửu Trọng Mưu nhưng Cửu Trọng Mưu kiên quyết không từ bỏ. Mối quan hệ hai bên ngày càng trở nên căng thẳng, cuối cùng rơi vào tình trạng như nước với lửa như ngày hôm nay.
Chính vì vậy nếu như Cửu Trọng Huân nói với người trong nhà là Cửu Trọng Mưu lập mưu muốn giết Cửu Yên Mị, không ai thấy ngạc nhiên vì tất cả người Cửu gia đều biết Cửu Trọng Mưu thật sự thích chị họ của mình. Nhiều năm qua Lệ Khuynh Thành luôn tìm cách trả thù Cửu gia nên đương nhiên nàng cũng biết bí mật này. Kế hoạch thất bại, anh ta sợ tội tự sát sao? Tần Lạc châm chọc, không thể không nói, Cửu Trọng Huân này rất có năng khiếu biên tập truyện. Chỉ là chuyện đã phát triển tới nước này, chỉ dựa vào một câu chuyện từ lâu mà đủ để giải quyết vấn đề sao? Không, Cửu Trọng Huân vô cùng đau đớn nói. Không, cậu ấy sợ chị họ phát hiện ra sự vụ nên mới kể cho tôi nghe, bảo tôi nghĩ hộ cậu ấy một cách giải quyết. Tôi khuyên cậu ấy nên thẳng thắn nói thật với chị họ, thừa nhận bản thân mình sai lầm. Cậu ấy không đồng ý, nói tôi đang muốn hại cậu ấy. Sau đó hai chúng tôi nảy sinh tranh chấp, cậu ấy sợ tôi đi tố cáo, muốn ra tay giết người diệt khẩu. Trong lúc giành giật cậu ấy đâm đao vào tay tôi không cẩn thận đánh vào cổ cậu ấy, chuyện xảy ra như vậy đó. Lệ Khuynh Thành ngồi xổm, cười tủm tỉm nhìn Cửu Trọng Huân nói, anh có biết sơ hở lớn nhất của anh là gì không? Sơ hở gì? Sơ hở lớn nhất của anh chính là anh không chết, Lệ Khuynh Thành nói. Anh cho rằng ngụy trang thế này là có thể đánh lừa được chúng tôi sao? Quả thật anh đã đánh giá quá thấp trí thông minh của chúng tôi. Tôi không muốn gạt cô, Cửu Trọng Huân giải thích, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Thật vậy sao? Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, anh có muốn tôi kể cho anh nghe một câu chuyện không? Chẳng có gì hay mà nghe, Cửu Trọng Huân nói, tôi là người chứng kiến sự việc, không một ai hiểu rõ chân tướng sự việc hơn tôi. Hãy nghe tôi nói đi, Lệ Khuynh Thành cười nói, bây giờ anh là một người bệnh, dù gì thì nằm không cũng chẳng có chuyện gì. Cứ coi như là nghe kể chuyện đi. Tôi bị thương, tôi muốn đi bác sĩ, Cửu Trọng Huân phản đối. Y giãy giụa muốn ngồi dậy. Không được cử động, không được cử động, Tần Lạc ấn y nằm yên trên mặt đất. Không được nhúc nhích, nếu không vết thương sẽ càng chảy nhiều máu. Một lần nữa Cửu Trọng Huân thầm mắng chửi ông bà ông vải Tần Lạc. Nếu như mày sợ tao cử động vết thương sẽ càng chảy nhiều máu, vậy khi ấn tao nằm xuống, sao mày lại dùng nhiều sức vậy? Vốn vết thương không có vấn đề gì. Bị mày đạp một cái, nhỏ cùng biến thành to. Miệng vết thương nhỏ biến thành vết thương rộng. Văn Nhân Gia và hai nhà Tần, Bạch đại chiến vì tôi còn ở bên ngoài chưa quay về, hơn nữa căn cứ vào các loại tin đồn, rất có khả năng tôi không bao giờ về được nữa. Cửu Yên Mị hiểu suy nghĩ của tôi nên dốc toàn lực Cửu gia viện trợ Văn Nhân Gia. Anh và Cửu Trọng Mưu không đồng ý, kiên quyết ngăn cản. Cửu Yên Mị không chấp nhận ý kiến của hai người, khăng khăng cố chấp, vì vậy anh đã nghĩ tiêu diệt Cửu Yên Mị. Tôi chưa về, Cửu Yên Mị cũng chết, với thủ đoạn của anh, đương nhiên Cửu gia sẽ rơi vào tay anh. Không ngờ kế hoạch thất bại, Cửu Trọng Mưu lo sợ bất an, anh lại dùng kế giết người diệt khẩu, đúng không? Không thể không nói Lệ Khuynh Thành đã vạch trần chân tướng rất đầy đủ của sự việc. Từ lúc nàng quay về nàng vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa cả gặp Cửu Yên Mị. Thế nhưng tất thảy như đã xảy ra trước mắt nàng vậy. Cửu Trọng Huân cười vô cùng sầu thảm, nói. Câu chuyện rất đặc sắc nhưng hoàn toàn dựa vào suy đoán của cô, không phải là sự thật. Sự thật là gì? Những gì tôi nói chính là sự thật, Lệ Khuynh Thành bá đạo nói. Không phải sự thật cũng phải là sự thật. Cửu Trọng Huân biết nếu như mình dùng cái cớ này mà gạt được Lệ Khuynh Thành thì thật sự Lệ Khuynh Thành chẳng có gì đáng sợ. Cửu Trọng Huân cảnh giác nhìn Lệ Khuynh Thành nói, cô muốn làm gì? Anh thấy thế nào? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Tôi cảnh cáo cô. Tôi đã báo cảnh sát, Cửu Trọng Huân nói, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây. Quả thật rất thông minh, Tần Lạc nói, thế nhưng anh nghĩ rằng cảnh sát có thể cứu được anh sao? Có lẽ Cửu Trọng Huân cũng không muốn tiếp tục ngụy trang. Tóm lại vẫn phải thử. Anh không giả vờ nữa thì tôi cũng sẽ không tiếp tục giả vờ, Lệ Khuynh Thành nói. Cửu Trọng Huân, cho dù hôm nay anh không lấy cớ này, cho dù anh không tàn nhẫn giết người, tôi cũng nhất định khiến anh chết. Mối thù cũ không chết không xong. Mày sẽ làm tao chết thế nào? Cửu Trọng Huân cười đầy ngông cuồng. Lệ Khuynh Thành, tôi công nhận cô rất lợi hại hơn nhiều so với tôi nghĩ. Nhưng như vậy thì sao? Cô có thể giết người hả? Cô giết tôi, cô cũng phải theo tôi xuống địa ngục. Hà tất phải làm vậy, đúng không? Bây giờ cô có gia sản khổng lồ, cần gì phải chấp nhặt với những người như chúng tôi? Giết người cần gì tôi phải tự mình ra tay, Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói. Anh cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự đền mạng của loại mặt người giả thú. Vậy cô hãy chờ cảnh sát tới đưa tôi đi, Cửu Trọng Huân nói. Nếu như tôi không chết,
tôi còn có thể giải thích nguyên nhân cái chết của Cửu Trọng Mưu giúp cô. Nếu như hai chúng tôi cùng chết, khi cảnh sát vào trong này. Nhìn thấy hai xác chết, cô nghĩ rằng cô có thể thoát được liên lụy sao? Cửu Trọng Huân nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt cực kỳ hung ác, nói, còn mày, mày là người nổi tiếng. Có rất nhiều người coi mày là thần tượng. Nếu như mày bị cuốn vào sự kiện giết người này, mày sẽ giải thích với bọn họ như thế nào, giải thích với giới truyền thông như thế nào? Giết người, Tần Lạc phá lên cười nói, bây giờ là xã hội pháp luật, sao có thể động một chút là giết người? Không phải chịu trách nhiệm sao? Không sợ ngồi tù sao? Hắn ngồi xồm, nói với Cửu Trọng Huân, nào, để tôi xem vết thương giúp anh. Mày không nên lại đây. Cửu Trọng Huân giãy dụa người lùi về sau. Mày không được chạm vào tao. Tao biết mày muốn làm gì. Không được đụng vào tao. Tần Lạc cười nói, anh không nên có thái độ thù địch với tôi. Tôi là một thầy thuốc, tôi dùng nghề nghiệp của mình để đảm bảo tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu với anh. Tôi chỉ muốn cầm máu giúp anh. Nếu như máu của anh không cầm được, lát nữa khi cảnh sát tới, không phải anh đã chết vì chảy quá nhiều máu sao? Như vậy không phải đó sẽ là trách nhiệm của chúng tôi sao? Không phải chúng tôi rất oan uổng sao? Cửu Trọng Huân do dự, không biết y có nên chấp nhận ý tốt của Tần Lạc hay không. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nụ cười tươi, thân thiện, hơn nữa hắn còn mang nghề nghiệp của mình ra để đảm bảo. Thế nhưng Cửu Trọng Huân vẫn không dám tin tưởng hắn. Không phải người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chó không thể không cắn người. Những con rắn đẹp đều có nọc cực độc. Cút ngay. Cửu Trọng Huân gầm lên. Mày hãy cút đi. Đại đầu cau mày, hắn định xông tới đánh người. Loại người này chỉ cần một chưởng đi đời nhà ma là hết chuyện. Tần Lạc dùng ánh mắt ngăn cản đại đầu, sau đó hắn quay người nhìn Cửu Trọng Huân nói, được rồi, là một thầy thuốc có đạo đức nghề nghiệp, tôi đã làm hết trách nhiệm của tôi. Bây giờ anh vẫn từ chối, nếu như có chuyện gì xảy ra với anh thì sẽ không liên quan tới tôi nữa. Khi đó có người nghi ngờ tôi, anh nhất định phải ra mặt giải thích hộ tôi. Thằng này có bệnh. Cửu Trọng Huân thầm nghĩ. Tần Lạc đứng yên lặng khoảng 2 giây, ánh mắt hắn nhìn vết thương ở cánh tay Cửu Trọng Huân và nói, là một thầy thuốc, khi nhìn thấy người bị thương đã lâu nằm trước mặt mình mà không thể cứu chữa, cảm giác này quả thực không hề dễ chịu. Thân hình Tần Lạc chợt lóe lên, ngay lập tức hắn đã xuất hiện trước mặt Cửu Trọng Huân. Hắn không để đối phương kịp trốn tránh, một ngón tay đâm vào ba đại huyệt ở ngực Cửu Trọng Huân. Trước tiên tôi cầm máu hộ anh, Tần Lạc nói. Cửu Trọng Huân đang ngồi trên mặt đất, không tiện hành động. Khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngực y đã bị Tần Lạc điểm mấy cái. Không có cảm giác đau đớn nhưng ngược lại máu tươi từ miệng vết thương ở cánh tay lại chảy nhanh hơn, tốc độ chảy máu rõ ràng tăng lên. Nếu như lúc trước dùng từ dòng suối nhỏ để hình dung thì lúc này có thể nói là suối phun. Dòng máu đỏ tươi giống như là đang phun ra vậy, bay lên không khá cao. Mày làm gì vậy, mà đã làm gì với tao? Cửu Trọng Huân dùng bàn tay che, máu tươi vọt ra từ khe hở bàn tay, y vội vàng xé mảnh vải trắng bịt lại, máu tươi chỉ trong nháy mắt thấm đẫm mảnh vải trắng. Mày đã làm gì với tao? Mày hãy cầm máu cho tao. Cửu Trọng Huân quát bằng giọng khàn khàn. Lúc này quả thực, y sợ hãi tới mức rất nôn nóng. Nếu như cứ để mặc máu chảy thế này, y sẽ nhanh chóng trở thành một cái xác khô. Chương 1415, không nên đắc tội với thầy thuốc. Có ai đã từng nói với bạn một câu, cho dù là gì đi nữa cũng tuyệt đối không được đắc tội với thầy thuốc. Đương nhiên Tần Lạc sẽ không tử tế giúp Cửu Trọng Huân cầm máu. Hắn chỉ điểm vào ba đại huyệt ở ngực Cửu Trọng Huân khiến cho nhịp tim y đập nhanh hơn, tốc độ tuần hoàn máu tăng lên, đương nhiên sau đó tốc độ chảy máu cũng tăng lên rất nhiều. Không thể không nói Cửu Trọng Huân là một người rất thông minh. Y biết nếu như Cửu Trọng Mưu còn sống thì nhất định sẽ trốn tránh trách nhiệm nên trước tiên y đâm chết Cửu Trọng Mưu. Như vậy y có thể tàn nhẫn đổ hết trách nhiệm giết người này lên trên người đối phương. Cửu Trọng Huân biết nhất định Lệ Khuynh Thành sẽ hạ độc thủ với mình nên y vẫn đang chờ, đồng thời y còn gọi điện cho cảnh sát. Cho dù Lệ Khuynh Thành có coi trời bằng vung, nàng cũng tuyệt đối không thể giết chết y trước mặt cảnh sát. Khi đó vì để bảo vệ chính bản thân mình, Lệ Khuynh Thành tuyệt đối không thể giết y. Cửu Trọng Mưu đã chết, nếu như Cửu Trọng Huân cũng chết, một án hai xác chết này. Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc là những người vào biệt thự này trước. Cảnh sát có thể không nghi ngờ bọn họ không? Người dân sẽ nghĩ về bọn họ thế nào? Giới truyền thông sẽ viết về bọn họ thế nào? Vì để bảo toàn mạng của mình, y cẩn thận bảo vệ bản thân mình cho dù giọt nước cùng không lọt, ít nhất là y đã nghĩ như vậy. Thế nhưng không biết rằng hành động đó của y ngược lại đã chọc giận Tần Lạc.
nhân tâm thầy thuốc, mỗi một thầy thuốc đều biết tính mạng con người quý giá biết chừng nào. Vốn Tần Lạc cũng không muốn dùng y thuật giết người, nhưng nếu như hắn bị người coi thường, hắn không thể làm gì sao? Khi nhìn thấy Cửu Trọng Huân càng lúc càng ngông cuồng, nhìn y ăn nói càn rỡ trước mặt người phụ nữ của mình, cuối cùng Tần Lạc không thể nhẫn nhịn, ra tay. Vết thương của Cửu Trọng Huân bị đao cắt, nếu như y bị chết vì chảy quá nhiều máu, vậy có liên quan tới mình không? Cầm máu, không phải tôi đã nói rồi sao? Tần Lạc cười nói. Cửu Trọng Huân nóng ruột tới phát điên. Bàn tay không bịt được, khăn tay cũng không bịt được. Lúc này Cửu Trọng Huân không tiếp tục giả bộ nữa. Y chồm dậy chạy vào trong phòng tìm hòm thuốc, sau đó lấy một bình, thuốc cầm máu, đổ thuốc vào miệng vết thương. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, bột phấn cầm máu y phải mua với giá cao cũng không có tác dụng. Ngay khi thuốc bột đổ vào miệng vết thương đã lập tức bị máu tươi đẩy ra ngoài. Cửu Trọng Huân lại lấy băng gạc, y muốn tự mình, băng bó sơ cứu cho mình. Động tác của y rất thành thục, điêu luyện, y nhanh chóng băng bó vết thương cho mình. Thế nhưng băng gạc mới băng bó đã lại lập tức thấm đẫm máu tươi. Máu tươi bên trong như đại dương mênh mông, bên ngoài băng bó, phong kín nhìn đẹp mắt thì có ích lợi gì không? Vì vậy một lần nữa Cửu Trọng Huân nổi điên, cũng kéo cắt băng gạc ra. Tần Lạc Cửu Trọng Huân lao ra ngoài với sắc mặt hung tợn. Y nhìn Tần Lạc quát, tao và mày không đợi trời chung. Nếu như hôm nay tao không chết, tao nhất định phải ăn tươi nuốt sống mày. Anh suy nghĩ nhiều quá, Tần Lạc cười nói. Không có gì phải nghi ngờ. Hôm nay anh nhất định phải chết. Tao liều mạng với mày. Cửu Trọng Huân không kiềm chế được nữa. Y xông lên định cùng với Tần Lạc liều mạng. Phịch. Đại đầu phóng tới như quỷ mị, đứng trước người Tần Lạc, tung chân đá bay Cửu Trọng Huân. Đừng nói là một Cửu Trọng Huân đã bị thương mà ngay cả khi y còn khỏe mạnh, có cho y ăn Viagra y cũng không phải đối thủ của đại đầu. Loảng xoảng. Thân thể Cửu Trọng Huân lăn lộn trên mặt đất, sau đó đầu y đập vào chân chiếc ghế salon. Cũng may chân chiếc ghế được bao bọc bởi một lớp da dày, nếu không khi đầu y đập vào đó, không thể không chảy máu. Mắng không mắng lại, đánh cùng không đánh lại, người vẫn còn đang chảy máu. Cửu Trọng Huân cảm thấy mình thật sự uất ức, y chỉ muốn gào lên khóc lóc. Cảnh sát tới rồi, anh cũng không thể thoát được kiếp nạn này, Lệ Khuynh Thành lạnh lùng nói. Hú hú hú. Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền tới, rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự. Sau đó hơn 10 cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, bao vây nghiêm ngặt ngôi biệt thự. Bọn họ nhận được tin báo an, nói trong biệt thự có vụ án giết người, chính vì vậy mới điều động nhiều cảnh sát, gây nên cảnh tượng rất náo động. Không ai được nhúc nhích, một cảnh sát hô to hơn nữa còn móc súng từ trong người ra. Không một ai cử động, có ai muốn gây chuyện với cảnh sát vào lúc này không? Một viên cảnh sát trung niên, dáng người hơi mập, da đen đi vào trong, nhìn lướt qua phòng khách, nhìn thấy xác chết trên nền nhà, ông ta không khỏi cau mày quát, đã xảy ra chuyện gì? Tôi là người giết người, tôi là hung thủ giết người, Cửu Trọng Huân gào lên, lúc này cảnh sát chính là bức bình phong cứu mạng y. Y tình nguyện rời khỏi nơi này tới đồn cảnh sát cũng không muốn rơi vào tay một độc phụ như Lệ Khuynh Thành. Cậu ấy muốn giết tôi bị thương rất nặng khi phòng vệ. Các vị phải đưa tôi tới bệnh viện, hãy đưa tôi tới bệnh viện. Viên cảnh sát da đen không ngờ có người lại chủ động khai báo, ông ta nhìn vết thương ở cánh tay Cửu Trọng Huân đang phun máu, nói, mang đi. Mang về thẩm vấn. Đội trưởng, có cần phải gọi xe cứu thương hay không? Một cảnh sát nào đó lên tiếng. Không cần chờ xe cứu thương, Cửu Trọng Huân sốt ruột nói. Giao thông Yến Kinh như mắc cửi, nếu như y đợi xe cứu thương tới, y còn sống không hả? Tôi không chịu được nữa rồi, các vị hãy lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Viên cảnh sát trung niên rất tức giận, có gọi xe cứu thương hay không cũng do chính ông ta quyết định, nào tới lượt một kẻ tình nghi tội phạm khoa chân múa tay. Ông ta tức giận nói, ai cho mày nói nhảm nhiều vậy? Xem ra sức khỏe mày vẫn rất tốt, nào có tới mức không chịu được. Anh hãy nhìn vết thương trên tay tôi và máu trên mặt đất, Cửu Trọng Huân chỉ vào một vũng máu to nói. Tôi chết, chú tôi là quan chức cao cấp của chính phủ. Tôi chết, các vị không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Mặc dù viên cảnh sát trung niên không thích bị Cửu Trọng Huân uy hiếp, nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ ràng. Người có thể ở trong biệt thự ở khu vực này tuyệt không đơn giản. Nếu như ông ta thật sự để người này chết ngay trước mặt mình, vậy ông ta sẽ gánh phiền phức không nhỏ. Vì vậy ông ta vung tay nói, Tiểu Lưu, cậu hãy dẫn người nào tới bệnh viện. Dù thế nào đi nữa không được để anh ta chạy thoát. Dạ, đội trưởng.
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, một viên cảnh sát đeo kính nói to. Sau đó anh ta dẫn theo hai người cảnh sát đưa Cửu Trọng Huân đi ra ngoài. Viên cảnh sát trung niên liếc nhìn Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành hỏi, các vị là ai? Tôi là chị họ của cậu ấy. Khi biết bên này xảy ra chuyện, có người bị thương, tôi liền tìm thầy thuốc tới xem, Lệ Khuynh Thành nói. Nàng chỉ vào Tần Lạc nói, anh ấy là thầy thuốc do tôi tìm tới. Viên cảnh sát trung niên chăm chú quan sát Tần Lạc một lát, rồi ông ta nghi ngờ hỏi, anh là thầy thuốc Tần Lạc? Là tôi, Tần Lạc gật đầu nói. Sắc mặt viên cảnh sát đỏ lẻn, ông ta kích động nói, ôi trời ơi! Chính là anh sao? Tần Lạc thầy thuốc, chào anh, tôi là fan hâm mộ của anh. Tôi rất vinh hạnh, Tần Lạc nói. Không, 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 người vinh hạnh chính là tôi. Không ngờ tôi có thể được gặp anh ở nơi này. Tốt quá, đúng là tốt quá, viên cảnh sát mặt đen lo lắng câu nói của mình khiến Lệ Khuynh Thành hiểu lầm. Người nhà người ta mới chết, mình lại nói là tốt quá, ý tứ gì vậy? Ông ta xấu hổ giải thích với Lệ Khuynh Thành, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có ý đó. Không sao, Lệ Khuynh Thành nói, tôi cũng rất vinh hạnh khi gặp anh ở nơi này. Ôi, các vị hãy lái xe nhanh một chút, Cửu Trọng Huân thở hổn hển nói. Cánh tay y vẫn đang chảy máu, hình như muốn làm cạn khô máu trong người y. Cửu Trọng Huân cảm nhận được bản thân mình càng lúc càng yếu, đầu y cùng ong ong, không tỉnh táo. Y biết đó chính là dấu hiệu tiền thoát huyết, nếu như y không thể tới bệnh viện kịp thời để cấp cứu, chỉ sợ y sẽ chết ngay trên đường. Chính vì vậy lúc này y không muốn giữ thể diện nữa. Y chỉ muốn giữ mạng. Thúc giục cái gì mà thúc giục, muốn lấy mạng sao, người cảnh sát lái xe không nhịn được quát mắng. Bình thường chỉ có bọn họ thúc giục tội phạm, nào có tội phạm nào dám thúc giục bọn họ không? Vậy không phải như này cũng lấy mạng sao? Cửu Trọng Huân thầm nghĩ. Thế nhưng thúc giục chính là vì mạng mình. Ông anh, các ông anh, cầu các anh chạy nhanh một chút. Một chút, Cửu Trọng Huân như nhớ ra điều gì đó, y cho tay vào trong túi, móc ra một ví tiền, sau đó dốc tất cả tiền mặt và chỉ phiếu trong ví vào tay viên cảnh sát ngồi bên mình, nói, ông anh, xin các ông anh thương xót. Chỉ cần mọi người có thể đưa tôi tới bệnh viện trong vòng 10 phút nữa, tất cả tiền và cả chiếc thẻ này nữa đều thuộc các vị. Trong thẻ này có mấy chục nghìn. Được rồi, còn cả cái đồng hồ này nữa. Cửu Trọng Huân tháo cái đồng hồ dính máu ở cổ tay xuống, đưa cho viên cảnh sát nói, bách đạt phi lệ. Chiếc bách đạt phi lệ này trị giá hơn 200 nghìn, cũng tặng các vị, cầu xin các vị hãy cứu tôi. Nói tới đó Cửu Trọng Huân không nhịn được khóc ầm lên. Không biết bị mua chuộc bởi tiền bạc hay bị tiếng khóc của y làm cảm động, chiếc xe cảnh sát vọt nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Vì lo lắng có người cản xe, bọn họ thậm chí còn hú còi cảnh sát. 20 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới bệnh viện. Tới rồi, người cảnh sát lái xe kích động nói. Tới rồi, nét tươi cười xuất hiện trên gương mặt Cửu Trọng Huân, nhưng giọng nói của y cực kỳ yếu ớt, đưa tôi ra. Tiếp theo đầu y gục xuống, hoàn toàn mất tri giác. Chương 1416, tôi muốn nhận lời. Viên cảnh sát trung niên này tên là Đới Lương, là một đại đội trưởng cảnh sát, cục cảnh sát khu Tây Thành. Mặc dù ông ta luôn mồm nói mình là fan của Tần Lạc nhưng vẫn bất đắc dĩ mời Tần Lạc về cục cảnh sát. Thế nhưng Tần Lạc hoàn toàn có thể hiểu được hành động của ông ta. Trong biệt thự xảy ra vụ án giết người, một chết một bị thương. Trong khi đó những người này chỉ thờ ơ đứng bên xem kịch vui, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng khó thoát tội liên quan. Là một người chấp pháp phục vụ nhân dân, dù thế nào đi nữa ông ta cũng phải dẫn bọn họ về cục lấy lời khai. Nếu không làm vậy, sau này xảy ra tình huống bất ngờ, một là nói chính Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành chính là hung thủ giết người, ông ta sẽ mắc tội thả nghi phạm giết người. Thân phận của Lệ Khuynh Thành nhanh chóng được chứng minh, nàng đúng là người phụ nữ nổi tiếng Trung Quốc, hơn nữa đúng là chị họ của hai người đã chết, Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Huân. Nàng chỉ nói Tần Lạc là thầy thuốc do mình mới tơi chữa trị. Trong khi Đại Đầu và Giê-xu chính là tài xế và vệ sĩ của Tần Lạc, mặc dù Đới Lương rất nghi ngờ vì sao một người chỉ là thầy thuốc còn có tài xế và vệ sĩ chuyên trách. Thế nhưng pháp luật có quy định thầy thuốc không thể có tài xế và vệ sĩ riêng không? Người ta có tiền, mình có quản được không? Hơn nữa Đại Đầu đã xuất ra chứng minh là người của Cục An toàn Quốc gia. Trong khi đó bọn họ đã nhận được điện thoại của cấp trên là không cần điều tra thân phận của Giê-xu. Sau khi hành trình tới nước Mỹ chấm dứt, Phó Phong Tuyết đã giúp Giê-xu liên lạc với các ban ngành có liên quan. Mặc dù Cục An toàn Quốc gia không dám dễ dàng chính thức cấp giấy chứng nhận thuê một người nước ngoài, một người trước đó đã từng là sát thủ.
Thế nhưng thân phận của Jesu coi như đã được lập hồ sơ ở cục an toàn, coi như một nhân viên ngoài biên chế của bọn họ. Kết quả kiểm tra vân tay chứng minh trên con dao giết người có dấu vân tay của kẻ chủ mưu Cửu Trọng Mưu, cùng có vân tay Cửu Trọng Huân. Hơn nữa khi bọn họ vào trong biệt thự, chính miệng Cửu Trọng Huân đã thẳng thắn thừa nhận mình chính là hung thủ giết người, vì Cửu Trọng Mưu muốn giết y chỉ phòng vệ, không cẩn thận cắt đứt cổ họng Cửu Trọng Mưu. Khi đó Cửu Trọng Huân vì muốn thoát khỏi tay Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc, y muốn cảnh sát lập tức đưa mình vào bệnh viện nên mới không ngần ngại thừa nhận mình phạm tội. Đương nhiên đợi sau khi y bị bắt về cục cảnh sát hay vết thương được xử lý, bất kỳ lúc nào y cũng có thể phản cung. Đơn giản chỉ cần cho luật sư của y đi tác động mà thôi. Điều Cửu Trọng Huân không bao giờ nghĩ tới là y không thể vào cục cảnh sát cũng như không thể tới bệnh viện. Tệ hại hơn y chết ngay trước cổng bệnh viện. Nếu như người chết cũng có tri giác, nhất định y sẽ uất nghẹn mà chết một lần nữa. Lệ tiểu thư, Tần thầy thuốc, thật sự xin lỗi hai vị. Làm hai vị mất nhiều thời gian quý giá đối lương tự mình tiễn Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc ra khỏi cửa, liên tục khiêm nhường đề nghị hai người bỏ quá. Chỉ là chức trách, xin nhị vị tha thứ. Lệ tiểu thư, Tần thầy thuốc, khi nào rảnh rỗi, hãy cho tôi một cơ hội mời rượu tạ tội với hai vị. Tần Lạc bắt tay đối lương nói, đối đội trưởng khách khí quá. Là một cảnh sát, đó là chuyện anh cần phải làm. Là một công dân, chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát phá án. Dạ, dạ, cảm ơn đã hiểu đới lương cảm kích nói. Lệ Khuynh Thành nhìn đới lương nói, đới đội trưởng, tôi đã cho người thông báo cho người nhà. Bên cảnh sát các vị cũng nên gọi điện thoại thông báo cho bọn họ một tiếng. Đúng vậy, chúng tôi đã thông báo. Người nhà của người chết sẽ tới ngay đới lương nói. Vậy là được rồi. Chuyện còn lại nhờ cậy các vị Lệ Khuynh Thành nói. Việc phải làm đới lương nói. Cho tới khi chiếc xe chờ mấy người Tần Lạc đi xa. Đới lương mới quay người đi vào trong khu nhà cục cảnh sát. Lệ Khuynh Thành nhìn vẻ mặt trầm tư của Tần Lạc, nàng cầm bàn tay của hắn hỏi, anh nghĩ cái gì? Y thuật chỉ dùng để chữa bệnh cứu người Tần Lạc nói, nếu như để người trong nhà biết anh dùng phương pháp tiệt mạch khiến người ta chảy máu tới chết, nhất định ông sẽ vác gậy đánh anh. Dùng y thuật giết người thì khác gì với việc dùng đao giết người? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại, anh ta thích dùng đao giết người, dùng xe tông chết người. Chúng ta dùng y thuật giết người thì đã sao nào? Hơn nữa là do anh ta thông minh quá bị thông minh hại. Anh ta tưởng rằng chỉ cần mình cắt một vết thương là có thể tránh được tai kiếp nhưng lại không biết rằng chính cái đó đã cung cấp cho người ta một cơ hội ra tay. Tần Lạc gật đầu nói, đúng vậy, chỉ với chuyện đó, anh ta có chết 10 lần cũng không quá đáng. Lại còn dám dở trò khi ức hiếp người phụ nữ của anh, chỉ điều đó đã khiến người ta khó mà chấp nhận. Ra tay trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Liệu cảnh sát có tìm chứng cứ anh đã ra tay không? Lệ Khuynh Thành lo lắng hỏi. Tìm như thế nào, tìm cái gì? Tần Lạc cười hỏi, anh chỉ sờ vào vị trí huyệt đạo của anh ta. Anh muốn cầm máu cho anh ta, kết quả vẫn không ngừng. Chẳng lẽ như vậy cũng là phạm tội sao? Nếu như là vậy sau này còn ai dám làm thầy thuốc nữa không? Hơn nữa khi cảnh sát mang ra khỏi biệt thự là một người còn sống đàng hoàng. Khi xe chạy trên đường, vì kẹt xe khiến anh ta chết vì chảy máu quá nhiều. Thật ra anh ta có vào bệnh viện cũng vô dụng bởi vì bác sĩ cùng rất khó cầm máu, chỉ còn mỗi cách mạo hiểm truyền máu cho anh ta. Thế nhưng máu vẫn không ngừng chảy, truyền máu cùng không ngăn được. Anh ta chỉ còn con đường chết. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói, đám thầy thuốc các anh quả thật rất xấu, sống do các anh, chết cũng do các anh. Bọn anh cũng có thể định đoạt người ta sống không bằng chết Tần Lạc cười nói. May mắn em là phụ nữ của anh, không phải kẻ thù của anh Lệ Khuynh Thành nói, thế nào, chuyện nhà văn nhân ra giải quyết ra sao? Em không cần lo lắng Tần Lạc nói, Cửu gia các em vốn không có nhiều đàn ông, nay Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Huân chết, nhất định bọn họ sẽ phát điên. Cái gì mà gọi Cửu gia các em họ Lệ, trước kia đã vậy, sau này cũng vậy sắc mặt Lệ Khuynh Thành đằng đằng sát khí. Điên cũng tốt điên chính là cách giải quyết duy nhất. Phải chú ý an toàn Tần Lạc nhìn vết sẹo đã đóng vảy ở chân lông mày Lệ Khuynh Thành, nói. Đó là vết sẹo có được trong vụ nổ ở Vũ Hóa Phong Thái Sơn, trên mặt Tần Lạc cũng có hai vết sẹo tương tự như thế. Đợi sau khi tất cả những chuyện này qua đi, Tần Lạc bắt đầu dùng bột phấn kim dũng chữa trị cho nàng và cả hắn. Người sống, gương mặt là thể diện, hắn không muốn trên mặt có bất kỳ vết sẹo nào. Cạch. Cánh cửa điện bằng sắt của nhà giam mở ra, văn nhân Mục Nguyệt trong bộ trang phục màu trắng đứng trước cửa, trợ thủ quả tử bưng một cái khay đứng đằng sau. Mấy phút sau,
Mã Duyệt trong bộ đồ công sở màu đen đi ra ngoài. Cô được tự do. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt nói. Văn nhân Mục Nguyệt vẫy tay, trợ thủ quả tử bưng cái khay đi lên. Tất cả những thứ này đều của cô phải đi, có thể đi bất kỳ lúc nào. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mã Duyệt không giơ tay đỡ cái khay mà cô chỉ đứng nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Tôi đọc trên báo thấy tầng 19 building hoàn cầu tuyển người. Mã Duyệt hỏi. Phòng thư ký muốn tuyển mấy thư ký? Mã Duyệt nói. Tôi muốn nhận lời. Mã Duyệt cười nói. Vì đi vội nên chưa chuẩn bị lý lịch. Văn nhân Mục Nguyệt nheo mắt quan sát Mã Duyệt, không trả lời ngay. Nếu như cần phải khảo nghiệm, tôi tình nguyện trả lời ngay tại chỗ. Mã Duyệt nói, hy vọng cô cho tôi một cơ hội. Cô không đi. Không muốn đi. Vì văn nhân Chiếu. Bởi vì hai người. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, quả tử, bắt đầu từ bây giờ em được điều xuống bộ phận đại đầu tư đảm nhiệm chức giám đốc bộ phận. Hả, trợ thủ quả tử giật mình nhìn văn nhân Mục Nguyệt, sau đó cô vui mừng nói cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Thật ra theo quy định thăng chức thông thường, lúc này quả tử phải che giấu tâm trạng, biểu lộ thái độ vô cùng đau thương nói, tiểu thư, tôi vẫn hy vọng được làm trợ lý cho tiểu thư. Làm trợ lý cho tiểu thư. Vì sao, vừa mới nói cho cô thăng chức, rời khỏi tôi, cô đã biểu hiện thái độ vui mừng, kích động, chẳng lẽ khi làm việc bên tôi, cô phải chịu oan ức, không cam lòng như vậy sao? Thế nhưng điều này không thể trách quả tử, có lẽ đối với người khác, làm việc bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt là một cơ hội trời cho. Thế nhưng ít nhất cô không nghĩ vậy, bởi vì tính cách văn nhân Mục Nguyệt khác với những nhân vật cao quý khác. Nàng không thích nói chuyện, không thích giao công việc cho bạn làm. Bạn phải tự mình suy nghĩ, tự mình đi làm. Văn nhân Mục Nguyệt muốn cái gì? Bạn nghĩ tới cái gì? Nếu như cô ấy nghĩ tới thứ bạn không nghĩ tới, bạn mang thứ khác tới thì sao? Vì vậy trong khoảng thời gian qua, quả không biết đã phạm bao nhiêu sai lầm khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cho dù cô phạm sai lầm lớn hay sai lầm nhỏ, văn nhân Mục Nguyệt vẫn không nói một câu với cô, không đánh, không mắng, không trừ lương. Còn điều gì khủng khiếp hơn chuyện này không? Bây giờ cô rời khỏi văn nhân Mục Nguyệt, trở thành giám đốc bộ phận đầu tư, chẳng khác nào lên chức. Hơn nữa đầu tư là lĩnh vực cô yêu thích, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm chuyện mà mình thích. Tôi tin tưởng cô có thể làm tốt, văn nhân Mục Nguyệt nói. Đây là điều nàng đã tính toán rất kỹ lưỡng. Không phải vì quả tử theo nàng nên nàng bồi thường cho cô ấy. Nếu như không có năng lực, ngay cả em trai nàng còn không thể tới văn phòng làm một nhân viên bình thường. Cho một người không xứng vào một vị trí quan trọng không phải là thương mà chính là hại người đó. Sau đó văn nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt nói, văn phòng của tôi vẫn phải tuyển một trợ lý. Tôi muốn nhận lời mời. Mã Duyệt rơm rớm nước mắt nói. Cô ấy vẫn tin tưởng mình như trước. Chương 1417, huynh muội. Vốn theo như Mã Duyệt nghĩ, cô muốn trở thành một thư ký bình thường ở phòng thư ký tầng 19 building hoàn cầu. Vị trí này công việc bận rộn nhưng quyền hạn không nhiều. Ít tiếp xúc với những tài liệu quan trọng. Đối với một người có tội mà nói, đây chính là một phương thức chuộc tội. Mã Duyệt hoàn toàn không nghĩ một lần nữa sẽ được quay lại vị trí cũ, bởi vì điều này quá mơ tưởng. Với tính cách của văn nhân Mục Nguyệt, người làm trợ lý cho nàng gần như hình với bóng của nàng, nắm quyền quyết định quan trọng, cùng khối lượng thông tin bí mật khổng lồ. Một vị trí như vậy nào tới lượt một người đang mang tội. Nên biết rằng Mã Duyệt cỏ đã từng phản bội văn nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa còn cầm chủy thủ đâm vào lưng nàng. Từ thời khắc bắt đầu đó, cô đã bị đẩy khỏi building hoàn cầu, trở thành người mà gia tộc văn nhân không tin tưởng nhất. Bọn họ, những thiếu gia, tiểu thư, tính mạng rất quý giá, đặc biệt văn nhân Mục Nguyệt hiện nay. Nàng chính là trung tâm, là linh hồn của gia tộc văn nhân. Có thể nói nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với nàng, lập tức gia tộc văn nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một người như vậy. Một người không được tin tưởng như cô sao có thể lúc nào cùng tới gần được. Thế nhưng văn nhân Mục Nguyệt vẫn hoàn toàn tin tưởng cô như cũ. Ngay sau khi biết cô muốn ở lại, nàng lập tức thăng chức cho quả tử, trợ lý hiện nay, sau đó bên cạnh nàng xuất hiện một vị trí trống. Đó là một cảm giác được tin tưởng. Đó là cảm giác được trọng dụng. Cô ấy vẫn không từ bỏ cô, hoàn toàn không. Văn nhân Mục Nguyệt làm như không nhìn thấy đôi mắt long lanh nước của Mã Duyệt. Nàng chỉ nói, có người muốn gặp cô. Ai? Mã Duyệt hỏi. Ở vườn sau, văn nhân Mục Nguyệt trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt. Khi nào? Bây giờ. Mã Duyệt gật đầu, cô đi về phía vườn sau.
cho dù là ai cô cũng tuyệt đối không từ chối vì đó là do tiểu thư sắp xếp. Đình hóng mát, nhà thủy tạ, gió thổi, trúc xanh lay động. Từng lá trúc bong ra, bay theo chiều gió, cực kỳ ung dung tự tại. Vị trí gần cửa sổ trong lầu trúc, hai người, một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen, áo trong màu trắng. Người đàn ông cùng mặc một bộ vest màu đen, một chiếc sơ mi màu trắng, cổ áo mỡ rộng, trông cực kỳ thoải mái, phóng khoáng. Khi người đàn ông nghiêm mặt, gương mặt đoan chính nhưng khi anh ta bắt đầu nói để lộ hàm răng to và vàng khè. Anh hơi căng thẳng, có thể hút thuốc không? Người đàn ông cầm bật lửa và bao thuốc, sắc mặt đầy vẻ mong chờ. Không được, Mã Duyệt thản nhiên nói. Bất đắc dĩ người đàn ông đành phải bỏ bật lửa và thuốc lá sang một bên, và hỏi, cô ta thả em ra. Bây giờ em là trợ lý của cô ấy, Mã Duyệt trả lời. Ồ, người đàn ông cười khinh miệt, cô ta rất biết cách lung lạc lòng người. Em đã nói rồi, em là trợ lý của cô ấy, Mã Duyệt liếc nhìn người đàn ông. Nếu như anh tiếp tục nói xấu cô ấy, cuộc gặp mặt hôm nay dừng ở đây. Đừng mà, người đàn ông khẩn cầu. Em chỉ là một trợ lý của cô ta mà thôi, nhưng em chính là em gái của anh. Vậy thì sao? Mã Duyệt hừ một tiếng và hỏi. Được rồi, không nói cô ta nữa, người đàn ông từ bỏ ý định tranh thủ tình cảm của mình. Em không đi cùng với anh sao? Anh nói lăng nhăng nhiều quá, Mã Duyệt nói. Lúc nãy cô đã nói rõ với anh ta mình là trợ lý của văn nhân Mục Nguyệt mà anh ta vẫn ăn nói huyên thuyên. Vào thời đại này, tìm một người ít nói quả thật không dễ dàng. Anh phải đi, người đàn ông nói, mặc dù cô ta đã đồng ý bảo vệ anh nhưng anh vẫn không thể tìm được chỗ dựa ở Yến Kinh. Họ Bạch kia đã vạch trần chuyện anh phản bội Tần Tung Hoành. Bây giờ toàn bộ người Yến Kinh đều biết anh là nội quỷ của Tần gia. Sao người Tần gia lại không biết? Nếu như bọn họ đặt giá mua cái đầu anh 1 triệu USD, sẽ không một ai ngạc nhiên. Anh không đáng giá nhiều đó, tiền, Mã Duyệt nói. Người đàn ông dở khóc dở cười nói, em gái tốt của anh ơi. Khi anh chuẩn bị ra đi tới thăm em không cần phải châm chọc anh như vậy, được không? Có phải em có ấn tượng gì với anh không? Anh không làm hại em. Hơn nữa vì em, anh thậm chí còn phản bội Tần Tung Hoành. Nếu như không vì cứu em, khi văn nhân Mục Nguyệt tới tìm anh có nói cho cô ta biết chuyện Tần Tung Hoành liên lạc với Roland không? Nếu như không vì em, anh có tiết lộ cho bọn họ tin tức Tần Tung Hoành tìm người mua thuốc nổ không? Với trí thông minh và thủ đoạn của Tần Tung Hoành, nếu như anh không nói, những chuyện đó liệu có rơi xuống đầu anh ta được không? Nếu như bọn họ không tìm được chứng cứ nào hết, liệu văn nhân gia có giành chiến thắng trong cuộc chiến kia không? Trên thế giới này, còn có người đàn ông nào tốt với em hơn anh đây không? Không có, bây giờ anh đã rơi vào bước đường cùng, còn không phải vì em sao? Điền Loa không tự biên tự diễn những điều này. Sau khi văn nhân Mục Nguyệt biết được Điền Loa là anh trai của Mã Duyệt từ chính miệng cô, nàng đã bí mật gặp mặt Điền Loa. Không hiểu văn nhân Mục Nguyệt đã sử dụng thủ đoạn gì mà khiến Điền Loa, tâm phúc số 1 của Tần Tung Hoành phản bội, nặng nề đâm Tần Tung Hoành một đao. Điền Loa và Tần Tung Hoành, cả ngày ở chung với nhau. Mặc dù Tần Tung Hoành làm việc cực kỳ cẩn thận nhưng Điền Loa vẫn biết được khá nhiều bí mật của anh ta, vì vậy Điền Loa đã nói ra tất cả những bí mật này. Có nội gián nên đương nhiên Tần Tung Hoành, bị thua. Anh lợi dụng em bao nhiêu năm, đó cũng coi như hòa, Mã Duyệt nói. Cái gì mà gọi là lợi dụng nhiều năm? Điền Loa phản đối, bao nhiêu năm qua, không phải anh chỉ bảo em làm một việc sao? Hai việc, Mã Duyệt nói. Lần cổ độc đó không tính, lần đó là ý của Tần Tung Hoành, không liên quan tới anh, Điền Loa nói. Câu này không còn ý nghĩa nữa, Mã Duyệt nói. Ôi, anh cũng biết mấy năm nay em chịu nhiều uất ức. Nhưng em cũng phải biết, ông chúng ta chết như thế nào. Người Mã gia chúng ta cửa nát nhà tan. Em bị người văn nhân gia nuôi dưỡng. Điền Loa, anh còn dám nói xấu văn nhân gia một câu, em và anh trở mặt. Quả thật ông gã chết trong tay văn nhân Đình lão gia, cha mẹ gã cũng chết đồng thời trong một sự kiện rất đáng ngờ có liên quan tới văn nhân gia. Thế nhưng văn nhân Đình thu nhận nuôi dưỡng Mã Duyệt là sự thật. Văn nhân Mục Nguyệt cũng đối xử rất tốt với Mã Duyệt. Đúng vậy, quên thù hận là việc đáng xấu hổ. Thế nhưng khi đó chính ông bọn họ phản bội gia tộc văn nhân. Suýt chút nữa khiến gia tộc lớn này bị hủy diệt. Nếu như gia tộc văn nhân còn nhớ oán thù, Mã Duyệt cô còn sống tới ngày hôm nay không? Bất kỳ chuyện nào cũng có hai mặt, bạn không thể chỉ nhìn một mặt của vấn đề, hoàn toàn không công bằng. Ôi, Điền Loa rút một điếu thuốc, cầm bật lửa châm thuốc, hít một hơi dài, nhắm mắt lại nói,
xem ra em đã chuẩn bị hoàn toàn hòa nhập vào văn nhân gia rồi. Bọn họ xứng đáng để em làm như vậy, Mã Duyệt lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh nói. Vậy cùng tốt, Điền Loa cười nói, đây chính là kịch bản của một bộ phim sao, buông trôi gánh nặng, thụ hưởng cuộc sống, những chuyện trước kia đều là quá khứ. Mặc dù văn nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ âm hiểm nhưng đối xử tốt với người ngoài. Em đi theo cô ta sẽ không phải chịu khổ, đợi mấy năm nữa em hãy tìm cơ hội làm chủ một phương. Khi đó bản thân có địa vị không thấp, tìm một người đàn ông tốt trao gửi cuộc đời này của em coi như cũng viên mãn. Điền Loa cười, để lộ hàm răng vàng to, nói, em gái, hãy đồng ý với anh một chuyện, được không? Nếu như em sinh nhiều con, hãy để một đứa mang họ Mã, được không? Mã gia của chúng ta không thể không có người nối dõi. Hôm nay anh tới chỉ để nói chuyện này. Mã Duyệt cảm thấy người anh này ăn nói quá nhàm chán, lại còn không nghiêm túc. Em nói đi, em có đồng ý với điều anh nói không? Điền Loa kiên trì thuyết phục. Không đồng ý, Mã Duyệt nói. Vậy coi như hết, Điền Loa thở dài nói. Anh tới từ biệt em là người thân duy nhất của anh trên thế giới này. Không gặp mặt em trước khi đi, tóm lại vẫn có cảm giác ở Yến Kinh còn gì đó không yên lòng. Mã Duyệt trầm tư. Một lúc lâu sau cô nói, bảo trọng. Em cũng vậy. Điền Loa bật cười, giơ tay cầm bật lửa và bao thuốc trên bàn, cầm chiếc mũ phớt để trên ghế, đội lên đầu, lưỡi chai sụp xuống khiến người ta không thể nhìn thấy vẻ mặt gã lúc này. Đi, gã đứng dậy. Mã Duyệt ngồi yên không nhúc nhích, cô ngồi thử người nhìn ra ngoài cửa sổ chút lâu, không hiểu đang nghĩ gì. Điền Loa quay người đi ra ngoài. Khi gã đi tới bên ngoài, ngang qua cửa sổ chút lâu, gã quay nhìn vào mắt Mã Duyệt. Mã Duyệt hỏi, đi đâu? Không biết, Điền Loa cười, miệng mở rất to, rất vui vẻ. Dù sao bây giờ anh cũng là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đi tới chỗ nào tính chỗ đó. Gã bước đi hai bước, nhưng đột nhiên đứng lại. Gã quay người nhìn Mã Duyệt nói, em gái, em thật sự không quan tâm tới đề nghị của anh sao? Em cũng là người Mã gia, sự nghiệp vĩ đại lưu truyền hương khói này em cũng phải có phần. Điền Loa tươi cười nói, gặp lại, hy vọng chúng ta còn cơ hội gặp nhau. Chương 1418, cứu chữa Phó Phong Tuyết. Long Tức, biệt thự Long Vương. Tần Lạc cẩn thận dùng ngân châm châm cứu toàn bộ các đại huyệt trên người Long Vương, giúp ông nhanh chóng hồi phục sức khỏe. So với Phó Phong Tuyết, vết thương của Long Vương không tính là nặng. Đương nhiên đây chỉ là đối với hai người bọn họ, nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị quyền pháp bá đạo của Hoàng đế đánh chết tươi rồi. Thiêu Sơn Hỏa và Thấu Tâm Lương Thái Ất Thần Châm thuộc về hai loại châm pháp cực kỳ đối lập với nhau. Dùng chúng để trung hòa luồng khí huyết cực kỳ mãnh liệt, cho tới tận bây giờ vẫn không ổn định trong người Long Vương là rất thích hợp. Một trận đánh ở Vũ Hóa Phong, một Long Vương hùng mạnh tái xuất. Đôi chân bị liệt đã lâu, cơ thể lâu ngày không vận động lại dùng sức quá mạnh, sau khi cuộc chiến kết thúc, luồng khí bá đạo kia có cơ hội phản công. Giống như đạo lý cơ thể lâu ngày không vận động rất dễ bị chấn thương. Phù, sau khi Tần Lạc châm cứu 43 đại huyệt khắp người Long Vương, hắn thở một hơi dài, bắt đầu thu châm. Sau khi Tần Lạc trừ độc ngân châm, bỏ ngân châm vào trong hộp. Ly đứng ở bên cạnh làm trợ thủ của Tần Lạc, đã chuẩn bị sẵn khăn lau, nàng giúp Tần Lạc lau mồ hôi trán. Bởi vì Tần Lạc đang thu châm, hai tay không tiện cho nên Ly giúp hắn. Thế nhưng khi Tần Lạc ngẩng đầu nhìn nàng, hai má Ly đỏ hồng. Nàng bỏ khăn lau vào trong chậu nước và nói, tự mình lau đi. Tần Lạc phá lên cười, hắn biết ra mặt Ly mỏng, nàng không chịu được kiểu trêu đùa này. Tần Lạc nhìn Ly hỏi, vết thương của em thế nào rồi? Khỏi một nửa rồi, Ly nói. Khỏi một nửa, Tần Lạc kinh ngạc, hắn hiểu ý tứ của Ly, nội thương khỏi hẳn chưa? Ừ, Ly gật đầu, khi ở Vũ Hóa Phong, Ly thuộc nhóm trợ chiến, không trực tiếp đối kháng với Hoàng đế nên vết thương của nàng không đáng ngại. Sau khi quay về, Tần Lạc đã giúp nàng trị thương một lần, hắn lại kể cho nàng đơn thuốc, bảo nàng uống thuốc trị thương theo phương thuốc. Chỉ có mấy ngày, xem ra nội thương của Ly đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng vết thương trên người cùng vết sẹo trên gương mặt vẫn chưa chữa trị dứt nên chỉ có thể nói là khỏi một nửa. Từ sau khi Tần Lạc dùng bột phấn kim dũng chữa trị khỏi các vết sẹo trên người, Ly bắt đầu yêu thích cái đẹp. Mỗi lần các vết thương lạnh miệng, nàng đều để Tần Lạc chữa trị cho mình, nếu không trong lòng nàng sẽ có cảm giác như chưa hoàn thành chuyện gì đó. Long Vương đứng dậy, vung chân tay rồi cười nói, tốt lắm, dựng sao thấy bóng. Cảm giác trước khi châm cứu và sau khi châm cứu khác nhau.
bây giờ ngực không tức, khí huyết cũng không mãnh liệt. Hai ngày nay luôn mất ngủ, uống thuốc cũng không có tác dụng. Tần Lạc giải thích, tóm lại phải cần một thời gian. Sư phụ đã nhiều năm không vận động, nay đột nhiên hoạt động mạnh như vậy, phát huy tinh thần, khí lực toàn thân tới cực hạn. Thân thể có phản ứng này cũng không có gì ngạc nhiên. Hôm nay sau khi châm cứu xong, sư phụ tiếp tục uống thuốc. Tiếp tục nghỉ ngơi một tuần sẽ hoàn toàn không còn triệu chứng gì nữa. Hiện ta cũng cảm thấy không việc gì, Long Vương cười nói. Không việc gì là tốt rồi, Tần Lạc cũng mỉm cười. Hắn cầm hộp ngân châm nói, con đi thăm phó lão. Long Vương gật đầu nói, ừ, đây là việc quan trọng, ta không còn phải nói gì thêm. Ta biết con sẽ cố hết sức, Tần Lạc, coi như đây là thỉnh cầu của ta. Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không để hắn chịu di chứng. Chân của ta đã khỏi, hắn lại tàn phế, chuyện này nào ích gì. Hai huynh đệ chúng ta vẫn chưa sóng vai chiến đấu đủ. Hãy làm cho hắn đứng dậy, hoàn toàn không tổn hao. Chúng ta sẽ đánh sang châu Âu, giết hoàng đế. Con sẽ, Tần Lạc nghiêm túc nói. Phó Phong Tuyết lên vũ hóa phong đại chiến hoàng đế, một nửa nguyên nhân chính là vì hắn. Ngay cả khi không một ai yêu cầu hắn, hắn nhất định cũng phải tận lực chữa cho ông. Dùng tất cả sức lực của mình. Con cũng đi, Ly nói. Đi thôi, Long Vương liếc nhìn Tần Lạc rồi lại nhìn Ly, khẽ thở dài. Ông không biết hai người đã trải qua những chuyện gì nhưng ông cảm nhận được rất rõ ràng Ly càng ngày càng ỷ lại vào Tần Lạc. Trước kia nàng luôn dùng gương mặt lạnh như băng nói chuyện với Tần Lạc. Mặc dù Long Vương biết đó là giả nhưng ít nhất khi đó giữa hai người còn có một tầng mỏng ngăn cách. Bây giờ tầng mỏng này càng ngày càng bị chính Ly tháo xuống. Có thể ngay bản thân Ly cũng không nhận ra, Ly luôn không tự chủ được tình cảm của mình khi ở gần Tần Lạc. Rõ ràng mới rồi Ly còn giúp Tần Lạc lau mồ hôi trán, tình cảnh đó hoàn toàn lọt vào mắt Long Vương. Trong lòng ông nhiều cảm xúc lẫn lộn. Long Vương thật sự hy vọng Ly có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình, giải quyết chuyện chung thân đại sự. Thế nhưng Tần Lạc đã có hôn thê. Tần Lạc và Ly rời khỏi biệt thự Long Vương, đi dọc theo con đường nhỏ lát đá về phía biệt thự của Phó Phong Tuyết. Tần Lạc đi trước, Ly đi sau. Hai người vẫn duy trì khoảng cách theo từng bước, thong thả bước đi. Quân sư khỏe chưa? Tần Lạc hỏi. Sao chính anh không tự đi thăm? Ly hỏi lại, ánh mắt nàng nhìn xung quanh, giống như phong cảnh nơi này mà nàng đã nhìn thấy vô số lần vẫn làm cho nàng thần hồn điên đảo. Sau khi chữa trị xong cho phó lão sẽ tới thăm quân sư, Tần Lạc nói. Nếu như đủ thời gian, anh có thể giúp hai người trị thương cùng một lúc. Ly đỏ mặt, nàng chỉ ừ một tiếng mà không từ chối. Nguyên nhân khiến Ly đổ mặt là, khi điều trị vết thương thì phải cởi quần áo. Nghĩ tới việc mình và quản sư cùng cởi quần áo, Ly lập tức đỏ mặt. Lần này nếu không có quân sư, chỉ sợ chúng ta rất khó thoát khỏi núi, Tần Lạc bùi ngùi nói, anh nợ chị ấy một mạng. Hoàng đế và ma thuật sư nhảy dù chạy trốn, mục sư bị giết. Hỏa thần bị bắt, trên đỉnh núi chỉ còn mấy người Tần Lạc, Phó Phong Tuyết và Long Vương. Thể lực bọn họ suy kiệt. Bọn họ tuyệt đối không thể đi xuống núi, còn cả thêm Phó Phong Tuyết và Long Vương bị thương nặng, căn bản là mọi người không đi được. Bọn họ liên lạc với nhân viên ở dưới chân núi, để bọn họ cử máy bay lên đón người. Khi mọi người đang nghỉ ngơi thì quân sư nhận được thông báo của Hòa Thượng nói thiết bị kiểm tra phát hiện ở lưng chừng núi Vũ Hóa Phong có một lượng thuốc nổ lớn. Tình hình đột nhiên thay đổi, bọn họ phải khẩn cấp xuống núi. Vội vàng chạy xuống núi. Không kịp. Đợi máy bay tới giúp. Có thể cùng không kịp. Vào thời điểm sợi chỉ treo mảnh chuông này, quân sư đã nhờ vào sự gợi ý qua cách thức chạy trốn của hoàng đế và ma thuật sư, nghĩ ra một kế thoát thân tuyệt diệu. Lúc ấy ma thuật sư triển khai chiếc áo choàng rộng trên người, gió thổi khiến nó hình thành một chiếc dù tự nhiên để nhảy xuống. Như vậy lực cản không khí có thể chậm rãi đưa bọn họ xuống chân núi. Bọn họ không dùng ma thuật, cũng không chuẩn bị một chiếc áo choàng có thể dung nạp gần 10 người. Long Vương vì di chuyển khó khăn nên khi nhảy từ máy bay xuống, ngoại trừ cây quải trượng của mình, ông không mang theo bất kỳ vật gì khác. Khi nhảy xuống máy bay, quân sư có mang theo một chiếc dù nhưng nhiều người như vậy, một cái dù thì có ích gì. Hoàng đế vì muốn thoải mái nên cho mục sư mang hai chiếc lều lên đỉnh núi, ông ta tuyệt đối không ngờ hai chiếc lều này chính là cứu tinh của đối thủ mà ông ta muốn diệt trừ. Vải bố của loại lều quân dụng này rất dày, chịu được ma sát, không chỉ rắn chắc mà còn phòng thấm nước. Thông khí, là một vật liệu có thể dùng để chế dù bay. Quân sư nói ra suy nghĩ của mình, mọi người lập tức chia nhau hành động. Bọn họ buộc hai chiếc lều lại với nhau,
dùng dây thừng buộc lều buộc người mình vào lều vải. Long Vương, quân sư, Giê-xu, đại đầu, bốn người cầm một góc, khống chế vị trí rơi của dù. Phó Phong Tuyết, Lệ Khuynh Thành, hai người gần như không có lực chiến đấu bị buộc chặt vào chính giữa dù nhảy. Sau đó bọn họ học theo tư thế nhảy của Hoàng đế mà ma thuật sư. Hai chân mới rời khỏi mặt đất, lực gió mạnh và lực cản không khí sẽ hình thành nên chiếc dù nhảy, tốc độ hạ xuống của bọn họ lập tức giảm mạnh. Cũng đúng lúc đó, đột nhiên vũ hóa phong dung chuyển dữ dội. Sau đó giống như cột nước phun trào, đỉnh núi vũ hóa phong bị một lực cực kỳ mạnh đẩy lên cao. Cả ngọn núi nổ tung, tan tành, giống như tòa nhà cao tầng bị phát nổ từ bên trong. Nếu như tin tức tình báo của quân sư không tới kịp thời, nếu như quân sư không kịp thời nghĩ ra cách ứng phó, nếu như bọn họ chỉ chậm một bước thì e rằng tất cả mọi người đều tan thây nát thịt trong vụ nổ đó. Chính vì vậy Tần Lạc nói hắn nợ quân sư một mạng cũng không quá. Anh nợ chị ấy mấy mạng, Ly nói vẻ rất không khách khí. Tần Lạc cười gượng nói, không phải anh đều đã đền bù một cách không chính thức sao? Mọi người dùng võ lực cứu anh dùng y thuật cứu mọi người. Cùng lắm thì anh làm thầy thuốc riêng của mọi người. Tóm lại khoản nợ này có thể hoàn trả lại hết mà. Đây chính là nguyện vọng của anh sao? Ly thản nhiên hỏi nhưng khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, biểu lộ suy nghĩ chân thực của nàng. Đương nhiên Tần Lạc nói. Khi hai người đang nói chuyện, biệt thự của Phó Phong Tuyết đã xuất hiện ngay trước mặt. Bọn họ gõ cửa rồi đi vào trong nhà. Phó Phong Tuyết đang nằm phơi nắng trên chiếc giường nhỏ dưới mái hiên. Khi thấy Ly và Tần Lạc cùng đi vào trong, Phó Phong Tuyết chỉ trợn mắt nhìn hai người một cái rồi lại nhắm mắt, mơ màng buồn ngủ, hình như ông đang rất mệt mỏi. Uống thuốc chưa? Tần Lạc hỏi. Uống rồi người làm nói. Tần Lạc kéo ghế tới ngồi bên cạnh Phó Phong Tuyết, giơ tay bắt mạch cho ông. Một lúc sau hắn khẽ thở dài. Mạch yếu, đứt quãng. Đan điền hư không, khí huyết không thông, tinh, khí, thần không đầy đủ. Lúc này Phó Phong Tuyết giống như một quả khinh khí cầu bị tháo hết không khí, thân thể khô héo, không có gì cả. Chương 1419, hai người cũng chữa. Không chỉ có thế, chân tay ông cũng gãy, rơi vào thảm cảnh giống hệt Hoàng Thiên Trọng. Điều khác biệt chính là đầu khớp xương Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết bóp nát. Nếu như không có biện pháp chữa trị diệu kỳ, rất khó khôi phục. Mà tay chân của Phó Phong Tuyết lại bị Hoàng đế dùng lực mạnh làm gãy, là do chính ông đưa ra chịu trận. Nói một cách chính xác, khi đó quyền chủ động nằm trong tay Phó Phong Tuyết. Là một người luyện võ uyên bác, mặc dù phải đối mặt với cao thủ vô địch như Hoàng đế, ông vẫn biết cách bảo vệ thân thể mình khỏi những vết thương chí mạng. Cũng chính, vì như thế mới tạo cơ hội cho Tần Lạc cứu chữa sau này, giữ lại con đường sống. Đối với việc chữa trị chấn thương xương cốt, Tần Lạc cũng rất có kiến thức. Đầu tiên hắn thu được rất nhiều kiến thức trong cuốn sách xương gãy của quốc thủ y học Triều Minh là Liễu Thời Nguyên, sau đó hắn lại học từ Dược Vương Tần Tranh. Sau khi vào Yến Kinh đã nhiều lần thảo luận, nghiệm chứng với Trần Cốt Đại Sư Cố Bách Hiền, y thuật tăng tiến. Ngay khi mới xuống núi, ngay trong khách sạn dưới chân núi Thái Sơn, Tần Lạc đã giúp Phó Phong Tuyết nối xương rất tốt. Chấn thương phải nối xương càng nhanh càng tốt, để muộn hậu quả là vô cùng. Hắn cũng sắp xếp xương vỡ về vị trí cũ, sau đó kê phương thuốc cho người ta đi mua luôn hơn 10 loại thuốc về sắc nước. Tiếp đó hắn lại cho người đi mua mười mấy vị thuốc sống về đập nát vụn, trộn nhão, bôi chúng lên chân tay Phó Phong Tuyết. Khi trước Mễ Tử An bị thương ở bắp chân, Tần Lạc cũng dùng hai phương pháp này để chữa trị. Thế nhưng thân thể Phó Phong Tuyết mạnh hơn nhiều, Tần Lạc còn tăng thêm mấy vị thuốc cho ông. Cho nên trên tay và chân Phó Phong Tuyết chát một lớp bùn thuốc đen xì. Không dùng thạch cao hay sắt cố định xương. Khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Tần Lạc, Ly ngồi xổm trước mặt Tần Lạc hỏi, thế nào? Tần Lạc quay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy chiếc tê, sắt màu trắng không thể bao trọn khuôn ngực đầy của Ly, một mảng trắng xóa, thoáng trông vô cùng lóa mắt. Những người phụ nữ thường xuyên vận động, quả thật thân thể nảy nở, hấp dẫn hơn nhiều. Tần Lạc vội vàng quay mắt đi, nói, không tốt lắm. Thế nhưng không có chuyện gì đáng ngại. Đánh một trận cùng Hoàng đế, có thể nói Phó Phong Tuyết đã xuất ra tuyệt đỉnh vũ khí của mình, cùng như đã sử dụng tất cả khí lực toàn thân. Đặc biệt sau khi phối hợp với Long Vương tấn công một đòn, gần như suýt chút nữa khiến ông thoát lực mất mạng. May là Tần Lạc có mặt ở hiện trường nên mới bảo vệ được tính mạng ông. Tình trạng bệnh của Phó Phong Tuyết là di chứng sau khi thoát lực nghiêm trọng, chỉ có điều tình hình của ông còn nghiêm trọng hơn thoát lực nhiều. Nếu như không phải muốn tìm một từ để giải thích Tần Lạc chỉ có thể gọi nó là trống rỗng.
thân thể hoàn toàn trống rỗng, hư không thể bổ, mặc dù lúc này đã dùng phương thuốc đại bổ để bổ sung nhưng vẫn không hiệu quả. Cũng chính là thái ất thần châm của Tần Lạc có chút tác dụng bởi vì khí được Tần Lạc vận chuyển vào có thể lập tức dung hợp với khí trong cơ thể Phó Phong Tuyết. Vấn đề là nguyên khí hợp làm một kia lại đang tiêu tan, không hình thành một thể tuần hoàn trong cơ thể. Chính vì vậy cơ thể Phó Phong Tuyết vẫn chỉ là một cái xác không. Nghe Tần Lạc nói không đáng ngại, Ly khá yên tâm. Tần Lạc nói không đáng ngại, chứng minh quả thật không đáng ngại. Tần Lạc an ủi người khác nhưng hắn không lừa được chính bản thân mình. Thật ra tình trạng hiện nay của Phó Phong Tuyết không lấy gì làm lạc quan. Nếu như sống sót, không có vấn đề gì. Với thân phận của ông, trại an dưỡng long tức có thể cung cấp cho ông tất cả các loại thiết bị chữa trị. Với y thuật của hắn, ông có thể sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Phó Phong Tuyết là một người luyện võ, là một nhân vật anh hùng trong thiên hạ. Một anh hùng tê liệt nằm trên giường khiến người ta có cảm giác tội phạm. Long Vương tê liệt mấy năm mà chán trường tới nhường nào. Nửa đời người còn lại của Phó Phong Tuyết không sống không chết nằm trên giường, ông có chịu được không? Hắn muốn Phó Phong Tuyết bình phục, hắn còn muốn cho ông đứng dậy, hắn còn muốn ông khôi phục lại hoàn toàn thực lực trước đây. Điều thứ ba là khó khăn nhất. Tần Lạc nhìn Phó Phong Tuyết nói, trước tiên tôi muốn dùng ngân châm thử xem. Phó Phong Tuyết không lên tiếng, Tần Lạc cũng không nói tiếp. Hắn lấy hộp chân, sau khi trừ độc ngân châm, lập tức thi triển Quan Âm Thủ bình hòa thái ất thần châm. Quan Âm Thủ, bề ngoài ôn hòa, bên trong bá đạo. Đối với Phó Phong Tuyết mà nói, đây chính là hốt thuốc đúng bệnh bởi vì kinh mạch và đan điền của ông rất yếu ớt nên phương thức dẫn khí không thể quá bá đạo. Thân thể ông trống rỗng, nếu như dẫn khí bổ dưỡng lại mất thời gian quá lâu. Rất có thể khí dẫn sau vào cơ thể, khí dẫn trước đã tiêu tan hết. Chính vì vậy nội khí bá đạo có thể ngay lập tức tưới nhuần đại huyệt, kinh mạch toàn thân. Một phút, hai phút, ba phút. Sau nửa tiếng đồng hồ, trên trán Tần Lạc bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Tần Lạc thu châm lau mồ hôi rồi nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, Phó Lão, cảm giác thế nào? Khò 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 tiếng ngáy của Phó Phong Tuyết vang lên. Tần Lạc ngạc nhiên. Trong khi hắn đang châm cứu cho Phó Phong Tuyết, ông lại ngủ thiếp đi. Sao anh nói chuyện không đáng ngại? Ly oán hận nói, khi nói chuyện, Ly và Tần Lạc đã rời khỏi biệt thự Phó Phong Tuyết, đi về biệt thự màu trắng, nơi các đội viên Long Tức ở. Quả thật không có gì đáng ngại, Tần Lạc kiên nhẫn giải thích. Hắn biết Ly cực kỳ quan tâm tới Phó Phong Tuyết, cho dù là Long Vương hay Phó Phong Tuyết đều giống như cha ruột của nàng. Thế nhưng cần thêm một thời gian nữa. Vậy tại sao ông ấy ngủ thiếp đi? Ly cau mày, đầu óc nàng rối bời, không thể tìm ra câu trả lời. Bởi vì ông ấy cảm thấy rất thoải mái, Tần Lạc cười nói, Quan Âm Thủ có vẻ rất ôn hòa, có thể nhanh chóng tràn ngập cơ thể ông ấy, giống như ánh nắng mùa xuân thổi bay khí lạnh mùa đông, khiến cơ thể ông ấy rất thoải mái, tinh thần ông ấy không tốt. Thân thể thoải mái hiển nhiên có thể dễ dàng ngủ. Em rất khó chịu khi nhìn thấy tình trạng đó của ông ấy, Ly nói nhỏ. Tần Lạc trầm tư. Một lúc sau hắn nói, anh cũng vậy. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất vậy mà lúc này thương thế tới mức này khiến người ta có cảm giác anh hùng mặt lộ. Sau đó Tần Lạc cười nói, yên tâm đi, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho ông ấy. Chứng bệnh dần đông lạnh của sư phụ khó chữa như vậy không phải anh cũng chữa khỏi sao? Chính là do ông ấy tốt, Ly nói. Tần Lạc chỉ muốn khóc, cho dù em không muốn thực hiện lời hứa khi xưa thì cũng đừng xóa bỏ công trạng của anh chứ. Ban đầu khi Tần Lạc tới Long Tức chữa trị cho Long Vương, Ly luôn có thái độ nghi ngờ với y thuật của hắn. Hơn nữa nàng còn nói nếu như Tần Lạc có thể chữa khỏi bệnh cho Long Vương, nàng sẽ lấy hắn. Xem ra cô gái này muốn chối cãi. Trong phòng khách của biệt thự màu trắng không có người. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, có rất ít thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi. Ly gõ cửa phòng quân sư, cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Quân sư mặc một bộ đồ ở nhà đứng trước cửa. Chiếc áo ngủ màu xanh lam, dép lê vải bông, mái tóc ngang vai, thanh tú, xinh xắn, giống như sen nở trên mặt nước. Quân sư không ngờ cũng nhìn thấy Tần Lạc ở trước cửa. Cô nói, hai người ngồi, tôi đi thay quần áo. Cạch, cô lại đóng cửa. Ly liếc nhìn Tần Lạc rồi nói vào trong, không cần thay, Tần Lạc phải trị vết thương cho chị. Trong phòng yên tĩnh một lát rồi cánh cửa phòng lại được quân sư mở ra. Hai gò má như dáng mây hồng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc. Quân sư nhìn Ly nói, trước tiên hãy để anh ấy chữa cho em. Chị không chữa hả? Ly hỏi,
Quả thật quân sư rất khó trả lời vấn đề này. Nếu không chữa, bản thân cò không đành lòng. Ai chả yêu thích cái đẹp, có người phụ nữ nào tình nguyện để lại một vết sẹo dài trên người mình không? Chữa trị, lại có phần xấu hổ bởi vì cô hiểu rất rõ rằng nếu như muốn Tần Lạc chữa trị vết thương cho mình, đương nhiên cô phải cởi quần áo. Liệu cô không xấu hổ khi để Ly biết mình cởi quần áo hoàn toàn trước mặt Tần Lạc sao? Nghĩ vậy quân sư có vẻ tức giận với chỉ số thông minh của Tần Lạc. Đồ ngốc này, sao không một mình tới đây? Quân sư thầm nghĩ. Em chữa trước, quân sư cố chấp nói. Chị chữa chị hay không? Sau này hãy nói. Chị trước Ly rất có tinh thần khổng dung nhượng lê, vết thương của chị nghiêm trọng hơn của em. Em còn trẻ, chị già rồi. Chị là chị. Bây giờ hai cò gái đang đùn đẩy xem ai là người chữa trị trước. Xem tình hình này không thể một chốc một lát cuộc tranh luận sẽ ngã ngũ. Đừng cãi nhau nữa, Tần Lạc nói to. Quân sư và Ly cùng nín thinh, cả hai quay nhìn Tần Lạc vẻ nghi ngờ. Đi vào, Tần Lạc nói, sau đó hắn đi qua người quân sư, vào trong phòng ngủ của cô. Quân sư ngẩn người rồi cô đi theo sau. Ly cũng vào đây, Tần Lạc gọi ra. Ly chần chừ một vài giây sau đó nàng cùng đi vào trong. Đóng cửa lại, Tần Lạc nói. Ly giữ cánh cửa vẻ cân nhắc sau đó nàng ngơ ngác nhìn Tần Lạc. Anh ấy định làm gì? Phi lễ. Sau đó nàng bị ý nghĩ của mình làm phì cười. Trên thế giới này có người có dũng khí phi lễ quân sư và chính nàng, hơn nữa còn tiến hành đồng thời sao? Chẳng lẽ anh ấy không biết chữ chết viết thế nào hả? Hòm thuốc ở đâu? Tần Lạc hỏi. Ở ngăn dưới của tủ quần áo, quán sư nói. Tần Lạc quen thuộc mở tủ quần áo, không quan tâm tới đồ lót các loại của phụ nữ, lấy ra một cái hòm thuốc ở ngăn dưới tủ quần áo. Tần Lạc mở hòm thuốc, lấy từ bên trong dao phải phẫu, kéo, rượu sát trùng, cùng với băng gạc các loại rồi nói mà không quay đầu lại, còn ngu ngơ đứng đó làm gì. Cởi quần áo ra. Cởi quần áo, quân sư và Ly kinh ngạc. Không cởi quần áo thì tôi chữa thế nào? Tần Lạc cảm thấy câu hỏi của hai người này cục ngớ ngẩn, hết thuốc chữa, ba. Anh chữa cho ai trước? Quân sư hỏi. Hai người cùng chữa, Tần Lạc nói, hãy mau cởi ra. Cởi hết rồi nằm xuống bên nhau. Chương 1420, quân sư thẹn thùng. Tần Lạc hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn. Hôm nay hắn đã chữa trị cho Long Vương, chuẩn trị cho Phó Phong Tuyết. Bây giờ phải chữa trị cho Ly và quân sư. Mặc dù Tần Lạc cho rằng thân thể mình làm bằng sắt thì vào giây phút này hắn có phần mệt mỏi. Chính vì vậy để hai người bọn họ cùng cởi quần áo nằm bên nhau, hắn cùng ra tay một lúc, tức là tiết kiệm thời gian cũng như tiết kiệm sức lực. Lưỡng toàn tề mỹ. Thế nhưng khi câu đó lọt vào tai quân sư và Ly thì lại biến thành một cảnh tượng khác. Cùng nhau cởi quần áo, nằm thành một hàng. Anh ấy muốn làm gì? Mặc dù cả hai đều là những nữ quân nhân dám làm dám nói, vào giây phút này cũng không khỏi ngây người. Tần Lạc bắt đầu trừ độc dao giải phẫu, hắn quay người, nhìn thấy hai người vẫn quần áo chỉnh tề đứng bên tại chỗ, không khỏi lên tiếng thúc giục, sao vậy? Cởi đi! Trước tiên anh hãy chữa trị cho Ly, quân sư vừa nói vừa lén đi ra ngoài. Tôi không vội. Em cũng không vội, Ly cũng định chạy theo. Chờ một chút, Tần Lạc gọi. Rốt cuộc hai người muốn làm gì vậy? Dao đã trừ độc xong, thuốc cũng chuẩn bị xong. Cởi quần áo nằm xuống là tôi có thể tiến hành làm thủ thuật được. Bây giờ hai người bỏ chạy, không phải tôi phí công chuẩn bị sao? Khi nhìn gương mặt đỏ ửng của hai người, cuối cùng Tần Lạc cũng hiểu hai cô e ngại điều gì. Hắn nhẹ nhàng nói, hai người coi tôi là ai hả? Tần Lạc này là người thích chiếm tiện nghi của người khác sao? Ly, em nói trước đi. Anh chữa bệnh cho em nhiều lần, anh đã từng chiếm tiện nghi của em chưa? Còn chỗ nào mà anh chưa chiếm tiện nghi không? Ly lầu bầu. Cái gì? Tần Lạc trợn mắt nhìn. Đó chỉ là bất đắc dĩ. Anh là thầy thuốc, không chạm vào người em, anh có thể giải phẫu được không? Em nghĩ anh là thần tiên. Chỉ cần thổi một hơi là toàn bộ vết sẹo trên lưng em hoàn toàn biến mất sao? Còn nữa quân sư, lần từ Mỹ quay về nước, cô hôn mê bất tỉnh, nếu như tôi muốn làm chuyện gì đó với cô, nói chung là thế. Có bao nhiêu lần có thể làm được, tại sao tôi phải chờ tới tận bây giờ? Quân sư chỉ sợ Tần Lạc trước mặt Ly nhắc tới chuyện đã từng xảy ra với hai người, cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói, sao tôi biết anh chưa từng làm gì? Vào lúc này tới lượt Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm. Hắn nào có nghĩ tới việc ngay cả một cô gái như quân sư cũng học thành bản lãnh vu cáo hãm hại người khác sao? Anh thật sự đã làm gì? Quân sư hiểu lầm phản ứng của Tần Lạc, kinh hãi lên tiếng.
Khi đó quân sư bị thương nghiêm trọng trong trận đánh với bá tước, sau khi lên thuyền lập tức cô bắt tỉnh mê man. Quả thật cô hoàn toàn không hiểu rõ những chuyện xảy ra trong quá trình cô đang ngủ say. Tần Lạc là thầy thuốc cứu sống quân sư. Khi cô tỉnh lại, quần áo trên người đã được thay. Nếu như trong khi chữa trị, Tần Lạc làm gì đó, quả thực cô không thể kiểm chứng. Cô nghĩ tôi là hạng người nào hả? Tần Lạc tức giận, quả nhiên không có người phụ nữ tốt. Khi bạn làm gì đó với bọn họ sẽ coi bạn là cầm thú. Khi bạn hoàn toàn không làm gì, ngay cả cầm thú bạn cũng không bằng. Rõ ràng hắn chưa từng làm điều gì ngoại trừ cởi quần áo giúp cô, ngón tay không cẩn thận chạm vào da thịt cô. Được rồi, tôi công nhận, có mấy lần lén ngắm đôi gò bồng đào căng tròn của cô. Thế nhưng ngoại trừ cái đó ra, hắn thật sự không làm gì khác. Khi đó Tần Lạc còn vụng trộm thầm khen mình là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ bị người đổ oan uổng. Trời ơi, tại sao mình lại không biết tuyết rơi tháng 8 nhỉ? Đàn ông quan sư nói. Cô vẫn có đôi chút tin tưởng Tần Lạc, thế nhưng vào một tình cảnh như vậy, một người đàn ông mà không chiếm tiện nghi sao? Nếu như hắn chưa từng chiếm tiện nghi, hắn có phải là đàn ông sao? Hắn có coi mình là phụ nữ không? Nếu như tôi đã làm gì đó, cô cho rằng bây giờ mình vẫn còn là xử nữ sao? Tần Lạc bị quân sư dồn vào chân tường, không xuống đài được, cuối cùng hắn đành vạch trần tất cả. Ban đầu quân sư vui vẻ nhưng rồi cô kinh hãi, đỏ mặt quát. Tần Lạc, anh. Nói thật ngay chính bản thân quân sư cũng không biết mình còn là xử nữ hay không. Mặc dù cô chưa từng quan hệ với một người đàn ông nào, cô là quân nhân, là thành viên bộ đội đặc chủng. Bình thường cô phải vận động một khối lượng rất lớn, khi thực hiện nhiệm vụ phải dùng mạng đổi mạng với người. Lớp màng mỏng đó có thể bảo tồn được không? Ly ngơ ngác nhìn quân sư rồi lại quay nhìn Tần Lạc, nàng nghi ngờ hỏi, sao anh biết chị ấy là xử nữ? Dùng đôi mắt nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc hắn là một trung y, rất quen thuộc với dấu hiệu bề ngoài cơ thể và các huyệt đạo. Khi cởi quần áo quân sư, Tần Lạc nhìn thấy trên bụng cô, điểm đỏ nhỏ đó, hắn thực sự rất kinh ngạc. Nếu như bị người phá chỉ qua tiếp xúc nhẹ nhàng, nơi huyệt đạo đó sẽ lập tức trở thành màu xanh hay thâm. Ly há miệng, nàng định hỏi Tần Lạc xem bản thân mình có phải là xử nữ hay không nhưng trước vấn đề này, nàng xấu hổ không biết hỏi thế nào. Không cần hỏi. Em cũng vậy. Tần Lạc nhìn thấu suy nghĩ của Ly, trả lời thẳng thừng. Sao anh biết? Một lần nữa Ly kinh ngạc. Chỉ cần nhìn sắc mặt em là biết, Tần Lạc nói. Hơn nữa nếu như em sớm không phải, em còn muốn hỏi anh vấn đề này không? Ly há hốc mồm, không sao nói được. Quả thật nếu như nàng đã sớm giao bản thân mình cho một người đàn ông khác, nàng còn muốn hỏi Tần Lạc điều đó sao? Chính bản thân nàng đã sớm biết câu trả lời rồi mà. Hai người có muốn chữa trị nữa hay không? Tần Lạc bất đắc dĩ hỏi. Nếu như muốn, hãy nhanh chóng cởi quần áo, nằm xuống. Tôi sẽ động dao, nếu như không chữa trị, tôi sẽ đi về. Sau này hai người không cần tiếp tục cầu tôi nữa. Ly cắn răng đi tới cạnh giường, đứng quay lưng về phía Tần Lạc, cởi chiếc tê, xất trên người xuống sau đó nàng đưa tay ra sau lưng, phụt một tiếng, áo ngực nàng bật ra, Ly quay lưng về phía Tần Lạc, hai tay ôm ngực nằm sấp xuống giường. Không hiểu có phải điều hòa trong phòng để quá to hay vì quá thẹn thùng, làn da trần của nàng trong không khí lập tức biến thành màu đỏ hồng. Trên người xuất hiện một mảng đỏ, trông cực kỳ quyến rũ. Tần Lạc ra dáng là một chính nhân quân tử, hắn tuyệt nhiên không liếc nhìn Ly một cái. Hắn nhìn chằm chằm vào quân sư hỏi, còn cô? Ôi, quản sư thở dài nói, trước tiên anh hãy ra ngoài, được không? Không được. Tần Lạc quay người, đưa lưng về phía quân sư, nói, như này được rồi. Không được. Quay người, quân sư nói. Cò còn không tin nhân phẩm của tôi sao? Tần Lạc cười nói. Vì vậy quân sư không nói nữa. Từ phía sau vang lên âm thanh quần áo bị cởi ra. Tần Lạc nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thầm nghĩ muốn nhìn lén một cái, hẳn sẽ không có vấn đề gì, rồi thì liếc này. Tần Lạc quay đầu, nhìn thấy quân sư đang đứng cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào hắn. Quân sư vẫn mặc bộ quần áo ngủ, căn bản cô không có ý định cởi ra. Tôi quả thật không tin nhân phẩm của anh, quân sư cười nói. Tần Lạc đỏ mặt nhưng hắn vẫn mạnh miệng chống chế, tôi chỉ muốn nhìn xem hai người đã chuẩn bị xong chưa. Thời gian rất quý giá. Lần này quân sư biết Tần Lạc tuyệt đối không dám quay người khi cô đang cởi quần áo nên vội vàng chút bỏ bộ quần áo ngủ trên người rồi dùng tấm ga quấn lên người mình. Được rồi, quân sư nói. Tần Lạc quay người, quả nhiên hai người quân sư đã nằm song song với nhau.
Điều khác biệt là Ly nằm sấp, còn Quân Xu nằm ngửa. Gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng, hai mắt không dám đối mặt với hắn, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, dáng vẻ cực kỳ chăm chú vào những dụng cụ trên tường, hình như cô cực kỳ có hứng thú với chúng. Một dáng người yểu điệu, đường cong là lướt, quyến rũ. Mặc dù dùng ga bao bọc cơ thể nhưng chỉ cần đôi mắt lo lanh như hai giọt nước cũng khiến hắn có cảm giác như các mạch máu như sắp nổ tung. Tần Lạc ngẩn người một lát rồi cầm dao giải phẫu và lọ thuốc đi tới. Căn cứ vào trình tự, trước tiên Tần Lạc dùng dao giải phẫu đã trừ độc mỡ miệng vết thương đã đóng vảy trên lưng Ly. Sau khi trừ bỏ phần da thịt hỏng, hắn bôi thuốc bột kim dũng trùm lên phần vết thương. Lần này Ly bị thương không quá nghiêm trọng, trên lưng nàng chỉ có hai sẹo không dài lắm. Tần Lạc quen việc dễ làm, sau vài phút đồng hồ hắn đã xử lý xong. Phần còn lại là nàng không được ăn thức ăn và uống nước có chứa sắc tố, sau đó yên tâm tĩnh dưỡng, bột phấn kim dũng đương nhiên sẽ có tác dụng. Sau đó hắn đi tới trước mặt Quân Sư. Bỏ ra đi, Tần Lạc nói. Hai hàng mi Quân Sư chớp chớp, không nhúc nhích, giống như cô không nghe thấy câu nói của Tần Lạc. Tần Lạc biết cô xấu hổ, hắn giơ tay định kéo chiếc ga. Điều bất ngờ là Quân Sư khẽ ưng một tiếng, hai tay cô mạnh mẽ vung lên. Chiếc ga lập tức bao kín người cô, thậm chí đầu cùng không lộ ra ngoài. Tần Lạc ngạc nhiên, như này thì hắn ra tay thế nào đây? Mặc dù hắn hiểu khí công nhưng vẫn không học được cách thức cách vật chữa thương. Chương 1421, ưa thích. Thấy Quân Sư lấy chăn bọc kín thân mình, Tần Lạc cười khổ nói, cô làm như vậy sao tôi có thể chữa trị được? Anh đi đi, tôi không cần chữa trị. Quân Sư từ trong truyền ra. Tần Lạc do dự một phen rồi hỏi, cô xác định là không cần chữa trị hả? Người trong chăn trầm mặc và không có bất kỳ thanh âm truyền ra, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào lại thấy có hai khối nhấp nhô cao thấp phập phồng, thoạt nhìn có chút nguy nga đồ sộ. Quân Sư đang nằm ngửa nên hai quả núi kia vô luận như thế nào cũng không thể che giấu được. Không thể không nói, dáng người Quân Sư gần đạt đến cảnh giới cao nhất, đó là thoạt nhìn thì rất gầy nhưng cởi quần áo ra lại rất có da thịt. Cô xem, sao lại không chữa trị cơ chứ, ngay chính cô cũng không thể chấp nhận được. Có cô gái nào lại muốn trên người mình lưu lại nhiều vết sẹo đâu. Tần Lạc kiên nhẫn khuyên nhủ, nếu đã cởi quần áo thì nên dứt khoát chữa một lần cho khỏi, tránh về sau lại phải cởi lần nữa. Vết thương phía sau lưng Ly đã xử lý tốt, chỉ là thuốc bột vừa mới bôi lên nên cũng không tiện xoay người mà ghé vào tai Quân Sư khuyên nhủ, tỉ tỉ. Không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ xong thôi. Nếu như hôm nay chị không chữa thì ngày mai vẫn sẽ phải mời Tần Lạc tới chữa thôi. Quân Sư trầm mặc, hiển nhiên cô vẫn còn do dự. Tần Lạc biết rõ lúc này mắt bắt cô mở miệng tiếp nhận trị liệu thì có chút khó khăn nên lẳng lặng thò tay vén một góc chăn ra rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Như vậy là do Tần Lạc bắt buộc bức cô trị liệu chứ không phải chính cô ta nguyện ý tiếp nhận trị liệu. Vì vậy, một bức mỹ nhân trần truồng đồ liền hiện ra trước mắt Tần Lạc. Nói thật, da Quân Sư không tính là trắng. Dùng thẩm mỹ quan của Hoa Hạ mà nói thì có chút đen. Đây là do phải trường kỳ rèn luyện phơi nắng mà ra nhưng làn da lại phi thường tinh tế tỉ mỉ và bóng loáng, khe hở giữa hai ngực lộ ra dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra ánh sáng bóng động lòng người. Cũng do vận động nhiều nên ngực của cô phát dục vô cùng tốt. Cái này cũng giống với Ly, bất quá do Ly dáng người không cao nên bộ ngực cũng không đồ sộ bằng. Phần cổ thon dài, lại càng có một chút sợi cảm cuồng dã giống nữ nhân Âu Mỹ. Vòng eo thoen nhỏ, phần bụng bằng phẳng, không có một chút thịt thừa. Miệng vết thương nằm dưới ngực, nằm trên phần bụng phía trên khu vực tam giác vàng, nó dài chừng một đầu ngón tay, thoạt nhìn mà giật mình. Khó trách Quân Sư lại do dự khó xử như thế, thương thế này tạo ra vết sẹo rộng dài xấu xí như thế. Thân là một cô gái nên cô tự nhiên là muốn xóa đi, thế nhưng nó lại ở khu vực mẫn cảm, nếu như muốn trị liệu thì cô phải đối mặt như thế nào với Tần Lạc. Vì vậy, vị Quân Sư tính tình hào phóng quang minh làm việc quyết đoán lại vì chuyện này mà do dự. Tần Lạc nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, thân thể Quân Sư lập tức co rúm lại, ngực và bụng đều kịch liệt run rẩy. Đau không? Đau. Bây giờ còn đau không? Vẫn còn đau. Tần Lạc cùng rất là đau lòng nói, lúc bị thương nhất định cũng rất nghiêm trọng hả? Ừ, Quân Sư dùng chăn che mặt mình không cho Tần Lạc nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của mình lúc này. Đây không phải vết thương do rơi từ vũ hóa phong xuống đúng không? Đúng rồi, Quân Sư nói, đây là trước khi tới vũ hóa phong, tôi đi chấp hành một nhiệm vụ khác. Tần Lạc dùng dao giải phẫu đã khử trùng nhẹ nhàng mở miệng vết thương ra nói, may mắn là bị đâm chệch một chút. Nếu như chệch lên trên 1 cm, thì
thì hắn không có đâm chật. Quân sư nói, là do thân thể tôi cố tránh được 1 cm. Tần Lạc trầm mặc, thời kỳ hòa bình hay chiến tranh cũng vậy, ngày nào cũng có người giết người hoặc là bị giết. Những quân nhân như các cô vì thiên hạ thái bình mà phải ra nhiều công sức. Sau khi Tần Lạc mở miệng vết thương ra, máu lập tức ứa ra, thấy vậy Tần Lạc lập tức dùng ngâm châm châm huyệt cầm máu. Quả nhiên, tốc độ máu chảy lập tức giảm đi, giống như là huyết dịch trong thân thể chợt đóng lại vậy. Sau đó, hắn mũi dao cạo hết chỗ sẹo rồi đem nửa bình dưỡng cơ phấn bôi vào vết thương này. Dưỡng cơ phấn có thuộc tính hàn và bản thân cùng có đủ công hiệu sát trùng tiêu viêm, thế nhưng khi thứ bột phấn mát lạnh này được rắc vào vết thương thì thân thể quân sư lại co rúm lại. Bất quá, khuôn mặt cô dùng chăn che kín lại phi thường yên tĩnh, không có một tiếng kêu rên nào. Cứng cỏi như thế thực làm cho người ta khâm phục và thương tiếc. Tốt rồi, Tần Lạc nói, đợi đến lúc thuốc có công hiệu nó tự nhiên sẽ kết thành một lớp màng bảo hộ che lấy ra. Thời gian sau cô cũng không cần quan tâm tới nó sẽ tự nhiên chóc ra. Bất quá trước khi lớp da mới mọc ra thì không được ăn đồ ăn có chứa sắc tố, cũng không được uống đồ lạnh. Tốt nhất là nên uống nước đun sôi. Rõ rồi, quân sư nói, cô muốn dùng chăn che miệng vết thương lại, thế nhưng trước khi vết thương sẽ miệng và làm vệ sinh máu huyết dây ra phần bụng thì lại không che được. Các cô cứ nằm nghỉ một lát đi, Tần Lạc nói xong liền đi vào trong toilet, bên trong truyền ra tiếng xối nước, rất nhanh hắn bưng ra một chậu nước. Hắn ngồi xổm người đem khăn mặt nhúng vào nước, vắt đi rồi nhẹ nhàng lau sạch vệt máu phía sau lưng Ly, cẩn thận lau giữa mỗi tấc. Sau khi lau xong hắn lại dùng một tấm chăn phủ lên lưng cô nhẹ nhàng nói, cứ nằm thêm một lát nữa. Thuốc vừa bôi xong, không cử động được. Sau đó, hắn đi vào thay đổi chậu nước, lại đi đến trước mặt quân sư lau sạch sẽ phần bụng và ngực cô. Khi Tần Lạc dùng khăn mặt lau vết máu ở ngực, thân thể quân sư chợt khẽ lay động. Cô thật sự không nghĩ tới, ngay cả chỗ này hắn cùng hỗ trợ xử lý mà lại có vẻ rất chăm chú nữa. Tần Lạc lại rất là hồn nhiên, sau khi làm xong hết thảy hắn lấy chăn đắp lên bụng cô nói, điều hòa có khí lạnh hay là tôi tắt đi nhé. Coi chừng hàn khí xâm lấn vào. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không đợi hai người đồng ý mà đem điều hòa tắt đi. Sau đó, hắn lại mở cửa sổ ra. Mùa hè nóng nực, mở cửa sổ chỉ đón gió nóng thổi vào nhưng cái này cũng đủ rồi. Tránh cho không khí trong phòng không lưu thông mà làm cho lòng người bực bội. Lại lo lắng việc bên ngoài có người đi qua chứng kiến trong phòng hai nữ một nam đại chiến, hắn lại kéo cái mảnh che vào. Sạch! Ánh sáng trong phòng thoáng cái mở đi, giống như là trời đã ngã về chiều vậy. Các cô nghỉ ngơi đi, Tần Lạc nói. Nói xong hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Ly hô. Ân, quân sư đáp. Lần thứ nhất có người giúp ta kỳ lưng. Thanh âm Ly bay bổng nhưng giống như là nói mê vậy, mùi quân sư cay cay lại cũng không biết nên nói gì. Sau khi quân sư và Ly mặc quần áo ra khỏi phòng thì thấy Tần Lạc đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Trong ngực hắn ôm nửa trái dưa hấu đang dùng thìa xúc ăn. Trên tivi đang phát một tiết mục giải trí của Đài Loan, hắn thấy hay nên thỉnh thoảng chợt cười thành tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó đi đến cạnh Tần Lạc ngồi xuống. Có ăn dưa hấu hay không? Tần Lạc đem nửa trái dưa hấu trong tay đã ăn dỡ đưa tới. Không ăn, hai cô gái cùng kêu lên đáp. Ân, không ăn là tốt, Tần Lạc nói, dưa hấu có màu đỏ, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương của các cô. Các cô thật thật muốn đánh người. Nếu không thể thể ăn thì ngươi còn hỏi chúng ta có ăn hay không làm gì. Quân sư nhìn Ly nói, tôi muốn một mình nói chuyện với Tần Lạc một chút. Ly nghi ngờ nhìn cô một cái rồi nói, tôi đi thăm cha nuôi vậy. Nói xong cô đứng lên đi ra ngoài. Tần Lạc thấy quân sư đuổi Ly đi thì ôm dưa hấu nhìn quân sư hỏi, làm sao vậy? Anh có thích Ly không? Quân sư trực tiếp hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Tần Lạc giật mình nhìn cô, nữ nhân này sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Tôi hỏi anh có thích Ly hay không? Quân sư lặp lại một lần nữa hỏi. Tần Lạc cười khổ, nói, cô hỏi vấn đề này thật đúng là làm cho người ta. Cô cũng biết đây. Tôi đã có bạn gái, hơn nữa. Quân sư không kiên nhẫn cắt ngang lời Tần Lạc nói, anh chỉ cần trả lời vấn đề của tôi là được rồi. Thích hay là không thích? Tần Lạc nhìn gương mặt rất nghiêm túc của cô mà lập tức đã hiểu rõ ý của cô, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp, Ly thật đáng yêu đấy. Thích hay là không thích? Quân sư nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, cô thật sự muốn đánh người này rồi. Thích, Tần Lạc đáp. Nói xong đáp án này khí lực trong thân thể của hắn như là toàn bộ bị rút đi vậy, trán đầy mồ hôi. Đúng vậy,
hắn thích Ly. Cái cô bé thích độc lập độc hành, trong nóng ngoài lạnh, miệng cường ngạnh, không muốn đơn giản nhận thua, một lời không hợp là vung đao, nữ hài tử đúng là để lại trong lòng hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn thích cũng cô ở cùng một chỗ, thích trêu chọc khiến cô tức giận. Thấy cô bị thương hắn rất đau lòng, biết cô ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn rất lo lắng. Đây được xem như thích một người a. Chương 1422, anh có thích cô ấy hay không? Nghe Tần Lạc trả lời, quân sư nhếch miệng nở nụ cười. Cô nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, lúc anh quen cô ấy còn là một nữ hài nhi. Hiện tại, đã là một nữ nhân rồi. Tần Lạc cười khổ nói, đến cùng cô muốn nói cái gì? Quân sư rất khinh thường lườm Tần Lạc nói, với chỉ số thông minh của anh, chẳng lẽ đúng là không hiểu tôi có ý tứ gì sao? Tần Lạc không phản bác được. Quân sư xem thường nói, chẳng lẽ tôi làm là như vậy ép buộc? Không có, Tần Lạc lắc đầu nói, chỉ cần là nam nhân bình thường, thấy chuyện như vậy thì trong lòng đều mừng thầm. Hơn nữa, tôi mới vừa nói qua tôi đúng là rất thích Ly, cô ấy thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng rất quan tâm tới cô ấy thế nhưng mà cô cần phải biết, cái gì tôi cùng không cho được cô ấy. Lệ Khuynh Thành này, quân sư hỏi lại, anh có thể cho cô ấy cái gì? Tình huống của cô ấy không giống Ly, Tần Lạc còn muốn giải thích một hai câu. Có cái gì không giống chứ? Người ta đều là nữ nhân cả, quân sư nhìn Tần Lạc khe khẽ thở dài nói, nếu như nói về danh phận kia thì Ly lại càng không cần. Chúng ta là quân nhân, hơn nữa còn là quân nhân bí mật, trừ phi cô ấy rời khỏi Long Tức, còn không thì cũng không thể nào kết hôn với anh được. Nói như vậy, ta cũng thiếu nợ một người, Tần Lạc nói, cô thua thiệt Lệ Khuynh Thành, thua thiệt Vương Cửu Cửu, cũng thua thiệt Tô Tử, lúc trước hắn tìm mọi cách cự tuyệt Vương Cửu Cửu, một lần lại một lần đẩy cô ra vì biết mình không cho cô được gì. Hiện tại, cô lại phải thua thiệt Ly sao? Thua thiệt, quân sư cười lạnh. Sờ tay vào ngực, cô lấy ra hộp thuốc lá mà Tần Lạc thấy thiệt nhiều kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve nói, nếu như thích nhau thì tất cả lý do đều chẳng qua là cái cớ thôi. Quân sư nói, đây là lời khuyên đối với các ngươi. Hơn nữa, ta thấy Ly rất thích cậu, tính cách của nó rất kiêu ngạo, bình thường rất ít nói chuyện với nam nhân, một lời không hợp là muốn động thủ. Cậu là ngoại lệ. Cô dùng ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, đặc biệt sau lần này đi Thái Sơn chấp hành nhiệm vụ này trở về, tình cảm của nó đối với cậu càng trở nên không thể khống chế được, nhiều lần nó ngồi ở ngẩn người một chỗ, tôi có nói chuyện gì cũng không nghe thấy. Cậu có biết chuyện này xảy ra đối với một người tùy thời đều phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có ảnh hưởng như thế nào không? Cô ấy phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Tần Lạc kinh hãi hỏi. Tạm thời không biết quân sư nói. Nhưng không có khả năng một mực không biết. Hơn nữa, rất nhanh sẽ có nhiệm vụ giao cho cô ấy. Với tâm trạng như vậy, sao tôi có thể yên tâm để cho nó đi ra ngoài đây? Tôi phải nói chuyện với cô ấy đã. Tần Lạc lo lắng nói, cô cũng giúp ta ngăn cản một hồi. Đoạn thời gian này cũng không nên để cho cô ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tần Lạc biết rõ tại sao tình cảm của Ly lại không kiểm soát được, bởi vì lúc leo lên Vũ Hóa Phong hắn đã cứu cô một mạng. Kỳ thật chuyện cứu mạng vào lúc đó thật sự là bình thường. Cô vì hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức, lại cứu mình bao nhiêu lần. Chuyến đi Mỹ, trốn đầm rồng hang hổ này cô đều cùng mình tới tới lui lui hai lần, thế nhưng mà mình cứu cô lần thứ nhất lại làm cho cô nàng biến thành như vậy. Xem ra, nguyên cớ không chỉ có lần đi Vũ Hóa Phong này mà còn có tình cảm bình thường tích lũy lại lúc này cộng hưởng bộc phát ra. Vô luận như thế nào, Ly cùng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi mà thôi. Bây giờ cô đang ở lứa tuổi hưởng thụ tình yêu, bản thân mình lại là người quang minh cao ngạo công chính như vậy, cô có mê luyến mình cũng là chuyện đương nhiên, làm sao bây giờ? Quân sư thấy Tần Lạc quan tâm Ly như vậy thì trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Nói thật, Tần Lạc xác thực là một nam nhân tốt. Thiện lương chính trực, có trách nhiệm, một nam nhân có đủ ba tính cách này đối với bất kỳ nữ nhân nào đều rất hấp dẫn thế nhưng hắn đối với Ly lại không tương xứng lắm. Ly tốt nhất là có thể tìm được một nam nhân thành thật ổn trọng, có thể chiếu cố cho cô một gia đình bình yên, một người toàn tâm toàn ý yêu lấy cô, hiển nhiên Tần Lạc làm không được chuyện này. Tuy nhiên tình yêu là thứ không sao hiểu thấu được, nó bất chi bất giác tới rồi đuổi cũng không đi được. Nhớ lại cảnh Ly một mình ngồi ngẩn người, bộ dáng đáng thương thì trong lòng quân sư lại đau đớn một hồi. Ly không chỉ là muội muội của cô mà thậm chí còn được cô coi như con gái. Cô hy vọng nữ nhi của mình tìm được người tốt, càng hy vọng tìm được hạnh phúc, nếu cô cho rằng Tần Lạc có thể đem hạnh phúc đến cho Ly thì cô muốn giúp bọn hắn thúc đẩy việc này.
Yên tâm đi, tôi biết phải làm sao. Quân sư nói bất quá chuyện này nên mau chóng giải quyết đi. Không thể một mực kéo dài như vậy, Ly dù sao cũng là thành viên chính thức của Long Tức. Tôi yêu thương cô bé nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể một mực bao dung cả đời. Cái này đối với những người khác là không công bình. Tôi rõ rồi, Tần Lạc gật đầu nói, nhưng tôi cùng phải nói chuyện với sư phụ một chút đã. Đây là chuyện cần phải làm đấy. Quân sư nói, cô chỉ muốn đem chuyện giữa bọn họ khai mở, làm một chuyện như xe chỉ luồn kim thôi. Bằng không thì, với tính cách của cô cả đời này đều khó có khả năng chủ động thổ lộ với Tần Lạc mà Tần Lạc, người này vừa lớn gan lại giảo hoạt, giả ngu mại manh, không đủ quyết đoán, nếu như không có ai thúc hắn một cái thì chỉ sợ chuyện này cứ một mực phải treo đấy. Ly không nhỏ rồi, trước kia là nữ hài nhi còn hiện tại đã là nữ nhân rồi, bất quá, quyền quyết định chuyện này vẫn còn trong tay Long Vương. Nếu như ông ta không đồng ý thì chỉ sợ chuyện này sẽ không thể đùa được. Thuốc bột bôi lên vết thương của quân sư đã cứng lại, chỉ cần không vận động mạnh thì không có bất kỳ vấn đề gì. Ly đi thăm Long Vương vẫn chưa về, Tần Lạc cùng quân sư hàn huyên một hồi xong thì liền đứng dậy cáo từ. Tần Lạc đang chuẩn bị bước vào cửa nội viện thì một thanh âm sau lưng hô lên, Tần Lạc. Tần Lạc quay đầu lại thấy Ly mặc hắc y đứng ở phía sau. Trời nắng chang chang nên Ly cũng không có giống như trước mặc quần da màu đen mà thay một cái quần ngắn màu đen, để lộ ra cặp đùi thon dài đẹp. Hơn nữa vì đang ở trong nhà nên trên người cô cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi cộc tay màu đen, bộ dáng rất gợi cảm. Cô không phải đi thăm sư phụ sao? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Anh tới đây, Ly nhìn Tần Lạc ngoắc tay nói. Ân, Tần Lạc vẻ mặt nghi hoặc đi tới nhìn mặt khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình của cô hỏi, làm sao vậy? Ly không có trả lời Tần Lạc mà lập tức quay người bước đi. Tần Lạc chần chờ một chút rồi vẫn đi theo phía sau. Ly đi men theo con đường nhỏ ra sân huấn luyện nhưng rồi lại không đi vào sân huấn luyện mà đi tiếp ra phía sườn núi đối diện. Tần Lạc tuy khẩn trương nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng. Cô ấy đưa mình đến địa phương này không phải là muốn thừa cơ chiếm hữu thân thể mình chứ. Làm sao bây giờ, thân thủ của cô tốt như vậy, mình đánh không lại. Trong lúc đó Ly chợt dừng và quay người lại, Tần Lạc đang cúi đầu lòng đầy tâm sự thoáng cái đâm vào ngực cô. Ngực Ly quả nhiên là ngạo nhân, hắn vừa cảm thấy khối thịt mềm thì cả người liền bị đẩy lui ra phía sau hai bước. Bộ vị mẫn cảm bị người tập kích, mặt Ly đó bừng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc cả giận nói, con mắt anh đang nhìn cái gì đó. Đang nhìn cô mà, Tần Lạc nói. Lúc ấy hắn đúng là đang nhìn vào bóng lưng có lồi có lõm của Ly đồng thời lo lắng liệu nàng có thể mượn cơ hội phi lễ mình hay không, không nghĩ tới đang đi lại đụng vào ngực của cô. Da mặt Ly mỏng nên bị Tần Lạc nói một lời này mặt trở nên càng đỏ. Cô hừ lạnh một tiếng nói, tôi có lời muốn hỏi anh. Cô nói cái gì? Tần Lạc hỏi. Anh cảm thấy quân sư như thế nào? Ly nói. Cái gì? Tần Lạc vẻ mặt ngạc nhiên. Hai nữ nhân này hôm nay làm sao vậy? Vừa rồi quân sư đi hỏi hắn có thích Ly hay không, hiện tại Ly lại mang mình đến chỗ vắng vẻ như vậy để hỏi về quân sư. Rốt cuộc trong hồ lô các cô bán thuộc gì đây? Cái gì, cái gì? Ly rất không bình tĩnh nói, tôi hỏi anh thấy quân sư như thế nào? Rất tốt, Tần Lạc nói cô ấy xinh đẹp, thông minh, thân thủ lại tốt như vậy. Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy anh có thích chị ấy hay không? Chương 1423, Đại Tần Quốc tế. Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Ly, mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai nữ nhân này làm sao vậy? Uống lộn thuốc sao? Nếu như không phải mặt trời rực lửa trên cao cùng tấm áo mong trên người nhắc nhở thì Tần Lạc hoài nghi hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng nếu ngày đó thì Yến Kinh vẫn còn rét lạnh, cần phải mặc áo dày mới được. Sao vậy? Ly thấy Tần Lạc vẻ mặt ngốc trệ nhìn mình chằm chằm thì trong lòng trong lúc đó cảm thấy có chút chột dạ. Càng chột dạ cô lại biểu hiện ra vẻ dã man nói. Không cho phép nhìn tôi như vậy. Sao cô lại nghĩ ra chuyện như vậy? Tần Lạc kỳ quái hỏi, Ly đối với hắn có chút hảo cảm, hắn vẫn có thể cảm giác đến được nhưng quân sư, hắn cũng không tự đại đến mức cho rằng quân sư thích mình. Hắn kinh diễm về mỹ mạo của quân sư, thưởng thức tài năng của cô, đồng tình với cô về mặt tình cảm, cũng thương tiếc cô chém giết thảm thiết nhân sinh. Ồ, chính vậy mà đối với cô cảm giác tốt như vậy. Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Sao tôi không thể nghĩ như vậy? Ly rất cương ngạnh nói. Vị thuyết khách này rõ ràng là không cùng cấp bậc cùng quân sư, chắc là sẽ không dùng lý phục người, dùng tình động người mà chỉ đem bạo lực và sự cường ngạnh ra ép buộc đối phương. Không phải anh mới vừa nói quân sư xinh đẹp, thông minh,
thân thủ tốt sao? Anh có ấn tượng tốt với chị ấy như vậy, vì sao lại không thể thích chị ấy? Cái này, Tần Lạc thật sự là dở khóc dở cười nói, tôi có ấn tượng tốt với cô ấy nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhất định phải ưa thích cô ấy. Tôi có ấn tượng rất tốt với rất nhiều người, chẳng lẽ đều phải thích người ta, nếu thế thì tôi đây thành dạng người nào rồi hả? Anh có thể thích nhiều người như vậy thì vì sao lại không thể thích tỷ tỷ, Ly sắc mặt ảm đạm nói. Hiển nhiên, câu trả lời của Tần Lạc làm cho cô rất không hài lòng. Tôi không phải đã trả lời rồi sao? Tần Lạc cười khổ, hắn nhìn Ly nói, sao cô lại muốn đi tìm bạn trai cho cô ấy? Tỷ tỷ thật đáng thương, Ly nói, cô ấy luôn luôn cô đơn một mình, nhìn thật là khổ sở. Quân sư cũng nói như vậy về Ly, có thể nói cảm tình của hai chị em nhà này đúng thật là thâm hậu. Tâm tính của cô tôi có thể hiểu được nhưng cách làm của cô lại không đúng. Giọng Tần Lạc bắt đầu trở nên nhu hòa, cô thấy tỷ tỷ cô ở một mình thì chỉ cảm đáng thương nhưng nói không chừng cô ấy rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Đúng không, cô muốn ta thích tỷ tỷ cô nhưng có thể cô ấy lại không yêu thích ta. Cảm tình là chuyện của hai người, tôi quyết định không được và cô cũng không thể thay ai đưa ra quyết định được. Chị ấy không ghét anh, Ly nói. Không ghét. Tần Lạc thật sự xém bị nữ nhân này làm tức giận đến thổ huyết, chỉ là bởi vì không ghét ta mà bảo ta thích nàng. Cô cũng không ghét hòa thượng, không ghét đại đầu, cũng không ghét hỏa dược, sao không đến tìm bọn hắn? Ly muốn phản kích nhưng lại không biết bác bỏ từ đâu. Vì vậy mà bắt đầu trở nên thẹn quá hóa giận. Trong tay của cô lúc đó chỉ có một thanh dao găm nên liền đem dao găm đó dí vào ngực Tần Lạc nói đi, anh rốt cuộc là không muốn yêu quân sư hả? Còn có thể bắt buộc chuyện như vậy sao? Tần Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vì sao không thể? Ly tức giận nói, anh nhất định phải thích tỷ tỷ. Bởi vì sao? Tần Lạc hỏi. Ly suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi. Dừng một chút cô nói thêm, vừa rồi từ trong phòng đi ra ngoài, chị ấy còn rất khen anh. Khen tôi? Tần Lạc tò mò hỏi, khen tôi cái gì? Khen anh cẩn thận, Ly đỏ mặt. Quân sư xác thực đã nói như vậy, bất quá trong lòng của cô cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nhìn Ly nói, cô có biết vừa rồi quân sư tìm tôi nói cái gì không? Nói cái gì? Ly hỏi. Cô ấy hỏi tôi có thích em hay không? Tần Lạc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt Ly vẻ mặt thành thật nói. Mặt Ly khuôn lập tức đỏ ửng lên rồi quay người chạy đi nhưng đi được đến một đoạn lại lập tức vù vù chạy trở về hỏi, anh trả lời như thế nào? Tập đoàn Cửu Thị. Văn phòng tổng giám đốc. Lệ Khuynh Thành đang vùi đầu xem xét phê duyệt văn bản tài liệu thì cửa phòng làm việc xoảng một tiếng rồi bị người ta phá vào. Lệ Khuynh Thành, Cửu Giật Hòa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng tại cửa ra vào, lớn tiếng gào tên Lệ Khuynh Thành. Hai mắt trợn trừng to như chuông đồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc giai nhân trong phòng. Con tiện nhân này, hôm nay mày không cho con tao một cái công đạo thì tao sẽ đâm đầu chết tại văn phòng mày. Cửu Giật Minh khàn giọng hét. Thân thể run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Cửu Giật Hòa là cha Cửu Trọng Mưu, Cửu Giật Minh là cha Cửu Trọng Huân, tuổi già mất con nên bi thống dị thường. Bọn họ thăm dò được từ cục cảnh sát việc Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc có mặt ở hiện trường vụ án nên liền hoài nghi bọn họ bị Lệ Khuynh Thành hại chết. Cái gì mà Cửu Trọng Mưu muốn giết Cửu Trọng Huân? Cửu Trọng Huân tự vệ nên giết người. Cửu Trọng Huân bị thương nghiêm trọng, khi được đưa đến bệnh viện thì mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu ngốc sao? Câu chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng dựng lên được. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Huân tự giết lẫn nhau, trong mắt bọn họ, hai gã này vẫn là hảo huynh đệ tương thân tương ái. Theo sát sau lưng hắn chính là Cửu Giật Vân, Cửu Giật Linh, Cửu Giật Như, Cửu Minh Tú các loại con cháu Cửu Thị, có thể nói là đại quy mô, đội ngũ cực kỳ đồ sộ. Không chỉ có hơn phân nửa các thành viên Cửu Thị ở Yến Kinh đã đến mà còn có đám Giật Vân từ phía Nam cùng chạy tới tham chiến. Thư ký của Lệ Khuynh Thành đứng ở cửa cố gắng muốn từ chối khéo, thế nhưng lúc này bọn hắn đâu còn đem cô để vào mắt. Vô luận khuyên bảo như thế nào bọn hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn coi cô là không khí. Thù Đình Đình còn xô cô mấy cái tí nữa làm cho cô té xuống đất. Lý Linh, để bọn họ tiến vào đi. Lệ Khuynh Thành khép lại văn bản tài liệu. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Dạ Lệ đồng sự, thư ký Lý Linh nói rồi nghiêng người tránh sang một bên nhưng không lập tức lui ra ngoài. Hiển nhiên là cô vẫn lo lắng liệu đám người này có ý đồ làm tổn thương Lệ đồng sự trưởng hay không. Là ai nói muốn đâm đầu chết tại văn phòng làm việc của tôi? Lệ Khuynh Thành quét mắt nhìn mọi người hỏi. Là tao,
Cửu Giật Minh quát lớn. Bởi vì hắn sống an nhàn sung sướng lâu rồi nên người béo nung núc, lúc hắn giận dữ cả người rung rinh, Lệ Khuynh Thành, mày thật ác độc. Con tao đã sớm quy thuận mày rồi, cho dù nó có phạm một ít sai lầm nhỏ thì mày cũng không thể đem nó giết chết đi. Mày còn có một chút nhân tính nào hay không? Lệ Khuynh Thành nhếch miệng, thậm chí cũng không muốn giải thích. Cô ngồi ngả người vào ghế rồi nói, cái tủ sách này làm bằng gỗ, rất rắn chắc. Nếu như ông thật sự muốn chết thì nên lao đầu vào cạnh tủ kia. Không cần phải sợ bẩn phòng tôi. Người ta chỉ là thuận miệng nói thôi, thể thật đúng là. Ai muốn chết hả? Ai muốn chết hả? Lệ Khuynh Thành vừa nói giống như là đổ một chậu nước vào cái chảo nóng, nổ oanh một tiếng. Lệ Khuynh Thành, mày thật quá đáng. Mày nhất định phải cho chúng tao một cái công đạo, bằng không thì bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Lệ Khuynh Thành gõ gõ vào mặt bàn, ý bảo mọi người tỉnh táo lại nói, chẳng lẽ các người không hiểu? Các người có thấy một đường xông vào mà không có nhân viên bảo vệ nào chặn đường hay sao? Nói xong cô đứng dậy, duỗi lưng một cái, tư thế rất ưu nhã khinh thường nói, bởi vì tôi biết rõ các người nhất định sẽ đến cho nên đã sớm bảo bọn họ cho dù các người không đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ đến tìm các người. Tìm chúng ta làm cái gì? Cửu Giật Hòa tức giận quát. Chẳng lẽ mày còn muốn đem tất cả chúng ta giết chết sao? Đến đây đi, Lệ Khuynh Thành, chỉ cần mày không sợ chôn cùng thì đem chúng ta tất cả giết chết đi. Tao biết rõ mày có thủ đoạn mà. Giết ông, Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói, nếu như vậy thì thật sự là quá tiện nghi các người rồi. Tôi hiện tại, thân gia hơn các người nhiều rồi. Các người có thể không tiếc mệnh nhưng tôi còn rất yêu quý bản thân mình. Lệ Khuynh Thành, mày quá càn rỡ rồi. Cửu Giật Thanh là lão đại của mấy huynh đệ Cửu Thị, trước khi Lệ Khuynh Thành thâu tóm Cửu Thị, tại Cửu gia hắn là người cực kỳ có quyền lên tiếng, về sau Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành nhằm vào hắn cường công dồn sức đánh khiến địa vị của hắn cũng rơi xuống thẳng tắp bất quá trên danh nghĩa hắn vẫn là tộc trưởng Cửu Thị, mày không cho chúng ta làm người thì chúng ta cũng không cần chịu đựng hơn nữa. Chọc giận chúng ta sao, mày cũng sẽ không còn quả ngon để ăn đâu. Cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách. Mấy con cá nhỏ tôm bé mà muốn dẫy phá rách lưới cá ư. Lệ Khuynh Thành không sợ chút nào nói, đã thế, hôm nay mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ đem sự việc duy nhất một lần giải quyết cho xong đi. Cô nhìn mọi người thanh âm quyết liệt nói, những ai đi theo Cửu Thị đi ra ngoài. Còn Cửu Thị về sau đổi tên thành Đại Tần Quốc tế. Chương 1424, cút ra khỏi Đại Tần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cửu Trọng Mưu chết rồi. Cửu Trọng Huân chết rồi, bọn họ đang hưng sư vấn tội nên không chuẩn bị để bàn về vấn đề này. Lệ Khuynh Thành, mày khinh người quá đáng. Mày trước tiên đem việc giết người nói cho rõ ràng đã, cho con tao một cái công đạo. Cửu Giật Minh hét to nơi rồi xông lên muốn dốc sức liều mạng với Lệ Khuynh Thành nhưng lại bị thư ký ngăn lại. Lệ Khuynh Thành, mày là con điếm, là tiện nhân, bán chôn, con trai chết, Trung Thục Hoa là vợ Cửu Giật Thanh khóc đến chết đi sống lại. Vốn bà ta đang còn nằm ở trên tay con gái làm vẻ hấp hối, bây giờ nghe Lệ Khuynh Thành nói ngang ngược càn rỡ thì ngập trời lửa giận và hận ý chống tay đứng lên nhào về phía Lệ Khuynh Thành. Thư ký của Lệ Khuynh Thành đang bị Cửu Giật Minh dây dưa nên không có biện pháp thoát thân cứu chủ. Trung Thục Hoa rất thuận lợi vò tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, bà ta vung hai tay muốn túm tóc Lệ Khuynh Thành, muốn cào rách mặt Lệ Khuynh Thành. Bốp! Lệ Khuynh Thành ra tay trước, tát một cái vào mặt bà ta. Cái tát này rất nặng, Trung Thục Hoa căn bản là không kịp phản ứng hay là do Lệ Khuynh Thành dùng sức quá mạnh nên Trung Thục Hoa ngã lăn quay một vòng. Bà ta bị đánh, khóe miệng và lỗ mũi đều đổ máu nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nhìn bà ta nói, như thế nào? Chịu không được rồi hả? Khi tai nạn đến phiên ngươi thì muốn dốc sức liều mạng với người, lúc trước các người bức tử mẹ ta thì như thế nào, có suy nghĩ hậu quả ngày hôm nay không? Lúc Cửu Trọng Huân đi khắp nơi tìm người đối phó với tôi, bắt cóc tôi muốn bán sang Nhật Bản thì sao người không nói chuyện? Lúc hắn và Cửu Trọng Mưu thuê sát thủ đâm chết Cửu Yên Mị thì các ngươi sao lại không suy nghĩ cho cảm thụ của người khác? Người khác đều đáng chết, chỉ có con của ông là có thể gieo hại vạn năm sao? Ngươi nói thật sao? Cửu Giật Vân kinh hãi. Bọn hắn cũng không biết chuyện Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu thuê sát thủ để giết Cửu Yên Mị. Hắn là cha Cửu Yên Mị. Mặc dù không ưa Lệ Khuynh Thành nhưng cảm tình đối với Cửu Yên Mị thì lại là thật. Không có khả năng, Cửu Giật Thanh hét to nói, Giật Vân, ông hồ đồ rồi. Ở đây là ngậm máu phun người, cố ý châm ngòi phá hoại quan hệ của chúng ta, muốn làm cho chúng ta tàn sát lẫn nhau,
ông cũng không phải không biết Trọng Huân và Yên Mị quan hệ tốt như vậy, Trọng Ngư còn yêu thích Yên Mị, làm sao bọn nó có thể làm ra loại chuyện thế này? Tôi có thể làm chứng. Lúc này đột nhiên một thanh âm nữ nhân truyền tới. Đám người đứng ở cửa ra vào tách ra rồi Cửu Yên Mị một thân đồng phục màu trắng thoạt nhìn có chứa 10 phần thục nữ bộ giang tùy mị từ trong đám người bước tới. Cô đi đến bên người Lệ Khuynh Thành đứng lại nhìn mọi người sau đó nhìn Cửu Dật Vân nói, tôi có thể làm chứng. Cô ấy nói sự thật. Cửu Dật Vân chau mày, hiển nhiên hắn đã tin tưởng lời con gái. Nếu như Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu thật sự làm ra chuyện không bằng cầm thú này thì có chết cũng xứng đáng. Ngay cả người nhà mình cùng động thủ sát hại thì còn có chuyện gì bọn hắn không thể làm ra nữa hay sao? Mày làm chứng, mày dùng cái gì để làm chứng? Cửu Dật Minh lớn tiếng gào lên. Bởi vì khóc to quá nên giọng hắn khàn khàn, lời nói không rõ ràng cho lắm, mày ở cùng với nó, chúng mày cùng một ruột với nhau. Cửu Dật Thanh không nghĩ tới Cửu Yên Mị lại đứng ra chứng minh lời của Lệ Khuynh Thành, nét mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Cửu Yên Mị nói, Yên Mị, cơm có thể tùy tiện ăn nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được đâu. Mày có biết lời nói này đối với Cửu gia chúng ta có ý nghĩa như thế nào không? Mày muốn đi theo nó để đẩy Cửu gia chúng ta sụp đổ hay sao? Không nên quên, mày cũng là một phần tử của Cửu gia đó. Cửu Yên Mị nhìn Cửu Dật Thanh vẻ mặt thành thật nói, đại bá, cháu biết rõ cháu đang nói cái gì. Cháu cũng biết lời này sẽ mang đến cho Cửu gia cái gì. Trước kia, cháu vẫn một mực vì Cửu gia mà kiêu ngạo, cũng vẫn muốn giữ gìn một Cửu gia thống nhất, không muốn để phân tán sụp đổ nhưng hiện tại cháu đã hối hận. Ai cũng đều vì tư lợi, chỉ lo lợi nhỏ trước mắt mà xem nhẹ sự phát triển của cả gia tộc, vì soán quyền đoạt vị mà không tiếc ra tay với thân nhân có quan hệ huyết thống, cứ như vậy thì Cửu gia tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Rồi cô chỉ vào vết sẹo to trên cánh tay mình nói, đây là vết thương do tai nạn xe cộ đấy. Nếu như không có người giúp thì tôi hiện tại đã chết rồi. Cái này là kiệt tác của Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu. Mày nói như vậy thì có chứng cứ gì không? Cửu Dật Thanh không khách khí cắt ngang lời Cửu Yên Mị nói. Mày không thể bởi vì trên tay có thêm một vết sẹo do bản thân không cẩn thận bị tai nạn xe cộ mà đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên đầu Trọng Huân và Trọng Mưu được. Bọn nó đã chết rồi, tất cả đều đã chết. Đương nhiên là có chứng cứ. Cửu Yên Mị nói. Cô xoay người nhìn Lệ Khuynh Thành một cái rồi đem túi hồ sơ trong tay mở ra, lấy từ bên trong ra một chồng tư liệu đưa cho Cửu Dật Thanh và Cửu Dật Vân. Tuy tài xế đâm vào tôi đã bị người ta đánh chết nhưng chúng ta tìm được tin tức từ tài khoản của hắn, trong đó có 100 vạn hoa hạ tệ, số tiền này được gửi cho hắn từ Thụy Sĩ. Cái này là do Cửu Trọng Huân dùng một cái tên giả là Vương Đại Hải gửi, chờ tôi nói xong đã. Tôi biết rõ các người nhất định sẽ nghi vấn vì sao tôi kết luận Vương Đại Hải và Cửu Trọng Huân là một. Bởi vì hắn đã làm chuyện xấu nhiều lắm, mỗi lần cần tài chính để làm việc gì đều dùng tài khoản này. Hơn nữa, cảnh sát còn tìm được trong nhà hắn một cái thẻ tín dụng với tên là Vương Đại Hải. Cô lấy thêm từ trong túi ra một cái đĩa CD nói, đây là thông tin và hình ảnh mà cảnh sát lấy được từ hệ thống camera theo dõi ven đường và video trên xe ô tô, nếu mọi người có hứng thú thì có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Cửu Dật Thanh cầm đĩa CD lật phải lật trái xem mấy lần nhưng lại không có dũng khí mở ra tại chỗ để xem. Các cô đã lấy nó ra vậy thì chứng minh lời các cô nói đều là sự thật. Bọn mày nói dối, đây không phải là sự thật, điều đó không thể là sự thật. Cửu Dật Minh la lớn nói, bọn mày cố ý vu oan, Trọng Huân và Trọng Mưu cũng không ở đây, mày muốn nói cái gì cũng được à. Sự thật có phải như vậy hay không cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Tôi nói không tính. Các người nói cũng không tính. Lệ Khuynh Thành cất lời cay nghiệt nói. Thù mới hận cũ, đối với Cửu gia cô một chút hảo cảm cũng không có. Hơn nữa, tính tình cô lại phi thường cường ngạnh. Người khác kính ta một xích, ta kính người một trượng nhưng nếu người khác chém ta một đao, ta sẽ giết chết cả nhà bọn hắn. Khoan dung, đó là chuyện của Thượng Đế. Cửu Dật Thanh châm trước một phen rồi dùng từ nói. Mặc dù đây là sự thật thì đó cũng là chuyện của Trọng Huân và Trọng Mưu làm. Cái đó không có quan hệ gì với chúng ta. Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta rút vốn khỏi Cửu thị? Lệ Khuynh Thành và Cửu Yên Mị đều liên tục cười lạnh. Quả nhiên, vừa nhìn thấy tình huống không ổn, Cửu Dật Thanh lập tức buông tha sự việc của Cửu Trọng Huân và Cửu Trọng Mưu, cũng chẳng khác gì là buông bỏ hai huynh đệ Cửu Dật Thanh cùng Cửu Dật Hòa. Bọn này kẻ nào cũng chỉ vì lợi ích của mình, lại không hiểu đoàn kết lại mới có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Bọn hắn không hiểu. Không cần phải gấp, Lệ Khuynh Thành nói, mỗi người các ngươi đều có một phần tư liệu.
Vừa nói chuyện cô vừa đi đến bàn làm việc mở ngăn khóa tủ bảo hiểm lấy từ bên trong ra một chồng tư liệu. Thư ký của cô đi nhanh lên rồi dựa theo tên trên từng túi hồ sơ mà tiến hành phân phát. Bọn người Cửu Giật Thanh sau khi lấy được túi hồ sơ để tên mình thì ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi bóc ra, lấy hồ sơ ra đọc thì cả một đám sắc mặt đại biến, hoảng sợ dị thường. Lệ Khuynh Thành đem biểu lộ của bọn họ thu hết vào mắt, biết rõ những tài liệu này đều là sự thật nên thẳng thắn công kích bọn hắn, hoặc là tôi dùng tiền thu mua cổ phần công ty trong tay các người, hoặc là dùng thủ đoạn pha loãng cổ phần công ty trong tay các người. Các người chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là cút ra khỏi Đại Tần. Chương 1425, tỉ muội như hoa. Thủ đoạn lôi đình, một kích tất sát, đây chính là Lệ Khuynh Thành. Cô không cho phép trong tập đoàn xuất hiện thanh âm lạc điệu, lại càng không cho phép trong tập đoàn có một đám thanh âm hỗn loạn. Trong vòng thanh trừng thứ nhất cô chỉ lấy được quyền khống chế Cửu gia mà chưa dao động được căn bản của Cửu gia cho nên trong đợt thanh trừng thứ hai này, đây là việc không thể tránh được. Lúc này cô muốn triệt để đuổi cái đám này đi. Đám người đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại có Lệ Khuynh Thành và Cửu Yên Mị, một đôi cùng chồng, không, là chị em cùng cha khác mẹ. Lệ Khuynh Thành mặc một cái quần dài màu đen, mặc một cái áo sơ mi không bâu. Vạt áo sơ mi đóng thùng, dây lưng màu trắng, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, bộ dáng tinh anh mười phần. Cửu Yên Mị thì mặc đồ công sở màu trắng, khoác âu phục màu trắng và váy ngắn màu trắng. Không chỉ giống Lệ Khuynh Thành ở bộ ngực lớn mập, mỏng này mà còn có hơn phân nửa cặp đùi trắng nõn hở ra thì bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng không nhịn được. Một đen một trắng, một người yêu, một người mị. Một người mỗi một động tác, từng ánh mắt đều lộ ra xuân tình, một người khác thì là đoan trang yêu nhã. Thật sự là một đôi hoa tỉ muội hiếm có. Lệ Khuynh Thành không nói lời nào, Cửu Yên Mị cũng không nói chuyện khiến không khí trong văn phòng có chút nặng nề. Cảm ơn Lệ Khuynh Thành cuối cùng đã nói. Đây là chuyện em phải làm mới đúng, Cửu Yên Mị nói, cô biết rõ Lệ Khuynh Thành cảm ơn bởi vì bản thân cô đã kiên trì giúp đỡ. Nếu lúc ấy cô cứ bỏ đi hơn nữa hoàn toàn có thể bỏ qua khó khăn của văn nhân gia tộc bởi vì cô cũng không được bàn giao nhắn nhủ gì về chuyện này. Tuy nhiên hai người liền cực kỳ ăn ý đem chuyện này bỏ qua. Lệ Khuynh Thành quay trở lại ngồi trên ghế làm việc nói, cô phụ trách việc đàm phán với bọn họ để mua lại cổ phần nhé. Cửu Yên Mị kinh hãi nói, chị hãy tìm người khác phụ trách đi. Việc thu mua cổ phần là một đại sự. Cô có thể đàm phán cùng bọn họ một cái giá rất cao mà cũng có thể đàm phán một cái giá rất thấp, cái này hoàn toàn phải xem vào tâm tình của mình. Không gian để thao túng giá cả thật sự là quá lớn, nếu như nguyện mà nói thì cô có thể từ trung gian kiếm được một khoản lớn hoặc là để lại lợi ích lớn cho các thành viên Cửu thị khác. Cô lại là một thành viên Cửu thị nên rất có thể sẽ thiên vị cho người khác. Không cần, Lệ Khuynh Thành biết rõ cô đang suy nghĩ cái gì nên nói, tôi tin tưởng cô. Cửu Yên Mị lỗ mũi hơi cay cay muốn khóc. Đường Vương Phủ là đường dành cho người đi bộ náo nhiệt nhất Yến Kinh. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đang tay trong tay đi trên đường. Đương nhiên lúc này bọn họ đã ngụy trang rồi, bằng không rất dễ bị đám fan hâm mộ nhiệt tình phát hiện ra và sẽ không thể tự do tự tại hưởng thụ nhân sinh được. Tần Lạc đã cởi bộ trường bào thường mặc ra, thay vào đó là một bộ trang phục bình thường. Quần bình thường màu trắng, áo sơ mi màu trắng, giày lười màu xám. Thoạt nhìn rất giống là Bạch Mã Vương tử vậy. Trên sống mũi đè nặng một cái kính râm màu đen che khuất nửa khuôn mặt. Không phải người đặc biệt quen thân thì rất khó nhận ra. Vương Cửu Cửu thì không có phiền não như vậy nên có thể thỏa thích phóng ra vẻ đẹp cùng mị lực của mình. Cô mặc một cái quần short jean có vệt vải rách chắc là bò mài áo cánh rơi rộng thùng thình kẻ ô vuông, giày xăng, đan cao gót, bộ dáng cực kỳ nóng bóng và gợi cảm. Bọn họ cũng không đi vào các cửa hàng hàng hiệu xa xỉ mà theo dòng người đi trên đường cái, nhòm ngó các cửa hàng đồ chơi, quán ăn vặt, không khác gì hàng ngàn hàng vạn đôi tình nhân bình thường khác, thoải mái dễ chịu và thích ý. Đến lượt rồi, há mồm, Vương Cửu Cửu tay trái cầm một con mực nướng, tay phải cầm một sâu thịt dê nướng, lúc này đang đem thịt dê nướng đút cho Tần Lạc. Ăn đồ nướng nhiều không tốt đâu, Tần Lạc nhắc nhở. Há mồm, Vương Cửu Cửu cả giận nói. Thấy vậy, Tần Lạc đành dịu dàng ngoan ngoãn há mồm nuốt xuống một miếng thịt dê. Lúc này thật nghe lời nha, Vương Cửu Cửu rất là đắc ý, lôi ra một miếng thịt dê lớn đưa vào miệng. Có muốn mua ít quần áo đem về hay không? Tần Lạc hỏi. Sau khi sự tình hai nhà Tần, Bạch giải quyết viên mãn xong, ngày mai Vương Cửu Cửu sẽ phải quay về Dương Thành. Cô bây giờ là quân nhân, thời gian không thể tự do giống như trước,
hơn nữa nếu không trở về thì chỉ sợ Vương lão gia tử muốn nổi giận mắng chửi người rồi. Tại một số việc tối trọng yếu ông ta đã nhượng bộ rồi, cho nên tại những việc nhỏ hơn Vương Cửu Cửu đều là lựa chọn nhượng bộ. Tần Lạc rất không nở để Vương Cửu Cửu ly khai nhưng lại không có biện pháp cải biến sự thật trước mắt nên chỉ muốn làm cho cô một số việc để trong lòng mới có thể dễ chịu hơn một ít. Không cần, Vương Cửu Cửu nói, tại Dương Thành, đại bộ phận thời gian em đều mặc quân trang, có rất ít cơ hội mặc những thứ quần áo này. Hay là mua một ít thức ăn mang về đi, Tần Lạc nói. Không cần, Vương Cửu Cửu trợn trắng mắt nói, em đi về Dương Thành chứ không phải là Vân Điền, có cái gì không mua được chứ? Nhưng cũng nên mua cái gì về chứ? Tần Lạc cố chấp nói. Vương Cửu Cửu nghĩ nghĩ một chút rồi nói, mang hai cái bánh ngọt của Yến Kinh Đức Phúc Lâu đi. Bá mẫu đã từng nói là bà thích ăn thứ này. Tần Lạc im lặng, hắn muốn mua quà cho Vương Cửu Cửu mang về nhưng cô lại muốn mua cho người nhà mình. Đúng là gả con gái ra ngoài như hắt bát nước đi, khuỷu tay nữ hài tử luôn hướng ra ngoài mà. Tần Lạc, chợt có người ở sau lưng hô to. Tần Lạc kinh hãi. Hắn lo lắng mình bị người ta nhận ra. Hắn xoay người nhìn sang thì thấy ba nữ nhân xinh đẹp, không, phải nói là hai nữ hài tử thanh xuân tươi đẹp cùng một trung niên nữ nhân thành thục xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ chạy về phía hắn. Mọi người sao cũng ở chỗ này? Tần Lạc cười chào hỏi nói, Hy Dung, Hy Vũ, hai cô còn nhận ra tôi sao? Hai nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu kia là bệnh nhân của Tần Lạc, Hy Dung và Hy Vũ còn người đi ở đằng trước chính là mẹ của các cô, Trương Mẫn. Lúc trước Hy Dung và Hy Vũ bị một chứng bệnh thiểu năng trí tuệ rất hiếm thấy, hai cô gái hơn 20 tuổi mà nói chuyện và hành động hệt như trẻ con vậy, về sau được Tần Lạc cứu chữa, lại lấy được giải dược từ Tần gia thì mới giải độc tố trong cơ thể các cô. Hiện tại, qua hơn nửa năm không gặp, hai cô lại càng ngày càng xinh đẹp. Hai cô cũng mặc áo đeo dây màu đen, cùng mặc quần jean màu xanh da trời, vai gầy eo mảnh, thật sự hai tiểu mỹ nhân. Nhận ra, một cô nói. Không biết, một cô khác nói. Các cô nhìn Tần Lạc, đồng dạng ngẩng đầu lên đánh giá hắn, sau đó khuôn mặt lại ửng đỏ và cùng nhau cúi đầu xuống, chỉ dám dùng khóe mắt liếc trộm. Hai tỷ muội vẻ mặt giống nhau, động tác đồng dạng, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy đáng yêu rồi lại khiến cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Vương Cửu Cửu nhìn đôi hoa tỷ muội này rồi lại nhìn Tần Lạc, khóe miệng khẽ cong lên nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc là nhận ra hay là không nhận ra? Tần Lạc cười ha hả mà hỏi. Không biết cô vừa rồi đáp nhận ra lại đổi giọng. Nhận ra, cô mới vừa nói không biết cũng đổi giọng đáp. Đôi hoa tỉ muội này tuy bệnh tình đã tốt hơn khá nhiều nhưng lại có thói quen làm trái lại người kia, cái này thì vẫn không có gì cải biến. Tần Lạc, không nghĩ lại đúng là cậu, Trương Mẫn vui mừng nói, đã sớm nhìn thấy hai người rồi nhức một mực không dám nhận vì biến hóa hai người quá lớn. Chúng ta vẫn một mực đi theo phía sau mất nửa con phố mới dám xác định là cậu. Cô có khỏe không? Tần Lạc nhìn Trương Mẫn hỏi. Ân, rất tốt, Trương Mẫn cưng chiều nhìn hai đứa con gái mình nói, Hy Dung và Hy Vũ hết bệnh, cô đưa hai đứa ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mới vừa trở về, đang chuẩn bị đưa nó đến thăm cậu đây. Cậu chữa trị cho chúng nó xong mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói tiếng cảm tạ. Đây là việc cháu phải làm thôi, Tần Lạc nói. Lại nói, có người đã nói cảm tạ rồi, mà Tần đại ca hiện tại như thế nào ạ? Tần đại ca mà Tần Lạc nói đến là Lý Đẳng Huy, chồng của Trương Mẫn. Lúc trước ông ta là người của Tần Tung Hoành, về sau được Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục thu dụng và rất được trọng dụng. Ông ấy rất tốt, cảm ơn Tần bác sĩ quan tâm. Trương Mẫn nhìn Vương Cửu Cửu nói, Vương Tiểu Thư, tôi nhận ra cô. So với trên báo chí thì cô còn xinh đẹp hơn. Trên báo chí, Vương Cửu Cửu kinh hãi. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Lúc mũi virus mặt người gây náo loạn ở Vân Điền, trên báo có đăng ảnh cô và Tần bác sĩ nên tôi nhận ra. Cảm ơn, Vương Cửu Cửu mỉm cười nói rồi ngọt ngào nhìn Tần Lạc. Lúc đó cô thích Tần Lạc nên thậm chí bất chấp sự sợ hãi đối với loại mũi mặt người mang virus này mà cùng hắn tới công tác tại Tiểu Sơn Thôn và cũng tại ngọn núi nhỏ trong thôn, tình yêu của bọn họ viên mãn. Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng của nàng như vẫn có mật ngọt vậy. Trương Mẫn nhìn về phía Tần Lạc và Vương Cửu Cửu phi thường thành khẩn nói, Vương Tiểu Thư, Tần Bác Sĩ, tôi muốn mời hai người ăn một bữa cơm rau dưa, không biết hai vị có thời gian hay không? Nghe Trương Mẫn nói muốn mời Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đi ăn cơm, Hy Dung và Hy Vũ hai mắt đồng thời chăm chú nhìn vào Tần Lạc. Tần Lạc nhìn về phía Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói, rất vinh hạnh ạ. Chương 1426,
mỗi giây em đều muốn anh. Thực vị quán là tiệm cơm xa hoa nhất tại đường Vương Phủ. Trương Mẫn mời Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ăn cơm tại chỗ này, song bào thai tỉ muội Hy Dung và Hy Vũ ngồi cùng nhau. Trương Mẫn liên tục nói cảm ơn đối với Tần Lạc, nếu như không có Tần Lạc thì nói không chừng bà lúc này vẫn còn trong cơn ác mộng, không, nhất định là sinh hoạt trong cơn ác mộng. Nhớ tới lúc hai tỷ kia làm ra đủ loại chuyện quái dị, trong lòng bà như có cảm giác bị kim đâm vậy. Nhà ai có con như vậy mà không đau lòng chứ? Hy Dung, Hy Vũ hai tỷ muội ngồi song song cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại liếc Tần Lạc một cái rồi lại cúi đầu xuống không nói gì. Hiện tại trí lực của hai cô đã khôi phục bình thường thì so với trước kia lại càng thêm thẹn thùng. Hy Dung và Hy Vũ về sau có tính toán gì không? Tần Lạc hỏi. Em muốn học y, Hy Dung nói rồi nhìn em gái liếc mắt nó, Hy Vũ cũng thế. Hy Vũ nhẹ gật đầu phụ họa nói, em cũng muốn làm bác sĩ. Trung y rất lợi hại. Tại sao phải làm bác sĩ? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Nữ sinh học không ít nhưng học tập trung y thì thật đúng là không thấy nhiều. Trương Mẫn nhẹ nhàng ôm con gái Hy Dung nói, bệnh của hai đứa mặc dù tốt rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện cậu chữa bệnh cho chúng nó. Mẹ, Hy Dung hờn dỗi nói. Hảo hảo, không nói, không nói nữa. Trương Mẫn vội vàng đầu hàng quay sang nhìn về phía Tần Lạc nói, Tần bác sĩ, kỳ thật Hy Dung và Hy Vũ rất muốn làm bác sĩ. Còn muốn học trung y, tôi vốn đưa hai đứa sang Mỹ học. Bên đó trình độ giáo dục cũng tốt hơn nhưng chúng nó lại muốn học trung y, cái này thì lại không thể học được ở Mỹ rồi. Học trung y thì đương nhiên là phải học tại Hoa Hạ rồi. Dừng lại một chút, Trương Mẫn rất khó xử nhìn Tần Lạc muốn nói gì nhưng lại thôi. Có lời gì cứ nói thẳng đi, chúng ta là bằng hữu mà. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi muốn xin Tần bác sĩ một việc thế nhưng lại cảm thấy điều này thật sự là làm phiền cậu, Trương Mẫn nói. Nếu như là những người khác, bà có thể đàm phán về tiền lương nhưng vấn đề là bà phải đối mặt với Tần Lạc là một nam nhân rất có tiền. Lý Đằng Huy chồng bà lại làm cho Tần Lạc, bà có thể có bao nhiêu tiền? Có chuyện gì à? Tần Lạc hỏi, hắn đã có loại dự cảm bất hảo rồi. Trương Mẫn quét mắt nhìn Hy Dung và Hy Vũ, nói, cậu có thể dạy Hy Dung và Hy Vũ hay không? Nghe Trương Mẫn nói, Hy Dung và Hy Vũ vui mừng nhìn Tần Lạc, trong lòng đầy chờ mong. Tần Lạc rất là khó xử. Hắn đã lâu rồi không dạy học sinh nên nói. Sao cứ phải đến chỗ cháu chứ? Nếu như các cô muốn học trung y thì cứ đến trung y học viện đi. Trương Mẫn lắc đầu, nói, thứ nhất, hai đứa đều không có biện pháp học tại trung y học viện. Tuy bệnh của hai đứa ổn rồi nhưng mà văn hóa tri thức còn ở vào trình độ học sinh tiểu học. Nếu để cho chúng nó theo thông lệ khảo thí thì phải học bao nhiêu năm mới có thể thi đậu vào đại học trung y. Thứ hai, cậu cũng biết trình độ giáo dục trong nước là cái dạng gì rồi đấy, có vào trung y học viện cũng không học được mấy cái đáng giá. Có lẽ là tôi cũng quá tham lam rồi. Hai đứa có thể khôi phục lại là cô đã cảm thấy ông trời đối với cô thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại hai đứa có nguyện vọng học tập trung y, cô là mẹ cũng rất muốn giúp chúng nó hoàn thành. Mà Tần bác sĩ lại là bác sĩ trung y giỏi nhất Hoa Hạ Quốc cho nên rất muốn mời cậu tự mình dạy chúng nó. Nghe lời Trương Mẫn nói Tần Lạc không khỏi mềm lòng. Trương Mẫn nói không sai, bệnh của Hy Dung và Hy Vũ mặc dù ổn rồi thế nhưng trình độ văn hóa thì còn chưa bằng học sinh tiểu học. Nếu để cho hai cô bắt đầu học từ tiểu học thì cần bao nhiêu năm mới có thể học được đại học. Tần Lạc năm đó cũng bởi vì thân thể có bệnh nên không có cơ hội đi học mà phải đi theo ông nội học trung y. Tuy bệnh của hai cô không giống hắn trải nghiệm thì lại phi thường tương tự. Cũng từ bản thân mình khi còn bé mà nghĩ tới hai cô cho nên Tần Lạc mới cân nhắc đến thỉnh cầu này. Cháu rất bận rộn nên không có khả năng trở thành một lão sư có trách nhiệm, Tần Lạc giải thích nói, nếu không như vậy đi. Cháu sẽ giới thiệu Hy Dung, Hy Vũ với một vị lão sư. Cô yên tâm, vị lão sư kia trình độ y học tuyệt đối không dưới cháu, hơn nữa nếu lúc nào cháu có thời gian cũng sẽ dạy hai em một chút. Nghe Tần Lạc nói, trên mặt Hy Dung và Hy Vũ đều tràn đầy vui vẻ, hai mắt nhìn nhau nhưng không có lên tiếng. Trương Mẫn đại hỉ nói, cảm ơn Tần bác sĩ. Cảm ơn Tần bác sĩ. Như vậy thật sự là quá tốt. Tôi mời cậu một ly, còn có Vương Tiểu Thư nữa, thật sự là rất cảm kích hai người. Nói xong, bà đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng theo sau cạn chén. Xong bữa tối do Trương Mẫn mời, sau khi từ biệt ba mẹ con. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu lại đi dạo trên phố. Vương Cửu Cửu uống không ít rượu, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ ngây thơ đáng yêu kéo cánh tay Tần Lạc phun hương khí nói, song bào thai nha. Cái gì mà song bào thai?
Tần Lạc cười khổ. Hoa tỷ muội nha, Vương Cửu Cửu ngẩng mặt lên, hai con mắt khép hờ cười hì hì nói. Nhìn bộ dạng kiều diễm ướt át của cô, Tần Lạc thật muốn ôm hung hăng hôn một cái. Hắn ôm chặt eo cô cười nói, ghen à. Về sau các cô ấy theo anh học y thuật, anh có thể giữ gìn được hay không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đương nhiên, em coi anh trở thành người như thế nào rồi hả? Tần Lạc nói, em không thấy anh cự tuyệt các cô ấy sao? Lại nói, anh chuẩn bị giới thiệu các cô này cho Vương Tu Thân lão sư hiện tại đã về hưu, sinh ý cũng không cần ông ấy quản lý nữa. Ta chuẩn bị giúp ông ấy tìm một chút chuyện để làm. Để ông ấy dạy Hy Dung và Hy Vũ Trung Y thì anh sẽ có ít cơ hội gặp mặt các cô ấy. Anh cam lòng sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Tần Lạc nhịn không được hôn lên bờ môi cô một cái rồi nói, cái này có cái gì mà nỡ hay không nỡ chứ? Trong thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, anh cũng không có khả năng quan hệ hết với họ à. Đàn ông các anh không phải là đều nghĩ như vậy sao? Đó là nam nhân bình thường. Tần Lạc nói anh là một nam nhân rất không bình thường. Anh hiện tại xem tiền tài như cận bã, xem mỹ nữ như lão thái bà, đương nhiên, em không tính vào đây. Lâm Hoán Khê này, cô ấy cũng không tính. Lệ Khuynh Thành này, cô ấy cũng không tính. Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc cười khổ nói, em sẽ không đem danh sách các cô gái anh quen ra điểm danh đấy chứ. Em chỉ hỏi nữ nhân của anh thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không phải là nữ nhân của anh. Tần Lạc uốn nắn nói. Tạm thời không phải mà thôi. Về sau cũng không phải. Tần Lạc phủ nhận. Lừa mình dối người, Vương Cửu Cửu bĩu môi nói. Tần Lạc không muốn dây dưa vấn đề này với cô nên vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ đi dạo chỗ nào đây? Em không muốn đi dạo, Vương Cửu Cửu nói. Vậy anh tiễn em về. Tần Lạc nói. Em không muốn về. Thế thì muốn đi đâu đây? Vương Cửu Cửu hung ác véo hông Tần Lạc một cái rồi tức giận đến dậm chân. Nha, anh đang nghĩ, trong Huyền Vũ khu mới mở, có một khách sạn 5 sao cao cấp, trong đó có món nước trái cây rất ngon. Vương tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được mời cô uống một ly nước trái cây hay không? Vương Cửu Cửu làm bộ cân nhắc trong chốc lát rồi nói, được rồi. Cho anh cái vinh hạnh này bất quá uống nước trái cây thôi nha. Vừa mới vào phòng. Tần Lạc đã bị Vương Cửu Cửu vốn liên tục dặn dò chỉ cho phép uống nước trái cây đẩy ngã ra giường. Sau khi quần áo của Tần Lạc bị lột sạch cô lại nằm lên ngực hắn hôn môi, lúc này Tần Lạc mới ngộ ra một cái chân lý, tình nguyện tin tưởng trên đời có ma quỷ chứ cũng không thể tin tưởng vào mồm mép nữ nhân được. Trên cái thế giới này, kẻ háo sắc không chỉ là nam nhân. Khi các cô lấy được lòng dạ của ngươi thì cũng nhất định sẽ tìm cách đạt được thân thể của ngươi. Tại sân bay Yến Kinh, Tần Lạc chăm chú nắm tay Vương Cửu Cửu không nỡ bỏ ra. Bởi vì Văn Nhân gia tộc gặp nạn, cô bị gọi điện triệu tập trở về. Quả nhiên cô cũng không để cho mình thất vọng, vậy mà đã thuyết phục được Vương Lão Gia Tử và mẹ cô là Trương Nghi Y, từ đó triệu tập đến Yến Kinh một quân đoàn phu nhân và mang đến một lượng tài chính phi thường khủng bố dùng để chiến đấu với hai nhà Tần, Bạch. Không chỉ có như thế, bởi vì đã có họ tham dự nên nhân mạch chính trị của hai nhà Tần Bạch cũng không phải sử dụng đến. Lúc đó Văn Nhân Lão Gia Tử bị bệnh, Văn Nhân Mục Nguyệt không thể tiếp nhận nguồn tài nguyên này. Cái này chính là thứ mà Văn Nhân gia tộc thiếu thốn nhất. Có thể nói, Vương Cửu Cửu tham dự đã vừa vặn bổ khuyết vào chỗ trống của Văn Nhân gia tộc. Lần sau lúc nào lại đến? Tần Lạc hỏi. Lúc nào anh nghĩ tới em thì em sẽ trở lại. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Thoạt nhìn một chút cũng không phải là cảnh thương tâm ly biệt. Vì sao không phải là lúc nào em nghĩ tới anh thì em sẽ trở lại? Vương Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Tần Lạc cười nói, mỗi một giây em đều muốn anh. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn cũng không muốn chia lìa. Tần Lạc cúi đầu xuống hôn lên bờ môi Vương Cửu Cửu, điên cuồng và nhiệt liệt không coi ai ra gì. Chương 1427, bắt cóc. Vương Cửu Cửu đi rồi, trong lòng Tần Lạc cảm thấy vắng vẻ. Cô gái thiện lương này chiếm cứ một vị trí phi thường trọng yếu trong lòng hắn, cô đi rồi khiến hắn phảng phất như trái tim bị người ta lấy đi vậy. Xung quanh có không ít người nhìn hắn, bị cảnh thân mật nóng bỏng vừa rồi hấp dẫn. Còn có người cầm điện thoại chụp ảnh nhưng không phải bởi vì phát hiện ra hắn là Tần Lạc mà là bởi vì hành vi dũng cảm vừa rồi. Tần Lạc cũng không tức giận, hắn nhìn người chụp ảnh cười cười rồi quay người đi ra ngoài. Giai nhân đi xa, miệng lưu đầy vị ngọt. Tách ra là vì lần sau tương kiến, Tần Lạc thầm nghĩ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tần Lạc tự an ủi mình như vậy. Cùng lắm thì tháng sau quay về Dương Thành vấn an ra ra nãi nãi.
Tần Lạc lần nữa tự an ủi mình. Tần Lạc mấy lần tự an ủi mình nhưng vẫn nhìn theo hướng Vương Cửu Cửu ly khai thì lại nhìn thấy một nhân ảnh quen thuộc. Đó là một trung niên ngoại quốc nam nhân thân hình cao lớn mặc một bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, đeo cà, vạt, trong tay mang theo một cái vali xách tay màu tím. Người này đang đi vào chỗ soát vé sân bay. Bằng hữu, Tần Lạc lên tiếng hô, bằng hữu xách vali màu tím. Đồ đạc của anh bị rơi này. Không nghĩ tới nam nhân kia không để ý chút nào mà vẫn bước đi đến chỗ soát vé. Mang phổ, Tần Lạc lớn tiếng hô tên hắn sau đó chạy nhanh đến chỗ soát vé. Nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại, hắn bị kiểm tra thân thể, vali đi qua máy soi sau đó nhấc vali đi vào bên trong. Khi Tần Lạc chạy đến chỗ soát vé thì bị chặn lại. Để tôi đi vào, Tần Lạc lên tiếng hô, bằng hữu của tôi có một đồ vật quên mang theo. Tôi muốn ra tiễn và đưa cho anh ấy. Tiên sinh, thực xin lỗi, nếu như ông không có vé thì không thể đi vào đâu. Người kia xách vali, trong đó có bom, Tần Lạc lớn tiếng thét to nơi. Nhân viên an ninh nhìn Tần Lạc nói, tiên sinh, nếu như ông làm loạn công việc của chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Hàng người xếp sau lưng hắn cũng không vui nhìn Tần Lạc hô, cậu có tránh ra hay không đâu. Chúng tôi còn phải soát vé đây. Ngu ngốc, cái vali kia đã qua máy móc kiểm tra, làm sao có thể có bom được chứ? Thằng này là thằng điên à, nhìn có vẻ không giống lắm. Giê-xu, Tần Lạc la lớn. Tôi ở chỗ này, Giê-xu từ sau lưng Tần Lạc chui ra. Vừa rồi Tần Lạc và Vương Cửu Cửu anh em diễn một màn nóng. Giê-xu rất biết điều trốn ra xa. Tôi muốn đi vào, Tần Lạc nói. Không có vấn đề gì. Giê-xu bèn rút từ trong ngực ra một cái giấy chứng nhận ném cho nhân viên an ninh nói, chúng tôi là nhân viên an ninh quốc gia. Tôi muốn vào đi bắt một phần tử khủng bố, anh này là đồng sự của tôi. Lúc nhân viên an ninh đang kiểm tra giấy chứng nhận của Giê-xu thì Tần Lạc và Giê-xu đã vọt vào. Tôi nhìn thấy mang phổ, Tần Lạc một bên vừa chạy vừa nói. Anh xác định là hắn. Giê-xu theo sát đằng sau Tần Lạc hỏi. Thoạt nhìn rất giống, Tần Lạc nói. Nếu như không phải thì khi tôi gọi hắn từ sau lưng, hắn phải kỳ quái quay đầu nhìn lại mới đúng, Tần Lạc nói. Có lẽ nhận lầm người. Giê-xu nói, hắn đang ở đâu? Hai người bọn họ chạy vào đến chỗ cửa lên phi cơ thì nam nhân kia đã biến mất. Sân bay Yến Kinh lớn như vậy, cửa lên phi cơ cũng có mấy chỗ, bọn hắn đi đâu mà tìm bây giờ? Nếu như là hắn thì hắn sẽ đi chỗ nào? Giê-xu hỏi. Đi Mỹ, Tần Lạc nói. Chúng ta đi thăm dò xem cửa nào phải đăng ký khi lên máy bay đi Mỹ, Giê-xu nói. Đợi một tí, Tần Lạc nói rồi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cho Hòa Thượng nói, Hòa Thượng, giúp tôi xem trong vòng 2 giờ tới, từ sân bay Yến Kinh có chuyến bay nào đi Mỹ không? Nữa nhớ là xem mỗi chuyến ứng với cửa lên nào. Ok, Hòa Thượng sảng khoái đáp ứng. Loại chuyện này thật sự là rất đơn giản, không cần sử dụng đến kỹ thuật hacker. Chỉ cần vào website của sân bay Yến Kinh kiểm tra qua một chút là được rồi, một phút sau tôi sẽ gửi message vào điện thoại di động của cậu. Cảm ơn, Tần Lạc nói. Không đến một phút đồng hồ sau điện thoại của Tần Lạc đã có tin nhắn. Tần Lạc mở ra xem rồi nói với Giê-xu, tại cửa 25 và 27. Chúng ta lập tức chạy qua. Giê-xu nói, may mắn là vị trí hai cửa này khá gần đây. Tần Lạc xác nhận lời Giê-xu, nếu hai cửa, một cái số 1. Một cái số 90 thì khi bọn hắn chạy đến nói không chừng máy bay đã bay mất rồi. Hai người nhanh chóng chạy đi, khi đến cửa 24 thì ngừng lại. Cửa 25 lên phi cơ đang có khách xếp thành hàng dài đăng ký, có một nhóm lữ khách đang tiến vào cabin. Tần Lạc và Giê-xu đầu tiên nhắm vào đội ngũ này, hai người bốn mắt dò xét tìm kiếm gã đàn ông mặc Âu phục màu đen kia nhưng đáng tiếc là trong đội ngũ này không có ai như vậy. Liệu có phải hắn đã lên phi cơ hay không? Tần Lạc hỏi. Rất có thể, Giê-xu nói, nếu như đúng là hắn thì hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lên máy bay trước. Chúng ta phải lên xem, Tần Lạc nói. Cái này thì khá dễ dàng. Giê-xu nói rồi hắn cướp lấy túi của một người phụ nữ trung niên sau đó chạy nhanh về hướng mặt ngoài. A hát, nữ nhân nọ thét to, cướp, cướp, túi của tôi. Nghe có người hô cướp, đám an ninh đang bận soát vé lập tức chạy tới bên này. Thừa dịp đám người hỗn loạn Tần Lạc lách mình vọt vào lối lên máy bay. Tại cửa khoang máy bay còn có một tầng soát vé nữa nhưng Tần Lạc làm bộ không thấy mà vẫn bước nhanh vào trong phi cơ. Tiên sinh vé máy bay của ông đâu? Tiên sinh, vé máy bay của ông. Tần Lạc trực tiếp đi vào bên trong,
đối với tiếng kêu sau lưng giả vờ hồ đồ không thèm để ý. Tiếp viên hàng không thấy Tần Lạc xông vào cabin thì chạy theo sau lưng muốn lôi hắn kéo đi. Ngay sau lúc đó, đám tiếp viên hàng không khác cũng chạy tới chặn đường Tần Lạc. Trên máy có phần từ nguy hiểm, Tần Lạc nhìn đám tiếp viên hàng không nói, tôi là nhân viên Cục An ninh Quốc số 6, Cảnh sát Lý Quốc Đống. Nghe Tần Lạc nói mình là Quốc An, hơn nữa đem tên và thân phận Cục 6 báo ra, mấy tên tiếp viên hàng không ngây người ra. Sốt cục, tiếp viên trưởng có kinh nghiệm nhất kịp phản ứng nói, tiên sinh, xin lấy ra chứng nhận. Đã kiểm tra tại cửa an ninh rồi, Tần Lạc nói, bằng không thì tôi vào đây bằng cách nào. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà cái gì nữa. Tần Lạc cắt ngang lời của bà ta nói, bà phụ trách hành khách trên phi cơ này còn tôi phụ trách an ninh quốc gia. Tần Lạc vừa đi vừa nhìn chung quanh, hiện tại người đăng ký không còn nhiều lắm nên rất nhanh hắn đã nhìn qua một lần nhưng đáng tiếc là vẫn không phát hiện ra mang phổ. Mở cửa toilet ra, Tần Lạc nói. Tiên sinh, trước khi máy bay cất cánh, cửa toilet vẫn khóa tiếp viên hàng không nói. Nguyên lai là như vậy, Tần Lạc có chút thất vọng quay người đi ra ngoài nhưng đột nhiên hắn dừng bước lại rồi lại đi đến cửa toilet và nhìn chằm chằm vào khóa cửa mà ngẩn người ra. Tiên sinh, tiếp viên hàng không còn muốn nói ai nữa thì Tần Lạc ra hiệu bảo hắn chớ có lên tiếng, ý bảo những tiếp viên hàng không này tản ra. Hắn dùng tay khẽ lắc khóa nhưng không động đậy. Chìa khóa đâu, Tần Lạc nhìn tiếp viên trưởng hô, bà này vẫn hơi chút do dự nhưng vẫn đem chìa khóa toilet đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc đem chìa khóa cắm vào ổ khóa sau đó vặn một cái mở cửa toilet ra. Một màn không thể tưởng tượng nổi liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong toilet đúng là có người. Một là nam nhân, một là nữ nhân. Nam nhản kia đúng là người ngoại quốc mặc Âu phục màu đen mang vali tím mà Tần Lạc nhìn thấy. Tay hắn cầm một thanh dao găm nhỏ, mũi dao găm đang chĩa vào cổ cô gái hắn đang bắt giữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trắng bệch, toàn thân phát run, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Để cho tao đi, nam nhân mặt không biểu tình quát, bằng không tao giết nó. Chương 1428, lừa gạt. Đám tiếp viên hàng không lên tiếng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới bên trong đúng là có người, hơn nữa nam nhân kia còn bắt cóc con tin. Cửa phòng toilet rõ ràng là bị khóa lại sao hắn lại vào được. Tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói chuyện, không nên vọng động. Tiếp viên trưởng hiển nhiên đã được huấn luyện tình huống này nên dùng thanh âm dịu dàng nhu hòa an ủi nói, ông có yêu cầu gì có thể nói ra, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn, không nên làm thương tổn đến khách nhân vô tội này. Được không nào? Tao đã nói yêu cầu rồi. Mang phổ mặt không biểu tình nói, mặt hắn lộ ra sát ý lãnh khốc. Hắn là trợ thủ của Violet phu nhân, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Hoa Hạ Quốc là thị trường chủ yếu của bọn hắn cho nên tiếng Hoa cùng nói tốt, chỉ có điều bình thường hắn đi theo bên người Violet nên không có cơ hội nói mà thôi. Đương nhiên, lúc đó cơ hội để hắn liên tục nói đều rất ít, các người lui ra ngoài, để tao rời đi. Bằng không thì tao sẽ giết nó. Không có khả năng, Tần Lạc lắc đầu nói, tao sẽ không để cho mày đi. Nó sẽ chết, mang phổ vừa nói chuyện nhưng thanh đao trong tay đâm về phía trước một ly nhưng cùng chỉ cần một ly này trên cổ con tin đã xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, máu bắt đầu ứa ra. Nữ nhân nọ rốt cuộc sợ hãi nhịn không nổi kêu to lên, nước mắt giàn giụa, thân thể như muốn quỵ xuống. Lý cảnh quan, tiếp viên trưởng nóng này nhìn Tần Lạc khuyên nhủ, giữ an toàn cho lữ khách là ưu tiên hàng đầu. Sau đó bà ta quay người nhìn mang phổ nói, tiên sinh, chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ông. Bây giờ chúng tôi sẽ lui ra ngoài, xin ông đừng nên làm thương tổn khách nhân. Tần Lạc mặt lộ ra vẻ thống khổ, tựa như yêu cầu này làm cho hắn phi thường khó xử. Nếu như hắn dễ dàng đáp ứng thì ngược lại sẽ làm cho mang phổ sinh nghi, hơn nữa hắn còn thừa thế đưa ra thêm điều kiện quá mức nữa. Nếu như hắn thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội bỏ đi thì ngược lại sẽ khiến cho hắn tin tưởng vào thành ý của Tần Lạc. Cho nên hắn vẫn rất thích thú chứng kiến tiếp viên trưởng đứng ra cùng hắn phối hợp mặc dù bà ta rất có thể là vô tâm. Thật lâu sau hắn nói, được, tao có thể đáp ứng cho mày ly khai bất quá có một yêu cầu. Mày không có tư cách đàm phán điều kiện, mang phổ cắt ngang lời Tần Lạc nói, tránh ra để tao đi. Không có vấn đề gì, Tần Lạc nhấc tay đầu hàng nói. Bất quá tao khuyên mày nên tự thú đi. Quốc gia có chính sách khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Mày làm nhiều chuyện xấu như vậy không thể nào rời khỏi quốc gia này đâu. Mày cho tao là thằng ngu sao? Mang phổ rất là xem thường nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, tự thú à, nằm mơ đi.
thấy máu trên cổ con tin cùng con dao nhỏ trên tay Mang Phổ, Tần Lạc đành tạm thời nhượng bộ. Hắn từng bước một lui về phía sau, còn Mang Phổ ôm lấy con tin từng bước đi ra ngoài cabin. Hành tung của hắn đã bị lộ, hắn không có khả năng ngồi máy bay rời đi, như vậy là tự đi tìm đường chết. Trong buồng phi cơ, có một số lữ khách vốn có hào hứng nhìn tình huống, đợi đến lúc bọn họ phát hiện đây không phải là quay phim thì cả đám kinh hô chạy ra phía ngoài, khiến cho cả buồng phi cơ cùng bên ngoài hỗn loạn. Thấy Tần Lạc đã thối lui ra đến cửa lên phi cơ. Mang Phổ đi ra cửa máy bay mới phát hiện ra bên ngoài đã có rất nhiều đặc công bao vây chung quanh. Xem ra, sự kiện bắt cóc con tin phát sinh trên máy bay đã kinh động đến sân bay Yến Kinh, thậm chí là còn có lãnh đạo cao tầng xuất hiện. Mang Phổ thấy đám nhân viên cảnh sát quây kín xung quanh thì hai mắt nhắm lại nhưng không có vẻ sợ hãi hoảng hốt mà thản nhiên ôm con tin vào trong na ực rồi quát to, tránh ra. Một nam nhân mặc Âu phục màu đen, thoạt nhìn có vẻ đầu lĩnh của đội đặc công này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mang Phổ nói, thả con tin ra, nếu không thì chúng tôi sẽ nổ súng. Mày không trốn thoát đâu. Tránh ra, con dao nhỏ trong tay hắn lại khẽ cử động, máu trên cổ con tin lại chảy ra nhiều hơn. Rất nhanh máu đã chảy dọc xuống cổ và thấm ướt áo cô sái này thấy máu huyết sền sệt kia thì sợ tới mức muốn ngất đi, nước mắt nước mũi trộn thành một đoàn lớn tiếng gào lên, cứu tôi với. Cứu mạng, không nên, tôi xin ông đấy, đừng. Đội trưởng đội an ninh sân bay Đoạn Quốc Siêu không khỏi nhíu mày, tuy hắn không biết thân phận bọn cướp nhưng nhìn tình huống nguy hiểm này thì kẻ kia thật sự dám giết người, không chỉ là đe dọa suông. Hắn là người phụ trách an ninh tại sân bay Yến Kinh. Nếu như Mang Phổ thật sự giết người ở đây thì hắn cũng phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Hơn nữa chung quanh đây có rất nhiều người quan sát, nếu hắn không đáp ứng yêu cầu của bọn cướp, để cho bọn hắn giết người thì dư luận đủ hủy diệt hắn rồi. Tản ra, Đoạn Quốc Siêu vung tay lên, ý bảo vòng vây ở phía trước mở ra một lối đi. Đội đặc công lập tức thi hành mệnh lệnh, rẽ ra thành hai hàng mở ra một thông đạo ở chính giữa. Mang Phổ nhìn lướt qua thông đạo nhưng không lập tức đi qua. Rời khỏi đây 100 mét, Mang Phổ nói. Không được, Đoạn Quốc Siêu nói. Vậy thì hãy để cho cô ta chết chung với tao. Mang Phổ nói, cái này mày nhất định là rất muốn chứng kiến sao? Vì bắt tao mà hại chết người vô tội này, không tiếc hy sinh tánh mạng đồng bào. Không thể không nói, cái mũ này có chút quá lớn. Đoạn Quốc Siêu không thể không cân nhắc yêu cầu của Mang Phổ. Để hắn đi đi, Tần Lạc nói. Hắn không thấy Giê-xu đâu. Xem ra hắn đã đi mai phục rồi. Hắn không tin Mang Phổ có thể thoát khỏi tay của Giê-xu. Anh là ai? Đoạn Quốc Siêu nhìn Tần Lạc hỏi. Anh ta là Lý Quốc Siêu tại Quốc An Cục số 6, một tiếp viên hàng không đáp. Không, tôi là Tần Lạc. Tần Lạc vừa cười vừa nói rồi bó cái mũ trên đầu xuống. Tần Lạc, Đoạn Quốc Siêu kinh hãi nói. Thân là đội trưởng an ninh sân bay Yến Kinh, hắn sao lại có thể không biết Tần Lạc chứ? Khi Tần Lạc từ Hàn Quốc trở về, mấy vạn quần chúng tự phát đến đây tiếp đón, công tác an ninh chính do hắn phụ trách. Khi công chúa Thụy Điển đến Hoa Hạ, Tần Lạc và Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân đến đây tiếp đón, công tác bảo an cũng do hắn phụ trách. Tuy nhiên hắn không có cơ hội nói chuyện với Tần Lạc nhưng được nhìn Tần Lạc ở khoảng cách gần. Bất quá, lúc đó hình tượng Tần Lạc rất khác, một thân trường bào màu trắng hoặc là màu đen, quấn khăn đi giày đen. Chỉ cần nhìn quần áo trên người là đã biết đó là Tần Lạc. Hôm nay hắn lại đặc biệt thay đổi, mặc quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi chai, không cẩn thận quan sát thì thật đúng là không nhận ra. Sau khi Tần Lạc nói rõ thân phận của mình, hắn nhìn kỹ lại thì mới xác thực đúng là Tần Lạc. Mấy cô tiếp viên hàng không kia cũng biết đại danh Tần Lạc, thấy Tần Lạc chân nhân xuất hiện trước mặt, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì các cô đều muốn xông lên xin hắn muốn chữ ký. Kẻ này do tôi phát hiện ra đấy. Tần Lạc nói, hắn rất nguy hiểm, mọi người cần phải chú ý một ít. Đoạn Quốc Siêu đi đến trước mặt Tần Lạc hỏi, Tần bác sĩ, anh cảm thấy hiện tại phải làm gì? Hắn biết rõ bối cảnh của Tần Lạc không tầm thường, nếu có người giúp hắn gánh chịu trách nhiệm thì cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ tất cả lên trên người hắn, dù sao đây có thể nói là do Tần Lạc yêu cầu. Tần Lạc ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nhưng thực sự không có vạch trần một chút tâm tư này. Hắn xác thực cần được đám cảnh sát này ủng hộ nên dù bắt hắn gánh vác trách nhiệm hắn cũng không sợ. Trên đời này việc hắn phải gánh trách nhiệm đâu có ít đâu. Nếu như lúc này đám cảnh sát không nghe lời hắn thì mới làm cho hắn đau đầu. Sơ tán quần chúng, cho cấp dưới anh rời khỏi đây L00M. Tần Lạc nói. Sơ tán quần chúng, Đoạn Quốc Siêu lập tức hạ mệnh lệnh, thối lui ra ngoài kia L00M.
nhóm đặc công lập tức tản ra, đưa đám đông đang xem náo nhiệt đến nơi an toàn, tránh bị ngộ thương. Tần Lạc lúc này mới nhìn về phía Mang Phổ nói, cái này ngươi hài lòng chưa? Bọn mày cũng rút đi, Mang Phổ nói. Không được, Tần Lạc cự tuyệt, chúng tôi đã biểu đạt thành ý rồi, anh cũng nên biểu đạt ra thành ý đi, cảnh sát đã đi rồi, chúng tôi đi nữa thì ai dám sát anh? Nếu như lúc anh bỏ đi lại giết chết con tin, đạo tặc chạy, con tin bị giết, trách nhiệm này chúng tôi gánh không nổi. Mang Phổ biết rõ Tần Lạc không thể nào đáp ứng điều kiện này nên cũng không miễn cưỡng. Hắn liền ôm con tin đi ra phía cửa ra vào. Hắn chỉ cần rời khỏi cửa soát vé là mặc sức bay lượn rồi. Ngoài phi trường có người của hắn, bọn hắn chỉ cần tạo một ít hỗn loạn là hắn có thể đủ đào thoát rồi. Hiện tại, đến phiên Mang Phổ cưỡng ép con tin lui về phía sau, Tần Lạc và Đoạn Quốc Siêu đi theo sát phía sau. Sau khi bên này phát sinh sự kiện bắt cóc, toàn bộ sân bay đều chấn động. Các thông đạo an ninh đều đã sớm bày trận đón địch nhưng nay thấy Mang Phổ tới cũng đành mở ra để cho hắn ly khai. Mang Phổ vừa mới rời khỏi thông đạo, đang chuẩn bị vứt bỏ con tin thì lại chứng kiến Tần Lạc vẻ mặt khiếp sợ từ hắn sau lưng hét lớn, Violet, đừng mơ tương giết người diệt khẩu. Mang Phổ kinh hãi quay người lại, sau đó Tần Lạc dùng thế như hổ đói vồ mồi lao về phía hắn đánh tới. Chương 1429, xin em tiếp nhận lời yêu thương của anh. Lần trước khi đi Mỹ, khi Phó Phong Tuyết và Jesu liên thủ phá hủy phòng thí nghiệm Úc, lo lắng tư liệu và thành quả nghiên cứu bên trong bị tiết lộ ra ngoài nên lúc lui quân Violet đã khởi động hệ thống tự bạo. Tuy căn cứ cuối cùng vẫn phát nổ thế nhưng trước khi nổ đám Phó Phong Tuyết vẫn lấy được một số vật hữu dụng như một số văn kiện có ký tên Violet phu nhân. Ốc đồng bán rẻ Tần Tung Hoành khiến mối quan hệ giữa Tần Tung Hoành và Violet bị lộ ra, Mang Phổ là trợ thủ số một của Violet. Theo đó thân phận của hắn cũng tự nhiên bị lộ. Tần Lạc đã nhìn thấy ảnh Violet, cũng đã từng thấy ảnh Mang Phổ. Đây cũng là lý do ở phi trường hắn có thể nhận ra Mang Phổ. Tần Lạc cố ý hô lên tên Violet vì muốn gia tăng độ tin cậy cho chuyện này mà đứng trên lập trường của Mang Phổ. Hắn cũng xác thực lo lắng việc Violet sẽ giết người diệt khẩu, nhất là dưới tình huống thân mình bị hãm trong lớp lớp vòng vây. Nếu như Violet cho người tiêu diệt mình hắn cũng không thấy kỳ quái. Kế hoạch của Tần Lạc cũng không coi là cao minh nhưng bởi vì hắn hiểu tâm lý con người, vừa hô hắn vừa ra thủ thế chuẩn bị đánh lén. Lúc Mang Phổ quay người đi hắn lập tức nhào tới. Hắn không dám cử thế đánh tới vì con tin vẫn còn trong tay Mang Phổ, con dao nhỏ kia vẫn để kề sát cổ con tin. Hắn định dùng thế mảnh hổ vồ mồi đánh đến quật Mang Phổ ngã trên mặt đất đồng thời vươn tay cướp lấy con dao nhỏ. Thân thể của hắn vừa bay ra trước, tay phải liền tấn công vào gáy Mang Phổ. Nếu như gáy Mang Phổ trúng chiêu thì cơ bắp tự nhiên sẽ co rút lại. Nếu như sử dụng đúng cách một chút thì có thể làm cho cánh tay hắn lập tức mất đi khí lực, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi. Như vậy, Tần Lạc chuẩn bị tốt hậu chiêu để có thể cướp người từ trong tay hắn trở về. Mang Phổ đã mất đi con tin, dưới vòng vây đặc cổng kín sân bay thì chỉ có một con đường chết. Mang Phổ còn chưa nhìn thấy tình hình sau lưng thì đã nghe phía trước có tiếng gió đánh tới và biết mình đã bị lừa rồi. Phản ứng của hắn cũng có thể nói là thần tốc, sau khi minh bạch ý đồ của Tần Lạc thì cầm con dao nhổ đâm một cái, đâm thẳng về phía nắm đấm của Tần Lạc đang đánh vào gáy hắn. Lúc này hắn ngược lại không dám giết người bởi vì con tin mà chết rồi thì hắn sẽ vô pháp thoát vây, trước khi đồng bọn chưa tạo ra hỗn loạn cho hắn cơ hội chạy trốn thì hắn không thể giết chết người này. Vèo! Dao găm rơi vào khoảng không, nắm đấm của Tần Lạc chợt thay đổi lộ tuyến công kích. Tại lúc hắn muốn quay trở lại ra chiêu cứu viện thì Tần Lạc lại xông vào ngực của hắn, không, phải nói là ôm lấy con tin. Thân thể Tần Lạc và thân thể con tin cùng với thân thể của Mang Phổ biến thành một hàng thẳng tắp. Mang Phổ cầm dao găm cong tay dùng một tư thế hình cung đâm về đầu Tần Lạc. Vừa rồi Tần Lạc muốn quyền đánh vỡ gáy hắn, hiện tại hắn muốn dùng dao găm đâm thủng đầu Tần Lạc báo thù. Đúng lúc này cánh tay hắn lại duỗi thẳng ra vì ngực hắn vừa bị trúng một quyền nặng nề. Quyền này không chỉ làm hắn đau đớn bình thường mà như có vài trăm cái châm đồng thời tiến vào trong cơ thể của hắn. Một quyền này của Tần Lạc phi thường có kỹ xảo, không chỉ dùng trọng lực mà quyền còn đánh trúng huyệt câu đoái năm đốt ngón tay trụm lại đánh ngay đúng huyệt vị khiến cho thân thể Mang Phổ khựng lại và một đao kia cũng rơi vào khoảng không. Bất quá, một chiêu này cũng khá nguy hiểm. Chỉ cần động tác của Tần Lạc chậm hơn một bước hoặc là các đốt ngón tay không đánh trúng huyệt thì đầu hắn có thể đã bị Mang Phổ đâm trúng. Cũng chính bởi vì Tần Lạc đối với năng lực của mình có 10 phần tin tưởng nên hắn mới dám mạo hiểm. Không thể không nói, sau một trận chiến với Hoàng đế,
Tần Lạc đã có loại tin tưởng này. Trước kia hắn mỗi lần sắp sửa đối mặt với hoàng đế thì đều có cảm giác thống khổ như chết đi sống lại vậy, nhưng sau cuộc chiến Vũ Hóa Phong thì hắn liền phát hiện ra hoàng đế cũng không phải là không thể chiến thắng. Kẻ cường đại như thế cũng có thể chiến thắng, hơn nữa chính mình lại là người chiến thắng, bởi vì hoàng đế bị hắn đánh rất xuống sơn cốc cho nên mọi người đều coi Tần Lạc lập đại công trong trận chiến Vũ Hóa Phong. Hoàng đế là đệ nhất cao thủ trên thế giới, mình đánh bại hoàng đế, như vậy mình không phải là đệ nhất thế giới hay sao? Nói cách khác, trên thế giới này không còn ai là đối thủ của mình. Mình cường đại như vậy, nay đối phó với một mang phổ nhỏ nhoi sao không phải là dễ như trở bàn tay. Đối mặt với địch nhân phải đã kích hắn như mưa to gió lớn. Thừa dịp mang phổ còn chưa khôi phục lại hành động, hắn lại đánh thêm một quyền nữa lên ngực mang phổ, như vậy sẽ gia tăng thêm thời gian mang phổ bị thoát lực. Cho đến lúc này, hắn mới có cơ hội đem con tin từ ngực mang phổ kéo ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá lớn nên nữ nhân kia cũng té lăn ra đất thế nhưng lúc này cô cũng không còn thấy đau đớn, không đợi Đoạn Quốc Siêu chạy tới đỡ chính cô ta đã nằm dạp trên mặt đất bỏ đi. Sống chết trước mắt, mỗi người đều có thể bộc phát chính mình 300% tiềm năng. Không còn người trói buộc, mang phổ dễ thở hơn một ít mà Tần Lạc thì lại càng không cần cố kỵ rồi. Hẳn vung tay lên, hô, đuổi bắt đạo tặc. Rầm rầm. Đám đặc công phía ngoài L00M kia lúc hắn và mang phổ đánh nhau đã lặng yên lại gần. Lúc này cả đám cầm súng, gậy vây mang phổ ở bên trong. Mang phổ mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn Tần Lạc sau đó nhếch môi nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất quỷ dị, có khoái cảm như được giải thoát. Không tốt, Tần Lạc kinh hãi rồi vọt tới chỗ mang phổ nhưng đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước. Chỉ thấy sắc mặt mang phổ nhanh chóng trở nên đỏ tía rồi khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn vẫn đang bảo trì thế đứng, thân thể vẫn không nhúc nhích mà quay mắt nhìn về phía Tần Lạc. Khi Tần Lạc chạy tới gần, không khí lưu động mới khiến thân thể hắn đổ xuống sàn nhà. Loảng xoảng, thân thể cao lớn của hắn nện lên trên sàn nhà, đầu nặng nề đập vào nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lớn. Tần Lạc ngồi xồm người xuống đưa tay dò xét tim hắn, chỉ thấy tim đã ngừng đập. Hắn cắn thuốc độc tự vẫn, Tần Lạc nói, chất độc này thật lợi hại, chết ngay lập tức. Không thể cứu vãn được. Nhìn thi thể mang phổ vẫn còn ấm, trong lòng Tần Lạc một chút cũng không thoải mái. Cái phòng thí nghiệm Úc kia thật sự là quá kinh khủng, nếu như bọn hắn dùng độc dược như vậy để đối phó với mình, đối phó với người nhà của mình thì làm sao mà phòng bị đây? Nhìn tử trạng thê thảm của mang phổ, hắn càng thêm kiên định phải quét sạch cái phòng thí nghiệm này. Hết thuốc chữa sao? Đoạn Quốc Siêu hỏi. Không chữa được nữa, Tần Lạc lắc đầu nói. Đoạn Quốc Siêu liền không nói thêm gì nữa, hắn sai nhân thủ đưa thi thể đến bệnh viện đồng thời điều công nhân đến quét dọn chiến trường. Đây là sân bay, người đến người đi rất nhiều, xuất hiện chuyện như vậy ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt. Tần Lạc nhìn chung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra Giê-xu đâu. Giê-xu đang ở đâu vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Hắn cho rằng Giê-xu nhất định đang trốn ở bên cạnh, tại thời khắc mấu chốt cho mang phổ một kích chí mạng thế nhưng hiện tại khi chiến đấu đã chấm dứt lại không thấy hắn đâu. Tại đại sảnh sân bay, có hai cô gái mặc trường bào màu đen, cả người bọc kín bởi một lớp lụa đen theo phong cách Ả Rập trộn lẫn trong đám người xem cảnh Tần Lạc đại chiến mang phổ. Sau khi thấy mang phổ cắn thuốc độc tự vẫn, hai người này nhìn nhau sau đó từ trong đám người đi ra chuẩn bị ly khai nơi này. Phu nhân, một thanh niên tóc vàng mắt xanh chợt xuất hiện trước mặt hai cô. Hắn híp mắt mỉm cười. Để lộ ra má lúm đồng tiền mê người cùng hàm dáng khêu gợi đồng thời nhìn một cô có vóc dáng cao gầy trong đó nói ra có lẽ có chút mạo muội nhưng tôi không thể không nói ra. Tôi đứng cạnh hai cô, hình ảnh của hai cô đã triệt để chinh phục tôi. Tôi nghĩ, tôi không thể không hướng về hai cô biểu đạt tình cảm của tôi. Cho nên, mời hai cô tiếp nhận tình cảm yêu thương của tôi. Nói xong hắn quỳ một chân trên đất ngồi chồm hổm xuống. Chương 1430, yêu em. Yêu đến giết em. Người này trông giống vua sư tử, mái tóc màu vàng hơi uốn cong, con mắt xanh và thanh tịnh như nước biển, ngũ quan như đao gọt búa bổ, cực kỳ tuấn lãng. Thấy thanh niên đẹp trai mê người này đi cầu hôn hai phụ nữ Ả Rập mặc áo đen mặt che khăn lụa chả rõ xấu đẹp ra sao khiến không ít nữ nhân có mặt tại cửa ra vào sân bay không khỏi dị thường phiền muộn. Vì sao đối tượng hắn cầu ái lại không phải là mình? Hắn không phải có bệnh đấy chứ? Cả mặt người ta không thấy mà đòi cầu hôn. Thoạt nhìn cũng không giống lắm, bất quá có lẽ do người ngoại quốc thẩm mỹ quan có chút đặc biệt.
Cái bình hoa đẹp như vậy lại dùng để cắm hai gốc xương rồng cảnh, đó là hình ảnh tôi thích nhất đó. Nam nhân tóc vàng đẹp trai không thèm để ý đến nghị luận của người chung quanh đang vây xem, khuôn mặt tuấn tú hơi ngưa lên không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, đôi mắt nữ nhân này màu nâu. Đục ngầu, vô thần, tròng trắng mắt toàn tơ máu. Thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Tức đấy oa lạp ai ai nha nha tranh thủ thời gian sỗ sàng lạp, nữ nhân đồng bọn dùng tiếng Ả Rập nói một hồi nhưng đáng tiếc là nam nhân tóc vàng và đám đông cũng vây một câu cũng không hiểu. Thật có lỗi. Tôi biết rõ chúng ta tạm thời vẫn chưa thể hiểu nhau được nhưng tôi sẽ cố gắng, hãy cho tôi một cơ hội, cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ cho em nghe được tiếng Ả Rập chính tông do tôi phát âm, nam nhân tóc vàng dùng Anh ngữ nói. Hai nữ nhân Ả Rập có vẻ cũng không hiểu nam nhân nói cái gì chỉ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái rồi muốn đi vòng qua bên cạnh hắn. Nam nhàn liền đứng dậy một lần nữa ngăn trước mặt hai cô, giống như lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy. Tuy nhiên do nam nhân tóc vàng kia thật sự quá đẹp trai nên không ai coi hắn là lưu manh, ngược lại còn cho rằng hắn thâm tình chấp nhất mà cảm động, người ta sống nhờ vào khuôn mặt. Hiện tại mọi người đều biết rõ khuôn mặt này đến cùng trọng yếu như thế nào. Phu nhân, sao lại cự tuyệt người từ ngàn dặm vậy, nam nhân tóc vàng đẹp trai vẻ mặt chấp nhất nói. Hai người không đáp, lần nữa thử đi vòng qua hắn. Nam nhân tóc vàng đẹp trai nổi giận, nói, phu nhân. Hoặc là tiếp tình cảm của tôi hoặc là để cho tôi giết chết em. Qua, vây xem quần chúng phát ra kinh hô thanh âm. Quá xuất khí rồi, thật là bá đạo, rất có mị lực. Yêu em đến mức giết chết em, nếu có cái nam nhân nào đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ đáp ứng gả cho hắn. Đúng là biến thái. Cậu mới là biến thái ấy. Cả nhà cậu đều biến thái, ngu ngốc, có hiểu cái gì gọi là lãng mạn hay không hả? Hai cô gái Ả Rập kia rốt cục không hề chạy trốn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Giê-xu. Phu nhân, đáp án của em là gì? Nam nhân tóc vàng cười hỏi. Giê-xu, mày cứ như vậy cam tâm làm tay sai cho người Hoa Hạ sao? Nữ nhân dáng người hơi cao kia lên tiếng nói. Thanh âm dễ nghe, nói thứ Anh ngữ chuẩn mực. Cái này lại làm cho đám đông chung quanh kinh hãi, các cô này không phải là người Ả Rập sao? Nữ nhân thò tay kéo cái khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt của một nữ nhân Ả Rập bình thường, quá khứ kiêu ngạo đâu rồi? Quá khứ vinh quang đâu rồi? Tôi còn sống, Giê-xu vừa cười vừa nói, không chút để ý tới sự mỉa mai của đối phương, đây chính sự kiêu ngạo của tôi. Chúng ta làm giao dịch đi, nữ nhân nói, điều kiện là thả tôi đi, thù lao do anh đề nghị. Anh cũng có thể đạt được điều anh muốn, anh nên biết tôi có năng lực thỏa mãn nguyện vọng của anh. Không, không. Giê-xu lắc đầu, phu nhân, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hoặc là tiếp nhận tình yêu của tôi hoặc là tôi sẽ giết chết bà. Anh đây là đang cầu hôn sao, nữ nhân mím môi nở nụ cười, khuôn mặt vốn chất phác thoáng cái trở nên sinh động tràn đầy mị lực. Cũng có thể hiểu như vậy, Giê-xu nói, nếu như tôi đáp ứng thì anh sẽ đối đãi với tôi như thế nào? Lấy về nhà làm thê tử, Giê-xu cũng nhếch môi nở nụ cười, bộ dạng rất vui vẻ, đây là vinh hạnh của ta. Nữ nhân kia cũng cười nói, đáng tiếc là tôi không thích loại người như cậu. Bà cảm thấy tôi thế nào? Một người thanh âm nam nhàn chợt truyền tới. Tần Lạc đi đến cạnh Giê-xu cười tủm tỉm nhìn Violet phu nhân đã dịch dung nói, tôi còn cảm thấy bà mặc sườn xám đẹp hơn nhiều. Trước đây không phải bà rất có hảo cảm đúng đối với tôi sao? Còn mời tôi cùng đi dạo yến kinh mà, sao bây giờ lại không có hứng thú vậy? Nụ cười trên mặt Violet phu nhàn như đọng lại. Ánh mắt bà ta hung ác nhìn Tần Lạc nói, làm sao lại như vậy? Tôi đối với cậu cảm thấy rất hứng thú. Không ai đối với cậu có thể hơn ta, tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ rõ tâm ý của tôi. Nếu đã rõ thì nên cùng tôi trở về thôi. Tần Lạc nói, tôi sẽ cho em đãi ngộ xứng đáng. Đẹp trai. Lại thấy đẹp trai. Hai thanh niên đẹp trai tranh giành một nữ nhân Ả Rập dung mạo tầm thường, có còn công đạo nữa không? Trong đám đông vây xem có không ít nữ nhân tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp đều muốn khóc, chẳng lẽ khuôn mặt mình xấu xí sao? Mùi thịt sao, ngực lép sao? Chỉ sợ tôi không thể tiếp nhận hảo ý của anh. Violet cùng cô gái lên tiếng chào hỏi nói, nữ nhân của anh nhiều lắm. Tôi chỉ thích theo một nam nhân mà thôi. Bà không lo lắng sao? Tần Lạc vừa nói chuyện vừa phối hợp với Giê-xu một trái một phải vây lấy Violet. Hắn biết rõ nữ nhân này giàu hoạt đến cỡ nào, giỏi ngụy trang. Am hiểu thuật bỏ trốn, hơn nữa thực lực của bản thân cũng không yếu. Đừng tới gần đây,
Nữ nhân bên cạnh Violet hét to rồi đưa tay xé rách trường bào trên người để lộ ra một quả bom đeo bên hông. A hát! Đám đông vây xem sững sờ, sau đó là la hét bỏ chạy tứ tán. Cảnh hai nam nhân tranh giành nữ nhân đang lãng mạn ấm áp sao lại có thuốc nổ từ đâu chui ra vậy? Yên tĩnh hơn nhiều rồi. Tần Lạc thầm nghĩ, hắn hy vọng đám đông này chạy càng xa càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt thương vong, tránh cho bọn họ trở thành con tin trong tay Violet phu nhân. Lui ra đi, Violet nhìn chằm chằm vào Tần Lạc và Giê-xu quát nói, Giê-xu, anh là cao thủ hẳn nên biết thuốc nổ này có uy lực ra sao chứ? Không tệ, Giê-xu cười khổ gật đầu, Terminator 3, chỉ cần 500 gam là có thể nổ tung nơi này rồi, trên người cô ta có khoảng chừng 1 kg, gam A. Nếu như tôi là các người thì nên lui ra xa, bởi vì ai cùng không dám cam đoan số thuốc nổ này sẽ đem đến cho các người cái gì. Violet phu nhân nói. Trong lòng ả thật sự là phiền muộn. Sau vụ nổ ở Vũ Hóa Phong, bộ máy an ninh Hoa Hạ Quốc đối với bọn họ bắt đầu săn lùng giáo giết. Bọn họ nhiều lần phải thay đổi vị trí, mấy lần bỏ trốn đều thất bại. Bí quá hóa liều, bọn họ liền hóa trang rồi từ sân bay Yến Kinh Quang Minh chính đại đi ra ngoài, ai đã nói rồi, chỗ nguy hiểm nhất thì lại là chỗ an toàn nhất. Bọn an ninh Hoa Hạ nhất định không nghĩ ra mình dám ra sân bay ly khai, cho nên phòng bị đối với bên này cũng có chút lơi lỏng. Lại nói, bọn họ ngụy trang đi tới, lại có giấy chứng nhận giả, ai có thể tra xét ra được. Vì an toàn, bà ta trước tiên cho mang phổ dùng diện mạo thật đi trước dò đường. Nếu như có người nhận ra bọn họ mang phổ nhất định sẽ bại lộ thân phận, chỉ cần mang phổ gặp nạn bà ta liền lập tức lui về nghĩ biện pháp khác. Nói cách khác, mang phổ chỉ là một cái pháo hôi mà thôi. Là một cái bia ngắm thu hút sự chú ý giúp bà ta ly khai. Ngoài ra bà ta còn tìm đến nữ lão bản kia để làm lá chắn, bởi vì bà ta vốn tinh thông tiếng Ả Rập cho nên hai người hóa thân thành người Ả Rập rất giống. Tuy nhiên sau khi kiếm lối đi tại cửa an ninh xong bà ta liền lập tức lui về bởi vì có thuốc nổ trên người nên không thể nào đi vào lối này được. Không nghĩ tới bọn họ xuất sư bất lợi, lại gặp phải Tần Lạc ra sân bay tiễn Vương Cửu Cửu về Dương Thành. Thân phận của mang phổ bị Tần Lạc khám phá, hơn nữa còn bị bao vây mà phải cắn thuốc độc tự vẫn. Sau khi phát sinh chuyện như vậy, sân bay Yến Kinh tất nhiên là phải tiến hành giới nghiêm. Bà ta biết mình hôm nay khẳng định không có biện pháp đi ra, vì vậy liền chuẩn bị lui lại, nhưng không ngờ lại Giê-xu phát hiện ra và lại còn sống chết chạy tới cầu ái. Cầu ái ư? Hừ, Violet phu nhân cười lạnh thầm nghĩ, đây chỉ là lý do vờ vịt, bọn hắn làm như vậy là không muốn kinh động đến người chung quanh, kỳ thật hắn nói hoặc là đi cùng bọn ta trở về hoặc là bọn ta giết bà. Bà không phải là chúng tôi cho nên bà không có quyền lợi quyết định lựa chọn của chúng tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, Violet, lần này tôi sẽ không thả cho bà đi đâu. Chương 1431, chỉ có một lần cơ hội. Lúc mới gặp Violet, Tần Lạc cũng cảm giác nàng có vẻ kỳ quái. Nàng thật giống như phi thường cảm thấy hứng thú đối với mình, tuy là tình cờ, nhưng thường xuyên có cơ hội tiếp cận mình. Khi đó Tần Lạc còn tưởng rằng là mình mị lực quá lớn. Làm cho nàng mê luyến thật sâu khó có thể tự kiềm chế. Là một thần tượng trẻ tuổi, được 3 năm vạn cô gái xinh đẹp thích là chuyện rất bình thường. Hắn chỉ có thể yên lặng mà gánh trách nhiệm lên người mình, cũng không mảy may trách cứ. Về sau, theo cơ hội tiếp xúc hai bên tăng nhiều, hắn cũng từng hoài nghi nàng, hơn nữa ra tay thử dò xét. Nhưng nàng tương đối cảnh giác, Tần Lạc cũng không có được đáp án mình muốn. Lại về sau, nàng đã biến mất. Mãi đến khi Tần Lạc được Phó Tổng thống Jackson mời, đi tới Mỹ chữa bệnh cho bà Mã Thụy mẹ của ông ta, thân phận phu nhân Violet này mới lộ ra ánh sáng. Lâm Hoán Khê bị Lâm bắt cóc, đưa vào trụ sở bí mật của phòng thí nghiệm Ober định tiến hành cải tạo thân thể con người. Khi đó, phu nhân Violet cũng không có xuất hiện ở trước mặt Lâm Hoán Khê, trao đổi với Lâm Hoán Khê cũng chỉ có một mình Lâm. Bởi vậy có thể thấy được, phu nhân Violet cẩn thận được mức nào. Mặc dù đối mặt một chiến sĩ sắp tiến hành cải tạo hơn nữa 100% sẽ trung thành với nàng cũng không dễ dàng bạo lộ khuôn mặt thật của mình. Đáng tiếc, nàng không thể lĩnh hội tấm lòng của bà mẹ, hổ dữ không ăn thịt con, cũng quên phòng bị Lâm phản bội sau lưng. Tường phòng làm việc của Lâm là do một loại thủy tinh đặc chế tạo thành, loại thủy tinh này có thể căn cứ yêu cầu tiến hành để tự điều tiết. Có thể điều tiết thành toàn trong suốt, hơi mờ, cũng có thể điều tiết thành trạng thái toàn phong bế. Vốn tường thủy tinh của Lâm hơi mờ, tức người ở phía ngoài có thể thấy bên trong, nhưng người ở bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài. Phu nhân Violet đứng ở bên ngoài có thể thấy hết thảy xảy ra trong phòng thí nghiệm,
Lâm Hoán Khê nằm ở trên giường thí nghiệm lại không cách gì thấy sự tồn tại của phu nhân Violet. Có lẽ là vì giúp Lâm Hoán Khê, Lâm lặng lẽ thay đổi trạng thái tường thủy tinh. Thay đổi trạng thái hơi mờ thành trong suốt toàn bộ. Vì vậy, Lâm Hoán Khê cũng thấy được Violet đứng ở bên ngoài. Bởi vì biểu hiện Lâm Hoán Khê vô cùng bình tĩnh, ánh mắt gần như đều không liếc nhìn phu nhân Violet một cái, cho nên, Violet cũng không phát hiện loại thay đổi này. Phó Phong Tuyết cùng Giê-xu xông vào căn cứ đại khai sát giới, Lâm Hoán Khê được cứu về, căn cứ miêu tả của nàng, Tần Lạc đã lập tức nghĩ đến thân phận Violet. Vì vậy, hắn cung cấp tin này cho Phó Phong Tuyết. Quốc An cùng Long Tức bắt đầu điều tra thân phận Violet. Đây cũng là nguyên nhân Violet chịu đủ đau khổ đi vào Trung Quốc, hơn nữa yêu cầu Tần Túng Hoành cung cấp súng ống đạn được. Ở trước khi thân phận của nàng chưa bại lộ, nàng có thể tự do ra vào Trung Quốc. Từ trong miệng Điền Loa, Tần Lạc đã biết vụ án Vũ Hóa Phong nổ tung có bóng dáng của phu nhân Violet. Đáng tiếc, nàng thực sự quá giảo hoạt, mấy lần vây quét đều để các nàng chạy trốn. Không ngờ lần này chó ngáp phải ruồi, lại đụng phải trợ thủ số một của Violet, sau đó câu con cá lớn nàng ra. Thân phận Violet cao quý, nếu có thể bắt nàng, bí mật phòng thí nghiệm Ober cũng sẽ còn là bí mật nữa. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại hơi có điểm khó khăn. Nàng cười đến điên cuồng, cười đến không kiêng nể gì cả. Khuôn mặt bình thường kia trở nên sinh đột, trở nên hoạt bát, cũng trở nên bất bình thường. Người đẹp cuối cùng vẫn là người đẹp, dung nhan nàng bị che, nhưng tư thái câu dẫn người khác kia của nàng vẫn khó có thể che giấu. Tần Lạc, anh có biết hay không, những lời này chính là lời tôi muốn nói với anh. Vẻ mặt Violet nhìn Tần Lạc dữ tợn, giọng nói nặng nề nhanh chóng thả chậm, một lần, hai lần, ba lần. Có cơ hội vô số lần tôi có thể nói những lời này với anh. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không thả anh đi. Hận sao, nhất định là có hận. Chỉ vì người đàn ông này, làm cho nàng lần lượt nếm phải thất bại. Cũng chính bởi vì người đàn ông này, làm cho nàng mất đi sự tín nhiệm của tổ chức. Bởi vì nàng, tổ chức phái một quan chấp hành cấp 5 sao khác gia nhập cuộc chiến đấu này. Tôn nghiêm của nàng, kiêu ngạo của nàng, tự hào của nàng đều bị hắn cướp đi, đều vì hắn mà mất đi. Chẳng lẽ nàng không có lý do gì giữ hắn lại sao? Nghe được Violet nói như vậy, Giê-xu không khỏi có chút đau đầu. Hiển nhiên, Tần Lạc sẽ không muốn lùi bước thả người. Điểm này, hắn có thể lý giải. Dù sao, chuyện Violet đã làm cũng đủ giết chết nàng 100 lần. Nhưng hắn không ngờ chính là, Violet cũng ôm lấy cửu hận lớn như vậy với hắn, không ngờ ôm quyết tâm chắc chắn phải chết. Nếu Violet thật muốn cùng Tần Lạc đồng quy vu tận, chuyện thật đúng là khó có thể thu xếp. Phu nhân, cô nên rõ ràng, nếu cô làm ra hành động điên cuồng gì, chính cô cũng khó thoát khỏi cái chết. Người thiện lên thiên đường, người ác xuống địa ngục. Phu nhân, cô muốn xuống địa ngục sao? Giê-xu, anh nhất định không biết nhỉ. Tôi không tin trên trời có thượng đế, cũng không tin dưới đất có địa ngục, tôi chỉ tin chỉ số thông minh cùng vũ lực. Chỉ có chúng mới có thể bảo vệ tôi. Trên thế giới này không có thần, tất cả thần đều là giả. Violet cười lạnh nói, uy hiếp của anh đối với tôi mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Trái ngược lại, là một quan chấp hành cấp 5 sao, tỷ lệ nhiệm vụ hợp cách là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Ở trước khi gặp Tần Lạc, tôi chưa từng thất bại. Cho nên, anh hẳn là hiểu, lưu hắn lại với tôi mà nói là quan trọng cỡ nào. Giê-xu nhìn Tần Lạc lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện phát triển đến bước này, bọn họ cũng không thể đầu hàng phu nhân Violet. Đương nhiên, Giê-xu là định đề nghị Tần Lạc làm như vậy. Ít nhất, phải ổn định tâm tình của nàng trước. Chỉ cần kéo dài một ít thời gian, bọn họ sẽ có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, Tần Lạc lại không cho hắn cơ hội khuyên bảo. Đã như vậy, sao cô còn không khởi động bom chứ? Tần Lạc nhìn Violet hỏi. Cô biết rất rõ tôi ở sân bay, thứ trên người đồng bọn cô cũng đủ nổ tung cả sân bay. Sao cô còn không khởi động bom chứ? Còn chờ cái gì? Anh là đang ép tôi à? Violet lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lạc. Nếu cô muốn nghĩ như thế, Tần Lạc nói. Violet trầm mặc, nhìn chằm chằm Tần Lạc không chút chớp mắt. Tần Lạc cũng trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt quỷ dị mà âm trầm. Lòng bàn tay Giê-xu đều nặn ra mồ hôi. Người này đang làm cái gì vậy? Bây giờ là lúc nói cốt khí sao? Nếu nàng bị kích động mà khởi động bom, người trong sân bay này không có ai có thể chạy thoát. Đột nhiên, tâm tư Giê-xu vừa động, chẳng lẽ nói hắn đã tìm được rồi phương pháp khắc địch? Càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này rất lớn.
Dùng hiểu biết của hắn với Tần Lạc, người này còn sợ chết hơn cả mình. Hơn nữa hắn còn có nhiều tiền như vậy, nhiều nữ nhân như vậy. Ai chịu bỏ để chết chứ? Hắn nhất định là đang phô trương thanh thế, cố ý tỏ loại biểu hiện giả dối này ra ngoài. Giê-xu thầm nghĩ trong lòng, hậu chiêu của hắn là gì? Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền không vui vẻ nổi. Bởi vì, hắn nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, chỉ cần nữ nhân kia khởi động bom, cho dù anh có năng lực của Thượng Đế, trí tuệ của Athena. Đồ chó cái, trên thế giới này căn bản không hề có thần linh sao? Xem ra anh cũng không lưu luyến chút nào. Violet cười hỏi, hoặc là nói, còn có rất nhiều hiếu kỳ. Nàng thật tò mò tự tin của Tần Lạc là từ chỗ nào mà ra. Cô gái bên cạnh nàng là chiến sĩ được Ober cải tạo, chỉ cần mình đánh mắt, nàng sẽ lập tức bấm kíp nổ. Chẳng lẽ bọn họ cho là bản thân có thời gian chạy trốn? Có gì tốt mà lưu luyến? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Người mất đi sẽ lưu luyến sao? Cô lại không nổ chết tôi, sao tôi phải lưu luyến? Nổ không chết anh, Violet nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết? Tần Lạc nhìn Violet lộ vẻ kinh ngạc, nói, nếu tôi không đoán sai, những súng ống đạn được của các người đều nhờ Tần Túng Hoành mua hộ. Violet không trả lời, nhưng vậy đã tương đương với chấp nhận. Tần Lạc thu hết nét mặt của nàng vào mắt, nói, súng ống đạn được Tần Túng Hoành mua toàn bộ là giả. Không chỉ có vực sâu 117 các người cầm nổ vũ hóa phong là giả, Terminator gì đó bây giờ cũng là giả. Quốc An đã sớm hoài nghi hắn và các người có cấu kết, nếu đã biết rõ ý đồ của hắn, sao có thể đưa thật cho hắn. Các người luôn tưởng rằng đã tính kế tất cả mọi người, nhưng các người có biết hay không? Thật ra các người sớm đã bị tính kế. Tần Túng Hoành đã chết, tin tức này cô hẳn là đã sớm nghe nói. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Ánh mắt Violet lãnh liệt, quát lên. Nếu không tin, đại khái cô có thể bảo đồng bọn cô thử một chút. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Có điều, các người chỉ có một lần cơ hội. Chương 1432, Violet xa lưới. Sự tự tin cường đại của Tần Lạc khiến Violet kinh hãi. Làm cho nàng lo lắng chính là, Terminator 3 trong tay các nàng đúng là do Tần Túng Hoành mua giúp. Bọn họ đã dùng sự thật chứng minh, bom vực sâu là giả. Bọn họ vốn định dùng nó để nổ vũ hóa phong. Nhưng trong thời gian dự định lại không nổ, mà bom của mục mã nhân lại nổ đúng lúc. Hiển nhiên, chính phủ Trung Quốc đã sớm nhìn thấu được ý đồ của Tần Túng Hoành, dùng bom giả để dẫn rắn ra khỏi hang. May là mình cũng đủ khôn khéo, bằng không đã sớm bị bọn họ tận diệt. Bây giờ Tần Túng Hoành sợ tội tự vẫn, mình sao có thể theo gót của hắn chứ? Violet biết mình chỉ có một lần cơ hội thử nghiệm. Dùng năng lực của Giê-xu và Tần Lạc, nếu thử nghiệm thất bại, bọn họ sẽ đánh chết đồng bọn của nàng trước. Lúc đó, mình mất đi điều kiện có thể đàm phán, cũng chỉ có thể thân bị vây hãm cuối cùng bị bọn họ bắt. Tình trạng như bây giờ, quả thật làm cho Violet đau đầu vô cùng, cũng khó có thể làm ra lựa chọn. Trầm mặc giống như chết. Tần Lạc nở nụ cười, có vẻ bình thản. Violet mặt không chút thay đổi, nhưng con người chuyển động chứng tỏ nàng đang suy nghĩ cách phá cục. Đoạn Quốc Siêu xử lý xong chuyện và thấy Tần Lạc biến mất đang định tìm kiếm khắp nơi, lại nghe được cửa sân bay có người đang thét chói tai, vì vậy hắn lập tức dẫn người chạy tới. Thấy Tần Lạc cùng hai cô gái Ả Rập đứng đối lập, trong đó bụng một cô gái quấn đầy bom, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng kêu khổ thấu trời. Hôm nay rốt cuộc là gặp vận xui gì vậy? Sao người nhiều gây khó dễ với bọn họ ở sân bay vậy? Đoạn Quốc Siêu ra hiệu, mấy cấp dưới theo sát phía sau lập tức tách ra. Lấy Tần Lạc, Giê-xu, Violet cùng với chiến sĩ quấn bom kia làm trung tâm, vây bọn họ vào giữa. Thấy cử động của hắn, Tần Lạc quả thật khóc không ra nước mắt. Đại lão, trên người người ta có bom đó, anh bảo người ta vây bốn phía thì có ích gì? Tôi biết anh là muốn giúp, nhưng anh không nên giúp hóa phiền có được hay không? Bởi vì Tần Lạc chỉ nhận bom của Violet là giả, cho nên cũng không nên lên tiếng cự tuyệt ý tốt của Đoạn Quốc Siêu. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không dám thể hiện ra. Violet là quan thi hành cấp 5 sao của phòng thí nghiệm Ober, chỉ số thông minh của nàng là không thể nghi ngờ. Người có IQ cao đều có năng lực quan sát rất kỹ, hắn cũng không thể lộ ra sơ hở cho nàng thấy. Bố trí xong, Đoạn Quốc Siêu đi tới trước mặt Tần Lạc, hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Các nàng là ai? Cùng người mới chết là một bọn. Tần Lạc giải thích, chuyện rất phức tạp, tí nữa tôi sẽ giải thích với anh. Có điều, cho dù thế nào cũng không thể để nàng chạy thoát.
Đoạn Quốc Siêu nhìn thoáng qua bom trên bụng cô gái kia, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tôi lại anh, người ta có bom đó. Sao bắt người? À không, nên nói là, chúng ta để các nàng chạy trốn thế nào? Cũng không thể để bom nổ ở trong này, nơi này chính là sân bay đó. Nếu sân bay bị nổ tung, chuyện này sẽ là xì căng đan lớn trên thế giới. Phu nhân, cô nghĩ sao rồi? Tần Lạc nhìn phu nhân Violet hỏi. Tần Lạc, khó trách nhiều lần như vậy vẫn không giết chết được anh. Bởi vì bọn tôi đánh giá anh sai rồi. Không sai, anh là một bác sĩ trung y ưu tú. Nhưng mà, anh cũng là một nhà âm mưu. Trí tuệ của anh ưu tú giống y thuật của anh. Có điều, hôm nay anh phạm phải một sai lầm. Một sai lầm chí mạng. Anh có biết sai lầm này là gì không? Violet mặt lạnh mà cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc đầy vẻ nghiền ngẫm, đang đợi câu trả lời của hắn. Cái gì? Tần Lạc cười hỏi, nhưng trong lòng đã có dự cảm xấu. Không xong, nàng vẫn đã nhận ra. Anh đã nói chắc cho tôi biết bom này là giả, vậy, anh nên làm bộ không biết, sau đó nhân cơ hội xông lên bắt hoặc là giết chết bọn tôi. Sao anh phải nói ra chứ? Chẳng lẽ đây không phải là nhắc nhở bọn tôi sao? Nếu anh đột nhiên xông lên, cho dù bọn tôi khởi động bom cũng không thể thương tổn các anh. Không phải vậy sao? Nụ cười trên mặt Violet dần dần thu lại, nói, cho nên, anh cũng không rõ bom này là thật hay giả. Trong lòng anh còn có sợ hãi với nó. Violet lui ra sau chiến sĩ cải tạo, nói, bác sĩ Tần, bảo bọn họ đi cả đi. Tôi biết anh quen thuộc tâm lý học, anh hẳn là rõ ràng, ở dưới tình huống một người cùng đường, nàng có thể sẽ làm ra đủ loại hành động cực đoan. Ngay bây giờ, anh nên lưu một đường sống cho tôi. Như vậy, tôi sẽ không cố làm chuyện điên cuồng, không phải sao? Tần Lạc cười khổ, nói, cô nói rất đúng, không ngờ phu nhân Violet cũng hiểu tính người thế. Đây là đương nhiên. Phu nhân Violet kiêu ngạo nói, thợ săn hiểu tính thú, mới có thể đi săn tốt. Công việc của tôi chính là thợ săn, đương nhiên cần hiểu tính người. Tần Lạc khẽ cười, nói với Đoạn Quốc Siêu, bảo người của anh rút đi đi. Được, Đoạn Quốc Siêu không do dự, lập tức thi hành. Mặc dù hắn là quản lý bộ an ninh của sân bay Yến Kinh, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn xem mình thành tiểu đệ của Tần Lạc. Hắn bảo làm gì thì làm cái đó. Không chỉ vì Tần Lạc có bối cảnh cường đại. Cũng bởi vì nghe lời hắn quả thật không có sai sót. Có thể bức kẻ khủng bố vừa rồi cắn độc tự sát, không phải đã chứng minh năng lực của Tần Lạc sao? Đông! 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 Đột nhiên, sau lưng Violet vang lên tiếng đông đông. Nàng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tần Lạc khẩn trương hô, anh làm cái quỷ gì vậy? Bác sĩ Tần, đây là... Đoạn Quốc Siêu lộ vẻ kinh ngạc, người của hắn đang đứng yên lành. Lúc định rút đi thì tất cả bỗng dưng té lăn trên đất không có bất cứ báo hiệu nào. Chuyện này có quan hệ gì tới tôi? Tần Lạc tức giận nói. Hắn giang hai tay ra, làm một tư thế rất vô tội, tôi đứng ở tại chỗ không có động đậy mà. Theo dõi hắn, Violet nói với chiến sĩ cải tạo, nếu hắn dám nhúc nhích, liền khởi động bom. Dặn dò xong một phen, lúc này xoay người sang chỗ khác quan sát kỹ. Trên mặt đất nằm rất nhiều đặc công sân bay. Giống như là đột nhiên bị người ta gõ hôn mê. Mặt than của Violet nháy mắt biến thành màu đỏ tím, hét lớn, khởi động bom. Đáng tiếc, nàng vẫn chậm một bước. Đông. Chiến sĩ cải tạo chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể đột nhiên mất đi khống chế. Hai chân mềm nhũn, đã ngã xuống đất. Violet xông qua muốn đoạt điều khiển từ xa từ dưới đất lên, đáng tiếc nàng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy một bóng người cao lớn xông lại, thế không thể đỡ. Ngay tiếp theo thân thể của nàng bị đánh bay ra ngoài. Khi Violet từ dưới đất bò dậy định phản kích, trán của nàng đã bị dí một khẩu súng lục màu vàng. Phu nhớ, tôi nói rồi, hoặc là, chấp nhận ý tốt của tôi, hoặc là, khiến tôi giết cô. Bây giờ, xem ra cô là chuẩn bị gả cho tôi rồi nhỉ. Giê-xu cười tủm tỉm mà đánh giá phu nhân Violet, vừa cười vừa nói. Nhổ răng nọc của nàng, Tần Lạc gấp giọng hô. Giê-xu hiểu ý. Một quyền đánh qua, cằm của phu nhân Violet đã bị đánh chật khớp. Ngay bây giờ, cho dù nàng muốn cắn độc tự sát cũng khó có thể làm được. Sau đó Giê-xu nhét đầu ngón tay vào trong miệng nàng, sau một hồi moi móc, lấy một cái răng nọc không khác gì răng nanh ra. Hắn lấy khăn tay từ trong ngực ra, bọc kỹ răng nọc này. Lại đánh một quyền qua, phu nhân Violet lại khôi phục năng lực nói chuyện. Anh dùng độc, phu nhân Violet vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Lạc, hỏi. Cô không phải đã nghĩ tới sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Phản ứng của phu nhân cũng thật nhanh.
Mãi đến khi lúc này, Tần Lạc mới hoàn toàn yên lòng. Không thể không thừa nhận, cô gái này thật sự quá giảo hoạt, quá khó đối phó. Tần Lạc cũng không biết bom của Violet là thật hay giả, hắn cố ý dùng chuyện vực sâu để ám hiệu Violet, hơn nữa cũng nói tên quỷ chết Tần Túng Hoành nói ra, khiến nàng cũng sinh ra hoài nghi với thật giả của bom. Đáng tiếc, ở trong đó có một thiếu sót chí mạng, đó chính là Tần Lạc không nên nói ra bom này là giả. Nếu anh đã biết bom này là giả, trực tiếp cùng Giê-xu xông lên xử lý bọn họ không phải sao, dù sao bom cũng không thể nào nổ tung. Rất nhanh, Violet đã hiểu rõ điểm này. Có điều, Tần Lạc cũng không phải là hoàn toàn không có hậu chiêu. Phải biết rằng, sân bay thường đều xây ở vùng ngoại thành, bốn phía trống trải, còn bọn họ lại đang ở cửa chính của sân bay, cho nên, tốc độ gió nơi này vẫn rất lớn. Hôm nay là hướng gió từ đông sang tây, lúc Tần Lạc tới lại cố ý đứng ở bên cạnh Giê-xu, nói cách khác, hắn đứng ở đầu hướng gió. Hắn chỉ cần nắm một bọc phấn độc trong tay áo, để mặc nó hòa vào không khí, sau đó được gió thổi tán. Bởi vì Tần Lạc không biết lúc nào thì nó có thể phát huy hiệu lực, cũng không biết Violet cùng chiến sĩ cải tạo lúc nào thì có thể hạ độc được, cho nên hắn chỉ có thể cố hết sức nói nhảm với các nàng để kéo dài thời gian. Khiến hắn buồn bực chính là, Violet cùng chiến sĩ cải tạo còn chưa bị hạ độc, mấy cấp dưới của Đoạn Quốc Siêu lại bị hạ độc. Ở lúc Violet xoay người nhìn thử, lòng Tần Lạc đều giật thót. Nàng hô to khởi động bom, chứng tỏ nàng đã nhìn xuyên được quỷ kế của Tần Lạc. May mắn chính là, ngay ở trong một giây này chiến sĩ cải tạo lại chúng độc ngã xuống đất, không có cách gì thi hành mệnh lệnh của nàng, nếu không, mạng mọi người ở đây đều sẽ chấm dứt. Tôi thua rồi, Violet uể oải nói, có điều anh cũng không thắng. Chương 1433, cái chết của Violet. Mà ngay cả bản thân Violet cũng không rõ tình cảm của nàng với Tần Lạc. Yêu sao? Không thể nào, nàng tìm cách tiếp cận hắn, vắt hết óc đối phó hắn, ban ngày nghĩ tới hắn, buổi tối nghĩ tới hắn, ăn cơm nghĩ tới hắn, đi vệ sinh cũng nghĩ tới hắn. Người xưa nói gì mà ngày nhớ đêm mong cũng không gì hơn cái này nhỉ. Càng tiếp cận hắn, cũng càng nhìn không thấu hắn. Hắn nhát gan nhưng không sợ phiền phức, ham sống cũng không sợ chết, đối đãi bạn bè rất hiền hòa, đối đãi kẻ địch rất lãnh khốc. Không đi đường tầm thường, cũng không ra bài dựa theo lẽ thường. Sát cục mỗi một lần bọn họ xếp đặt tỉ mỉ đều bị hắn phá dễ dàng. Mặc dù là đối thủ, nàng cũng thưởng thức người đàn ông như vậy. Huống chi người đàn ông này còn khiến nàng thất bại hết lần này tới lần khác. Nữ nhân đều sẽ mang thù, những đối tượng làm cho các nàng nếm thử tư vị thất bại đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ. Nữ nhân cũng có khuynh hướng bị chinh phục, càng là cô gái cường thế, càng khát vọng bị một người đàn ông cường đại chinh phục. Hận sao, đây là nhất định rồi. Nàng là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng không chấp nhận thất bại, cũng không cho phép thất bại. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lúc gặp đối thủ Tần Lạc này lại thất bại như hình với bóng, sau đó năng lực của nàng bị tổ chức hoài nghi, thậm chí vì nàng mà tăng thêm một quan thi hành cấp 5 sao. Phải biết rằng, nhiệm vụ trước kia đều là nàng một mình hoàn thành, tất cả nhân viên, chỉ để cung cấp trợ giúp cho nàng. Lần này, tổ chức nói là phái một quan thi hành cấp 5 sao khác giúp. Trên thực tế là bọn họ đã không tín nhiệm nàng nữa, không tin nàng có thể hoàn thành kế hoạch giết rồng. Điều này với Violet tâm cao khí ngạo mà nói là đả kích trầm trọng cỡ nào. Thanh danh vô địch của nàng bị vấy bẩn, lúc này hết thảy đều có liên quan tới người đàn ông tới từ Trung Quốc kia. Nàng làm sao có thể không hận hắn? Cho nên, nàng giải thoát cho thất bại của mình, cũng đồng dạng không hy vọng Tần Lạc trở thành người thắng sau cùng. Tần Lạc nở nụ cười, nói, tôi sao không thắng? Bây giờ là cô rơi vào tay tôi, không phải là tôi chết ở trên tay cô. Cho nên, người thắng là tôi. Anh cho rằng hết thảy đều đã xong sao? Violet cười lạnh nói, bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Lạc ngồi xổm người xuống nhìn Violet, hỏi, cô còn có đồng bọn khác lẻn vào Trung Quốc đúng không? Không sai, Violet không ngờ không có ý giấu giếm. Giống như là nàng thất bại, cũng hy vọng những đội viên khác thất bại. Vậy thì tốt, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi tin cô nhất định sẽ nói cho tôi biết. Không, tôi sẽ không nói. Violet quật cường nói, tôi hy vọng thấy anh thất bại. Hy vọng thấy anh chết. Tôi sẽ ở địa ngục chờ anh. Cô không chết được, Tần Lạc nói. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang chợt lóe, hô với Giê-xu, đánh gãy hàm nàng. Giê-xu hiểu ý, không có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc nào, một quyền đánh vào gương mặt của nàng. Đáng tiếc. Bọn họ vẫn chậm một bước.
Cầm Violet mặc dù lại bị Jesus đánh cho chật khớp, nhưng sắc mặt của nàng phát tím, miệng chảy ra máu đỏ thẫm. Khi Tần Lạc chạy qua dò nhịp tim, nó đã ngừng đập. Độc dược của bọn họ rất mãnh liệt, vừa tiếp xúc sẽ chết ngay lập tức, khó lòng phòng bị. Jesus mở miệng nàng ra nhìn thử, nói, trong miệng nàng còn có một cái răng nọc. À, Tần, thật xin lỗi. Đây là sai lầm của tôi. Tần Lạc vỗ vỗ vai Jesus, nói, không sao. Ai có thể ngờ tới chứ? Thông thường mà nói, một cái răng nọc đã đủ để người tự sát. Violet lo mình không chết được, không ngờ nhét hai cái răng nọc trong miệng. Hơn nữa, điểm thông minh của nàng là, một cái trong đó rất giống răng nàng, nhưng lại rất dễ bị phát hiện. Sau khi nhổ răng nọc này ra, liền xem nhẹ mấy cái răng khác. Mà cái răng nọc còn lại thì nằm ở trong răng hoàn hảo, nếu không lấy từng cái ra kiểm tra thì rất khó có thể phát hiện. Đoạn Quốc Siêu đi tới trước mặt Tần Lạc, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, tâm tình nặng nề hỏi, làm sao bây giờ? Trong sân bay liên tục chết hai người rồi, lại xuất hiện sự cố lớn như vậy, hắn cũng không rõ mình sắp gánh trách nhiệm gì. Cố gắng dọn sạch hiện trường, khôi phục trật tự bình thường của sân bay. Tần Lạc nói, hai người chết này tôi đều phải mang đi. Được, không thành vấn đề, trong lòng Đoạn Quốc Siêu chợt nhẹ nhõm. Nếu Tần Lạc mang người chết đi, vậy, trách nhiệm của hắn ít nhất sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Ít nhất, hắn không cần lo lắng vấn đề xử lý thi thể như thế nào. Tần Lạc nhặt điều khiển từ xa ở dưới đất lên, nói với Jesus, anh có thể gỡ bom Terminator trên người nàng xuống không? Có thể, Jesus gật đầu. Dừng một chút, lại lo lắng hỏi, bom này là thật hay giả? Không biết, Tần Lạc lắc đầu, hắn nói bom này là giả hoàn toàn là để lừa Violet, tránh nàng dựa vào cái này để uy hiếp mình, nhưng hắn không ngờ là cô gái này thông minh đến vậy. Trò xiếc kia của mình căn bản là không lừa được nàng. May là mình còn có thể hạ độc, nếu không, nói không chừng sẽ để nàng chạy thoát. Nếu như không có độc dược phụ trợ, nàng thật dùng bom uy hiếp, Tần Lạc cũng chỉ có thể để các nàng rời đi. Hắn không thể nào không để ý tính mạng nhân viên công tác cùng phần đông hành khách trong sân bay Yến Kinh. Vậy, chúng ta vẫn nên chờ chuyên gia phá bom tới giải quyết đi. Thành cổ, hậu hoa viên xinh đẹp. Một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng ở ban công tu bổ một chậu hoa, ánh mắt của hắn nghiêm túc như vậy, chăm chú như vậy, giống như việc hắn làm là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, lông mi dài của người đàn ông chớp chớp, nhưng không quay đầu lại, lên tiếng hỏi, kết quả sao rồi? Một cô gái mặc áo bành tô màu đen, đội mũ dạ màu đen đứng ở phía sau hắn, nói, tôi đã nói chuyện với tiên sinh hưu tư của phòng thí nghiệm Ober, hắn nói hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Có điều, hắn đã bảo người điều tra, nếu thật không có người Ober tham gia, bọn họ nhất định sẽ trả lại cho chúng ta một công đạo. Hoàng đế, hắn đang nói dối. Vẻ mặt cô gái tức giận, hiển nhiên, nàng rất không hài lòng với câu trả lời của phòng thí nghiệm Ober. Hoàng đế cùng đám người Tần Lạc, Phó Phong Tuyết, Long Vương đánh một trận ở Vũ Hóa Phong, dùng lực một người khuất nhục quần hùng. Không ngờ cuối cùng lại thua ở trên tay Hắc Mã Tần Lạc này, mặc dù nhờ ma thuật sư trung thành xả thân cứu giúp. Hơn nữa còn thi triển kỹ thuật nhảy vọt vách núi vạn trượng để chạy thoát, nhưng sau khi trở về vẫn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguy hiểm chính là, sau khi bọn họ đáp đất, Vũ Hóa Phong lại xảy ra nổ lớn, đỉnh núi vừa rồi bọn họ còn đang chiến đấu sụp ầm ầm. Mặc dù Hoàng đế cùng ma thuật sư ở lúc đó đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn không thể không tự hỏi một câu trong lòng, nếu mình còn ở trên đó, tình huống sẽ như thế nào? Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Không chỉ muốn giết chết đám người Tần Lạc, Phó Phong Tuyết, bọn họ còn muốn giết chết mình. Nếu như mình không chạy trước, nếu mình còn đang chiến đấu với Phó Phong Tuyết hoặc là Long Vương, lúc vụ nổ xảy ra, chờ hắn chỉ có một con đường nổ thành bụi phấn, không có con đường khác. Nhớ tới loại khả năng này, Hoàng đế cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Hắn biết, hắn rất có thể bị chiến hữu tốt của hắn bán đứng. Bọn họ muốn mình chết, chết ở trên ngọn núi không có ai biết. Hắn là hoàng đế, hắn không chấp nhận sỉ nhục như vậy. Người đàn ông để kéo trong tay xuống, nhận khăn lông cô gái đưa tới lau tay, nhìn cô gái cười tủm tỉm, nói, hiểu rồi. Tôi hiểu, bởi vì sự không phối hợp của tôi, nên bọn họ vô cùng tức giận với tôi, nhưng lại khó có thể tạo thành thương tổn với tôi. Bọn họ thấy tôi quá mức cường đại, không chịu khống chế, cho nên bọn họ đã nghĩ tới kế sách một hòn đá ném hai chim để đối phó tôi. Nguyện vọng thì luôn tốt đẹp. Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Bọn họ muốn giết chết Tần Lạc, cũng muốn nhân cơ hội tiêu diệt tôi.
Nếu tôi không trở về châu Mỹ được, bọn họ liền đạt được toàn bộ thắng lợi. Cũng đạt được toàn bộ lợi ích Âu Á. Ừm, ma thuật sư gật đầu. Hoàng đế, chúng ta phải tiếp thu lần giáo huấn này. Không chỉ là giáo huấn, người đàn ông áo trắng lắc đầu. Đây là chiến tranh. Chiến tranh, ma thuật sư nghi hoặc mà nhìn về phía người đàn ông áo trắng. Trước kia, hắn chưa từng để đối thủ của hắn vào trong mắt. Lần này sau khi trọng thương trốn về, tâm tình của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ít nhất, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Ma thuật sư ngọt ngào nghĩ, thay đổi này thật là tốt nhỉ. Ừ, chiến tranh, hoàng đế nói, tôi không cần bọn họ cho tôi công đạo. Bọn họ thiếu nợ tôi tự đòi về. Ánh mắt ma thuật sư mê say, nàng đã yêu cách nói chuyện vô cùng bá đạo coi trời bằng vung này của hoàng đế. Hoàng đế, chúng ta phải làm gì? Tần Lạc đã hủy diệt một trụ sở của bọn họ. Hoàng đế hỏi. Ừm, ma thuật sư trả lời. Có điều chủ yếu là Phó Phong Tuyết cùng Giê-xu thi hành. Vậy chúng ta cũng làm chuyện giống vậy đi. Hoàng đế nói, nếu không để bọn họ cảm giác được đau đớn, bọn họ sẽ làm ra nhiều chuyện coi trời bằng vung. Vâng, hoàng đế, ma thuật sư cao hứng nói. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía ma thuật sư, khe khẽ thở dài, nói, sau này cô có thể gọi tôi là Alessia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ma thuật sư kích động đến đỏ bừng, đôi mắt nhìn sang nhu tình như nước. Chương 1434, vậy thì nắm chặt thời gian. Tần Lạc ngồi xổm ở cửa, rút một cọng cỏ nhâm nhi trong miệng. Két! Cửa sắt mở ra, Ly cả ngày mặc áo đen từ trong thiên lao đi ra. Tần Lạc vội đứng lên, hỏi, thế nào? Nàng không biết gì cả. Ly nói. Sao có thể như vậy? Trong lòng Tần Lạc phi thường thất vọng. Đái phổ đã chết, phu nhân Violet cũng đã chết. Vì muốn tìm ra bí mật phòng thí nghiệm Ober, Tần Lạc lập tức dẫn chiến sĩ cải tạo bị độc dược của hắn làm ngất tới long tức, sau khi cho nàng dùng giải dược, do Ly đi thẩm vấn nàng. Hắn từng có quan hệ với rất nhiều người trong phòng thí nghiệm Ober, biến bọn họ làm việc tàn nhẫn, đối với địch đều không có chút tình cảm. Chỉ cần rơi vào trong tay kẻ địch, lập tức cắn độc tự sát. Bây giờ, con tin trong tay nàng chỉ có chiến sĩ cải tạo này. Phải lập tức thẩm vấn, tránh cho nàng sau khi tỉnh lại cũng cắn độc tự sát hoặc là dùng biện pháp khác tự sát. Như vậy bọn họ liền được không bù nổi mất. Tần Lạc tin tưởng thủ đoạn của Long Tức có thể móc ra bí mật bọn họ cần từ trong miệng bất cứ kẻ địch nào, cho nên cũng không có tự mình qua thẩm vấn. Đứng ở cửa chờ trong chốc lát, đáp án lại làm cho hắn thất vọng như thế. Ly liếc Tần Lạc một cái, nói, nếu anh không tin kết quả thẩm vấn của chúng tôi, anh có thể tự mình đi vào thẩm vấn. Tin, đương nhiên tin, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Kể từ sau lần trước quân sư nói rõ với hắn tình cảm của Ly với mình, thái độ của Ly với hắn cũng rất bạo lực. Đương nhiên, Tần Lạc hiểu tâm lý học biết, đây là vì nàng muốn dùng loại bạo lực này để che giấu hư nhược cùng khiếp đảm trong lòng mình. Nàng làm như vậy thật ra là tạo một lớp màng bảo hộ cho mình. Những người giả bộ như không để ý tới bất cứ chuyện gì, thật ra nàng với chuyện gì đều rất để ý. Chỉ là tiếc nuối, Tần Lạc nói. Đái phổ đã chết, phu nhân Violet cũng đã chết, vốn còn muốn từ chỗ nàng tìm chút bí mật có liên quan tới phòng thí nghiệm Ober. Tổ chức này quá thần bí, chúng ta hiểu thật quá ít đối với nó, nhưng nó lại không gì là không biết với chúng ta, vậy quá nguy hiểm. Thấy Tần Lạc nói nghiêm túc, Ly cũng nhíu mày, nói, sao để phu nhân Violet chết? Nàng là nhân vật quan trọng của phòng thí nghiệm Ober, cũng là người phụ trách chủ yếu ở Trung Quốc. Là bọn tôi chủ quan. Tần Lạc cười khổ, con tin nói gì? Nàng nói nàng là nhân viên bên ngoài tổ chức, sau khi trải qua cải tạo được phái đến Trung Quốc mở tiệm nến. Mãi đến mấy tháng trước phu nhân Violet tìm tới nàng, nàng bắt đầu phục vụ cho nàng ta. Đối với tin tức như nhân viên cấu thành tổ chức, mục tiêu của tổ chức, cùng với cứ điểm hoàn toàn không biết gì cả. Tôi đã xác định nhiều lần, nàng quả thật không biết gì cả. Hay là, anh dùng châm phạt thử xem. Tần Lạc lắc đầu, nói. Tôi tin kết quả thẩm vấn của các cô. Hơn nữa, tôi cũng có thể hiểu, một nhân viên bên ngoài không thể nào biết bí mật gì. Chúng ta không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người nàng. Có điều, đừng để nàng chết, có lẽ về sau còn có chỗ lợi gì. Tôi biết, Ly nói, không chết được đâu. Tôi về trước, Tần Lạc nói, mệt mỏi quá. Ngày hôm qua rằng có cả đêm với Vương Cửu Cửu, bởi vì biết sắp chia ly, tình cảm hai người buông thả cực kỳ mãnh liệt. Sáng sớm hôm nay liền rời giường đưa Vương Cửu Cửu đến sân bay, người vừa cất bước, liền phát hiện đái phổ, sau đó chính là kịch chiến so dũng khí,
đấu trí với hắn một phen, sau đó nữa lại phát hiện phu nhân Violet. Mãi cho đến 3 giờ chiều, hắn cũng chưa nghỉ ngơi. Chuyện tôi nói anh nghĩ sao rồi? Lee hỏi. Chuyện gì? Trong tay Lee liền có thêm một cây dao, tức giận nói, quân sự đó. Anh rốt cuộc có thích quân sự không? À, Tần Lạc ngẩn người, nói, để tôi nghĩ kỹ thêm đi. Đợi đến khi nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho cô biết. Nói xong, Tần Lạc liền sợ hãi mà chạy mất. Ly giật phát hắn lại, nói, thích chính là thích. Không thích chính là không thích, có khó như vậy không? Tôi không phải là đã từng nói cho cô sao? Tần Lạc cười khổ nói, tôi thích quân sư, nhưng không phải là loại thích mà cô nghĩ. Hơn nữa, đàn ông trong thiên hạ nhiều như vậy, sao cô cứ muốn giới thiệu quân sư cho tôi chứ? Bởi vì nàng không cần anh chịu trách nhiệm, Ly nói. Gì? Tần Lạc mở to mắt nhìn Ly. Vốn là vậy mà, Ly chột dạ mà nói. Các người có thể thế, nhưng, dù sao quân sư cũng không thể nào gả cho anh. Anh chỉ cần lúc rảnh ở cùng nàng là được rồi. Lần này, đến phiên Ly sợ hãi mà chạy trốn. Tần Lạc đứng tại chỗ vẻ mặt dại ra, vài phút đã qua vẫn không có cách gì tiêu hóa câu kia của Ly. Cảm tình Ly xem mình thành một gã mặt trắng miễn phí truyền qua truyền lại. Hắn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú bóng loáng của mình, nghĩ thầm, khó trách nàng cho là như thế. Mình quả thật có vốn như vậy. Tần Lạc trở lại biệt thự Lâm gia, vừa đi tới cửa, chợt nghe trong viện truyền đến tiếng cười râm ran. Nghe được là tiếng cười của trẻ con, tâm tình Tần Lạc thoáng cái tốt lên, mệt mỏi một ngày cũng quét sạch. Hắn sải bước đi tới, vừa đẩy cửa, chợt nghe Bối Bối hô, mẹ Hoán Khê, còn mẹ vốn có của con nữa. Ba về rồi. Tần Lạc đầu đầy tuyến đen, cái gì gọi là mẹ vốn có? Bối Bối chạy vội tới hắn, theo sát phía sau chính là Lâm Hoán Khê cùng Tần Lam. Tần Lạc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bối Bối hô mẹ vốn có, hóa ra là cô cũng tới Yến Kinh rồi. Tần Lạc nhấc bổng Bối Bối từ dưới đất lên, ôm vào trong lòng, đi tới trước mặt Tần Lam, vui mừng nói, cô, đến đây lúc nào vậy? Sao không nói trước một tiếng? Mới tới tối qua, vốn định cho cháu với Bối Bối một kinh hỉ. Tần Lam vừa cười vừa nói. Tần Lạc tối qua không về, nàng cũng không hỏi hắn đi chỗ nào. Có Tiền Lệ Vương cửu cửu này, Tần Lam đã rõ ràng tên nhãi mình trông từ nhỏ tới lớn ở trước mặt con gái rất có thủ đoạn. Có lẽ, hắn cũng không chỉ có Lâm Hoán Khê cùng Vương cửu cửu. Đứng ở trên lập trường của nàng, tất nhiên sẽ không nói toạc chuyện này. Cháu ra ngoài bàn chuyện, thời gian muộn quá nên không về. Tần Lạc nói, những lời này thay vì giải thích với Tần Lam, không bằng nói cho Lâm Hoán Khê nghe. Lâm Hoán Khê khẽ cười, nhìn Tần Lạc hỏi, buổi tối ở nhà ăn cơm chứ? Ở nhà ăn cơm, Tần Lạc gật đầu, buổi tối để anh làm cơm cho. Em không phải là thích ăn đồ ăn phương Nam à? Tối nướng một con cá cho em nha. Ừ, Lâm Hoán Khê cười đáp ứng. Tần Lạc để Bối Bối xuống đất, nhìn cô Tần Lam hỏi, lần này cô tới Yến Kinh là để thăm Bối Bối. Đây chỉ là một phương diện, Tần Lam nói. Cũng có suy nghĩ rời nghiệp vụ đến đây. Ở nước Mỹ chỉ để lại một trạm công tác, phần lớn sản nghiệp đều rút lại hoặc chuyển vào trong nước. Nếu ở trong nước, Yến Kinh cùng Minh Châu là chọn lựa đầu tiên. Vừa hay lần này tới Yến Kinh thăm Bối Bối, liền muốn khảo sát thử thị trường Yến Kinh. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, Minh Châu không tồi. Nhưng chúng ta chưa quen thuộc ở bên đó. Không bằng như vậy, trước tiên làm ở Yến Kinh đi, người quen bên này nhiều. Hơn nữa Hoán Khê cũng có thể giúp đỡ không ít. Đợi đến khi thị trường bên này bão hòa, lại trải hàng ở mấy khu xung quanh. Cô thấy sao? Ừ, Tần Lam thoải mái mà đáp ứng. Bây giờ Tần Lạc có danh tiếng ở Yến Kinh như vậy. Có cháu phối hợp, chắc cũng sẽ không để cô chết đói. Cơm tối do Tần Lạc tự mình xuống bếp, nấu món cá xào hấp mà Lâm Hoán Khê thích, lại nấu mấy món đồ ăn đặc sắc phương Nam, hơn nữa Lâm Thanh Nguyên sau khi tan việc trở về. Người một nhà vui vẻ ngồi quây quần ăn bữa cơm đoàn viên. Máu mủ tình thâm, mặc dù đã lâu không gặp, Tần Lam đã trở lại, Bối Bối buổi tối cũng không đeo Tần Lạc Lâm Hoán Khê ngủ chung, mà lại lựa chọn ngủ với mẹ vốn có. Tần Lạc tắm rửa xong lên giường, Lâm Hoán Khê đã nằm ở đầu giường đọc sách. Mặt hơi nghiêng, tóc dài xõa vai, một vẻ đẹp nhu hòa mà tĩnh lặng. Mơ màng buồn ngủ, lại thêm một phần mệt mỏi, Tần Lạc đi tới ôm chặt nàng vào lòng. Lâm Hoán Khê khép sách lại, nói, cao ốc Thái Cực đã ngừng phát triển. Toái Toái luôn ở bên kia nhìn chằm chằm, anh có thời gian thì qua xem thử. Ừ, Tần Lạc tựa đầu ở trên mặt Lâm Hoán Khê, gần đây có mệt hay không?
Không mệt, Lâm Hoán Khê lắc đầu. Ngửi mùi thơm động lòng người trên người nàng, cảm nhận được mềm mại khác thường trên người nàng, Tần Lạc vừa cười vừa nói, nếu không mệt, vậy chúng ta liền tắm nước lạnh một lần đi. Ừ, giọng mũi Lâm Hoán Khê từ trong chăn truyền ra. Tần Lạc vui vẻ, lập tức hành động. Lâm Hoán Khê đè đầu Tần Lạc cọ ở trong ngực nàng, giọng dịu dàng nói, cô tới em rất vui, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Tần Lạc ngẩng đầu hỏi. Khẩn trương cô sẽ cướp bối bối đi. Giọng Lâm Hoán Khê mê say nói. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Lạc sáng quắc, nói, Tần Lạc, chúng ta cũng sinh một cục cưng đi. Cục cưng đáng yêu giống bối bối. Vậy thì nắm chặt thời gian, Tần Lạc nói. Chương 1435, sao cháu không làm gì?